Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong buổi giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 5 của bộ truyện Chị gái giả mạo tôi là mối tình đầu của Boss. Bộ truyện này chắc khoảng tầm 8 đến 9 tập nha mọi người. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 5. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Công việc chuẩn bị của cửa hàng Tráng Miệng đã hoàn thành. Chỉ còn lại việc tuyển khách chính thức. Một số người đang mong đợi, hào hứng và có chút bất an. Tất cả đều đang cười nói ở đây. Tiếng ồn ào khiến Phương Thu nhức óc. Nhưng ông không thể không hòa mình vào đám thanh thiếu niên nhiệt tình này. Ông nhìn Tạ Đường cùng với những học sinh này, không khỏi mỉm cười thở dài. Thời thiếu niên là thời điểm tươi đẹp nhất của cuộc đời. Chờ Lận Quyết đặt những con búp bê thủ công do Vương Văn Văn đặc biệt treo lên bảng thực đơn. Xong việc thì trời cũng đã tối. Lúc này hiển nhiên cũng đã muộn đi ăn tối. May mắn cửa hàng tiện lợi gần trường vẫn mở. Vương Văn Văn đi cùng Tạ Đường mua một số đồ ăn nhẹ đem về. Tạ Đường mỉm cười đồng ý. Lận Quyết đưa họ qua đường, bắt xe buýt ngược lại đến bệnh viện. Khi đi qua góc phố, Vương Văn Văn chỉ vào bên kia đường. Lái xe của nhà cậu vẫn đang đợi ở đó. Tạ Đường cũng nhìn sang. Ngày hôm đó tài xế bất ngờ tới đón, Tạ Đường vô cùng kinh ngạc, tưởng anh ta trúng số cho nên tâm trạng tốt mới đón cô. Nhưng mỗi ngày anh ta đều chờ sau giờ học. Thời gian tan học của Tạ Đường với Tạ Khinh lệch nhau, nếu về chung thì sẽ có một người phải đợi. Tạ Đường cũng quen đi xe buýt cho nên để tài xế đón Tạ Khinh về trước. Tài xế này chỉ đón đại tiểu thư về, còn đối với nhị tiểu thư lạnh nhạt, ông bà chủ cũng chưa từng để tâm cho nên anh ta không hề quay lại đón Tạ Đường. Trước đây Tạ Đường hầu như không bao giờ lên xe của Tạ gia, dù trời mưa to gió lớn hay có những kỳ thi quan trọng. Trịnh Vĩnh Hoa thỉnh thoảng nhìn thấy đôi giày mòn gót của cô khi cởi giày, dù không quan tâm nhưng bà vẫn sẽ trách móc cô một câu: sao con không ngồi xe đến trường, nhà đầu con thật cứng đầu. Nhưng chỉ là qua loa, cũng chưa bao giờ dặn dò tài xế chú ý đưa đón Tạ Đường. Vì vậy Tạ Đường hiểu rằng mọi thứ trong gia đình này Tạ Khinh có thể dùng nhưng cô thì không thể. Cũng may kiếp trước đối với sự bất công thiên vị của cha mẹ còn có chấp niệm, nhưng đời này cô không quan tâm một chút nào. Nhưng dạo gần đây không hiểu sao tài xế đưa Tạ Khinh về sau đó lại tới đón mình. Không chỉ vậy, ngay cả sau khi đưa Tạ Khinh đến lớp học nghệ thuật vào cuối tuần, anh ta lại quay lại đón cô ở văn phòng giáo sư Uông. Điều này làm cho Tạ Khinh không vui, làm cô ta cau có suốt mấy ngày liền. Không chỉ tài xế mà Tạ Đường có thể cảm nhận rõ ràng sau khi bị cha Tạ mắng, dì Triệu trong phòng giặt lần trước, thái độ của bà đối với bản thân cũng tôn trọng hơn rất nhiều. Khi Tạ Đường về nhà, cô thấy quần áo trong tủ quần áo đã được giặt sạch sẽ, nó được ủi phẳng phiu và xếp gọn gàng. Trên bàn ăn còn bày riêng những món mà chính mình rất thích. Điều này khiến Tạ Đường có chút khó xử, nhưng trong lòng cũng có chút mỉa mai. Từ lúc đến đây, chính mình bị coi như người ngoài, tất cả mọi người trong nhà đều đối xử lạnh nhạt với cô. 5 năm trôi qua, ba mẹ Tạ không phải mắt mù không biết mọi chuyện, chỉ là không để bụng cũng không quan tâm. Nhưng bây giờ, thái độ của những người này đã thay đổi 180 độ, còn có thể là vì cái gì? Có lẽ nào cha Tạ đột nhiên bố thí thứ thiếu đến đáng thương như tình thương cho mình mà không có lý do? Đương nhiên tất cả đều là vì Lục Trác. Nếu ông biết cô đã từ chối Lục Trác và Lục Trác không còn theo đuổi cô, ông ấy sẽ thu lại sự quan tâm dối trá này. Mà còn vậy mà giận chó đánh mèo. Hiện tại Tạ Đường đã hoàn toàn chết tâm với thái độ của cha mẹ mình. Cô nghĩ có chút nực cười, thu hồi ánh mắt, không hề nhìn nữa. Một nhóm người bước vào cửa hàng tiện lợi. Cái cửa hàng này rất lớn, giống như một cái siêu thị nhỏ. Bên cạnh còn có quán trà sữa. Trong giờ học, nữ sinh thường thích cùng nhau uống trà sữa. Tạ Đường ở kiếp trước không có bạn bè vì cái bóng của gia đình, nên khi đi ngang qua căng tin cô sẽ bước vội, thỉnh thoảng dừng lại nhìn, rất hâm mộ bọn họ có bạn bè cùng nhau nói cười cười. Nhưng kiếp này đã khác, cô có một người bạn hiền lành tốt bụng ở bên. Cô cảm thấy như thế nó giống như niềm tin vào mọi thứ, biết rằng ai đó sẽ nói thay mình, sẽ cảm thấy thoải mái hơn và không còn cô đơn nữa. Tạ Đường không nói chuyện. Trên đường, Vương Văn Văn díu dít nói chuyện phiếm với Tào Đình về diễn đàn của trường, khóe môi cong lên. Có Chúa mới biết cô biết ơn biết bao vì có cơ hội quay lại lần nữa. Các cậu muốn gì?
Tạ Đường nhìn lên menu trà sữa, sờ sờ ví. Mình mời. Cô không tiêu nhiều tiền, nhưng cha Tạ gần đây đã cho nhiều tiền tiêu vặt hơn, cô không dùng đến cho nên vẫn còn rất nhiều. Thật sao? Tạ Đường chớp mắt. Đương nhiên. Cô được từ quê đón lên, rơi vào một môi trường xa lạ. Còn Tạ Khinh đã sống ở đây nhiều năm và có nhiều bạn bè. Vào cuối tuần, có người dụ Tạ Khinh ra ngoài nghe concept. Chị ta sẽ ăn mặc đẹp và vui vẻ đi chơi vào cuối tuần. Ở trường, Tạ Khinh luôn bị vây quanh bởi một nhóm người như Vu Tuyết Kiều. Khi đó Tạ Đường không có ai nói chuyện, chỉ có thể ở trong phòng đọc sách một mình. Thầm nghĩ nếu như cũng có bạn bè, ngày nào cũng có tiền tiêu vặt rủ cô đi uống trà sữa. Tạ Khinh mời bạn bè đi ăn tối, thường là ở khách sạn hoặc nhà hàng của gia đình. Chị ta là đại tiểu thư của Tạ gia, đương nhiên tất cả các chuỗi cửa hàng này đều biết chị ta. Nhưng Tạ Đường thì không, không ai trong khách sạn biết cô. Khi Tạ Khinh tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 14, vì thân hình cô gầy gò, cho nên mẹ Tạ chỉ tùy tiện chọn khiến mọi người tưởng cô là nhân viên phục vụ. Ở kiếp trước, nói không một chút hâm mộ là giả. Dù sao chị gái cũng được cha mẹ lựa chọn từ nhỏ, ở bên cạnh nuôi nấng, nhận biết bao nhiêu là ưu đãi, đặc ân. Còn bản thân ở kiếp trước không có gì cả. Có lẽ là bởi vì tự đáy lòng đã quyết định bước đầu rời khỏi Tạ gia, cho nên Tạ Đường trong lòng khó tránh khỏi có nhiều cảm xúc phức tạp hơn bình thường, nhất định sẽ nhớ tới một số chuyện cũ. Cô cũng không hy vọng xa vời cái gì, dù sao thì kiếp trước đã dạy cô là không nên kỳ vọng vào người khác, chỉ có thể đối xử tốt với bản thân. Ngay khi cô đang mê man suy nghĩ, Vương Văn Văn và một vài cô gái khác đã có mặt đông đủ trước quầy, vội vàng chạy tới. Mặc dù mọi người yêu cầu Tạ Đường chiêu đãi, nhưng đều rất thân thiện, không gọi món quá đắt, bốn người cộng lại chưa đến 100. Tạ Đường cũng gọi một cốc phô mai vị xoài, sau đó lấy điện thoại di động ra. Trước khi cô nhấp vào mã QR, nhân viên thu ngân phía sau quầy đã nhìn cô vài lần và xác nhận số di động của cô, sau đó đột ngột lấy lại máy POS để thanh toán. Tạ Đường chớp chớp mắt, không hiểu. Thu ngân mỉm cười và nói: "Tiểu thư không cần phải trả tiền. Vừa vặn cô là khách hàng thứ 666 của chúng tôi ngày hôm nay. Nhân sự kiện của nhà hàng, từ hôm nay cho đến khi tốt nghiệp, tất cả hóa đơn của cô được miễn phí." Tạ Đường ngạc nhiên: "Sự kiện gì?" Vương Văn Văn và Tào Đình cũng há hốc mồm không tin. Sao gần đây không nghe nói siêu thị trường học có sự kiện này? Nếu họ biết điều đó sớm hơn, họ thậm chí đã không đến lớp và ở đây lại đây mãi mãi. Nói chung loại hoạt động này cũng thường xuyên có, nhưng tại sao được tận 3 năm? Dù cho Tạ Đường có ăn được nhiều cũng sẽ không lợi dụng nó. Thật may mắn cho siêu thị này, nếu như Vương Văn Văn thắng giải, cô ấy có thể đưa một nhóm người đến dọn sạch tất cả các kệ đồ ăn nhanh trong siêu thị trường học. Siêu thị này sẽ mất mắt đến mức khóc đến khan cả cổ. Không thể tin nổi. Thật hay giả? Từ nay về sau tôi có thể đến ăn vặt mỗi ngày. Nhân viên thu ngân cười gật đầu, nói thêm: "Là tiểu thư Tạ Đường trúng thưởng, còn các bạn hẹn lần sau." Vương Văn Văn ngơ ngác, Tạ Đường ngơ ngác, không thể tin được mình lại may mắn như vậy. Trong lòng vẫn đang nghĩ rằng dù kiếp trước hay kiếp này, mình cũng chưa từng nhận được sự ưu ái hay sủng ái nào như chị gái. Nhưng bây giờ, như thể Thượng Đế đột nhiên nghe thấy tiếng lòng của chính mình. Vương Văn Văn và một số cô gái khác hét lên kéo kéo cánh tay Tạ Đường. Trời ơi, vận khí này cũng quá tốt đi. Mua trà sữa và đồ ăn nhẹ trong 3 năm, tiếp theo tất cả sẽ được miễn phí. Tạ Đường sau khi định thần lại, trong mắt hiện niềm vui. Đúng vậy, về sau có thể mỗi ngày đến. Vương Văn Văn nói: "Mỗi ngày đều phải mời." Được chứ. Tạ Đường không ngờ vận may của mình lại tốt như vậy. Đương nhiên cô cũng nghi ngờ có người đặc biệt chuẩn bị bất ngờ như vậy cho mình. Nhưng cô cũng hiếm khi nhận được sự ưu ái lớn như vậy, nên không dám nghĩ quá nhiều. Tạ Đường chỉ cảm thấy mình thực sự rất may mắn. Cô không dám nghĩ đây là thứ mà Lục Trác chuẩn bị, giống như cô không bao giờ tin Lục Trác sẽ thích chính mình. Có lẽ vì lòng tự trọng mới nảy sinh hứng thú, chắc không bao lâu nữa cô cũng sẽ quên cô. Vài cô gái rời khỏi siêu thị vui vẻ cầm trà sữa, Tạ Đường cũng cầm trên tay một bao lớn đồ ăn vặt. Cô không thể nhận đồ của người khác, nhưng cái này thì khác, nó thuộc về cô. Trời gần tối, không khí trong lành sau cơn mưa, phía chân trời có một đám mây lửa màu tím đỏ. Tạ Đường và một vài người bạn bước qua vũng nước, cả bọn nhảy cẫng lên vì sung sướng. Sau khi lên xe, cô vẫy tay với đám người Vương Văn Văn, khóe miệng cười ngọt ngào. Trên lầu dạy học, chàng trai nằm trên lan can,
Vài sợi tóc trước trán bị gió thổi nhẹ. Anh làm bộ Tạ Đường đang vẫy tay với mình. Anh cũng cong môi vẫy tay về phía cô. Khi người đó hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, anh lười biếng đứng thẳng dậy. Lục Trác tâm trạng tốt hơn rất nhiều, cong môi lấy ra một tờ giấy lau mũi bị cảm lạnh, sau đó vỗ nhẹ bụi trên cặp sách, đi xuống dãy phòng học về phía cổng trường. Xe của Lục gia dừng ở ngoài cổng trường, vẻ mặt Tiểu Triệu rối rắm, nước mắt nhìn Lục Trác đang từ xa đi tới. Làm sao vậy? Lục Trác cổ họng vừa ngứa vừa đau, khàn cả giọng. Anh mở xe ném cặp sách rồi bước vào, tiện tay rút một tờ giấy ướt. Lục Trác khó chịu chết đi được, hiếm khi bị cảm, nhưng một khi bị cảm thì di chứng quá nặng, nghẹt mũi khó chịu cả ngày, sống mũi của suýt nữa thì đã bị khăn giấy trà sát. Tiểu Triều không biết nói như thế nào, ngồi vào ghế lái khởi động. Sau khi xe thuận lợi chạy về hướng biệt thự của Lục gia, mới cẩn thận liếc nhìn kính chiếu hậu. Mặc dù hôm nay Lục Trác bị cảm, nhưng đôi môi lại cong lên, có vẻ tâm trạng còn tốt hơn buổi sáng. Vì vậy anh ta cân nhắc rồi nói: Mẹ cậu ở đây, đang đợi ở phòng khách. Giọng nói vừa hạ xuống, động tác của Lục Trác liền dừng lại. Bên trong xe nhiệt độ như dần lạnh xuống. Tiểu Triệu căng thẳng như ngồi trên kim châm, không nhịn được lại liếc nhìn kính chiếu hậu. Lục Trác ngồi bất động ở phía sau, sắc mặt đờ đẫn không rõ cảm xúc của mình là gì. Tiểu Lục Tổng luôn sôi nổi hoạt bát, Lục Trác tuy kiêu ngạo nhưng dù tức giận trở mặt với bạn bè cũng sẽ sớm tha thứ cho người khác. Tóm lại là một thiếu niên bình thường hoạt bát, dễ dỗ dành. Tiểu Triệu đã lái xe cho Lục gia 10 năm, anh ta chỉ nhìn thấy dáng vẻ này của Lục Trác tổng cộng là 3 lần. Khuôn mặt lạnh đi, đôi mắt đen không giấu giếm sự ghê tởm chán ghét. Và 3 lần này đều là lúc mẹ của Lục Trác xuất hiện. Tuy nhiên so với chuyện này, Tiểu Triệu cảm thấy chỗ đáng thương của Lục Trác chính là mẹ của anh 10 năm mới xuất hiện 3 lần. Biệt thự của Lục gia lớn kinh khủng, ánh đèn hai bên lối đi vô cùng lạnh lẽo. Xe chậm rãi dừng ở gara, sắc trời hoàn toàn tối đen. Lục Trác xuống xe, ngón tay nắm chặt cửa đến tái nhợt, bước chân dừng một chút, hướng mắt về phía biệt thự, lạnh lùng bước vào. Tiểu Triệu có chút lo lắng nhưng không thể đi theo vào, đành ở trong gara rửa xe. Phòng khách rộng nhưng không gian bên trong vô cùng trống trải. Ngồi trên sofa là một người phụ nữ với mái tóc xoăn dài, không đeo vàng bạc như những phu nhân hào môn khác, ngược lại rất mộc mạc giản dị, khuôn mặt tiểu tụy hốc hác, đầu rũ xuống đang nghiêm túc nhìn cái gì đó, cả người bất động, chỉ thấy cánh môi đang run rẩy. Ánh mắt lạnh như băng của Lục Trác rơi vào chiếc cổ nhăn nheo tái nhợt của bà trong 2 năm qua. Hàng mi đen nhánh khẽ run lên, nhưng vẻ mặt càng thêm mất kiên nhẫn. Anh nặng nề ném cặp sách xuống ghế sofa, không bước tới, từ xa nhìn người phụ nữ. Sao bà lại ở đây? Giọng nói dày và khàn vì cảm lạnh, nhưng không thể che giấu sự mất kiên nhẫn từ lời nói ấy. Khi nghe thấy động tĩnh, người phụ nữ vui mừng quay đầu lại. Tiểu Trác, con đã về rồi sao? Bà quay người lại, tầm mắt của Lục Trác lúc này mới lướt qua bà, dừng ở vật trên tay. Nhìn thấy rõ đó là cái gì, Lục Trác sắc mặt trở nên lạnh hơn, trong mắt không có độ ấm, khiến người ta lạnh cả sống lưng. Anh bước tới, cầm lấy cuốn album ảnh trong tay bà, xoay người ném vào thùng rác. Bà cứng đầu, nét mặt trở nên mất mát. 3 năm mới có thể đến thăm con một lần, mẹ đã chờ. Lục Trác quay lại hờ hững nói. Giờ thì bà đã thấy rồi, bà có thể đi. Tiểu Trác, con đừng đối xử với mẹ như vậy. Tốt xấu gì thì mẹ vẫn là mẹ của con. Lục Trác châm chọc cười, khuôn mặt lạnh đến đáng sợ, ngực kịch liệt phập phồng lên xuống. Nhưng sau một hồi im lặng, lại coi như không có chuyện gì đã xảy ra. Đúng vậy, vứt bỏ con trai mình, cùng tình nhân bỏ trốn, nhốt con ruột của mình, tranh giành tài sản với nhỏ Lục. Ánh mắt Lục Trác giễu cợt nhìn bà. Tôi thà không có một người mẹ như bà. Cố Uyển Chi nhìn đứa con trai trước mặt mình, sắc mặt tái nhợt vì lời nói của anh, môi run rẩy nhưng không thể nói một lời phản bác. Tính cách của Lục Trác cố chấp bướng bỉnh. Khi để con trai lưu lại nhà họ Lục, Cố Uyển Chi đã nghĩ rằng một ngày nào đó con trai sẽ tha thứ cho mình. Ngay cả khi không tha thứ thì thời gian sẽ dần phai nhạt chôn giấu những cái này. Nhưng không, 6 năm trước cùng 3 năm này, mỗi lần bà đến, đứa nhỏ này đều hận bà đến tận xương tủy. Bà không nói được gì nhưng cũng không muốn rời đi. Nhà họ Lục quy định bà chỉ có ngày này mới được đến thăm con. Nhìn lên đồng hồ đã 9 giờ, chỉ còn 3 tiếng nữa. Dù sao thì
Con có thể ngồi với mẹ một lúc được không? Cố Uyển Chi nước mắt giàn giụa. Lục Trác hờ hững nhìn bà, 3 năm không gặp này đã để lại dấu vết già đi trên khuôn mặt của bà. Trong lòng cảm thấy chói mắt, một cỗ khó chịu dày đặc không biết từ đâu dâng lên trong lồng ngực của anh. Lục Trác đột nhiên cầm cặp sách lên, xoay người rời đi không nói được một lời nào. Nếu người phụ nữ này ở lại đây và không đi thì anh sẽ rời đi. Lục Trác đi vào cửa hàng tiện lợi, đứng trước kệ, quét vài gói khoai tây chiên, sau đó đi lấy đồ uống. Sau khi lấy ngẫu nhiên một vài chai, khoai tây chiên trên tay anh vô tình rơi xuống đất. Anh ngồi xổm xuống nhặt, đồ uống lại lăn xuống, lan vào khe hở dưới kệ. Lục Trác đột nhiên tức giận, cảm giác tất cả đang muốn đối nghịch với mình. Anh thô bạo ném một đống khoai tây chiên vào trong túi, nửa quỳ trên mặt đất, ngượng ngùng duỗi tay ra đi lấy đồ uống, sau đó đi đến quầy lễ tân thanh toán. Sau khi thanh toán xong, cầm một đống đồ ăn, ngồi trước ghế ngồi đạp cao, mở ra một hộp mì. Trong cuộc điện thoại của Hướng Hoành, Lục Trác nói vài câu cho có lệ rồi cúp máy. Anh không muốn cho người ta biết mình đang ở bên ngoài, huống chi là biết chuyện gia đình. Hướng Hoành với Quan Vũ là bạn tốt của anh, nhưng không biết gì về Lục gia. Anh lấy điện thoại di động ra, lật xem danh sách, muốn gọi cho Tạ Đường, nhưng ngón tay mảnh khảnh ấn vào màn hình điện thoại. Anh dừng lại, do dự không biết có nên gọi không. Nếu gọi, có lẽ cô ấy sẽ không nhấc máy. Khi kim giờ chuyển sang hơn 11 giờ, trời lại bắt đầu mưa. Mưa cuối mùa hạ, hơi nóng trên mặt đất, bầu trời âm u ẩm ướt. Lục Trác lại bước tới giá, cầm lấy một gói khăn giấy, xoa xoa chóp mũi đỏ bừng, ngơ ngác nhìn đường phố vắng vẻ bên ngoài. Đối với Lục Trác, ý nghĩa về từ nhà hoàn toàn trống rỗng. Ở một mức độ nào đó, anh cũng giống như Tạ Đường. Ngày hôm đó, anh nhận được hồ sơ của Tạ Đường. Sau khi biết về tình hình ở nhà của Tạ Đường, tâm trạng của anh rất phức tạp, lo lắng và mơ hồ. Ngày đó, dưới ánh mặt trời bên ngoài trường học, anh nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt đất, cảm thấy rất khó chịu, chút xót xa cho cùng một căn bệnh. Anh không có ấn tượng gì nhiều về Cố Uyển Chi, dù sao cũng chỉ nhìn thấy bà 3 lần trong 10 năm qua. Nhưng những thứ thời thơ ấu của anh giống như những bóng đen kéo dài, thỉnh thoảng xuất hiện cơn ác mộng đáng sợ đó. Nếu giấc mơ được nàng tiên cá cứu là thật, anh nguyện đánh đổi tất cả để mãi chìm trong giấc mơ đó, không muốn tỉnh lại. Lúc nhỏ anh đã phải vật lộn mỗi ngày trong mây mù và vũng lầy do chính người được gọi là mẹ này mang đến cho cậu. Khi còn nhỏ, Lục Trác dành phần lớn thời gian để chơi với các khối gỗ một mình trong biệt thự lạnh lẽo này. Ngoại trừ âm thanh của TV thì chính là âm thanh của miếng xếp gỗ rơi trên mặt đất. Mỗi ngày không phải nhìn thấy bảo mẫu thì cũng chính là tài xế. Ấn tượng về cha Lục còn ít hơn cả Cố Uyển Chi. Dù sao thì người này không ở trên máy bay thì vừa xuống máy bay cũng không về nhà, hoặc là ở công ty uy nghiêm, lãnh đạm và tàn nhẫn. Cố Uyển Chi có lẽ không thể chịu đựng được loại áp lực này, vì vậy bà ấy đã ngoại tình và bỏ trốn với gã. Hôm đó bảo mẫu không có ở đó, bà ấy để Lục Trác ở nhà một mình. Bà ấy không đóng cửa sổ trước khi đi, gió lùa vào làm Lục Trác bị sốt và gặp ác mộng vào nửa đêm, thiếu chút nữa trở nên nghiêm trọng. Mãi đến sáng hôm sau, bảo mẫu đến làm việc mới biết và được đưa vào viện vì bị viêm phổi cả tháng. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là kết thúc. Lục Trác được đưa ra khỏi bệnh viện và bị giam trong phòng tối suốt 5 tháng. Lúc đó Lục Trác còn quá nhỏ, bây giờ trí nhớ của anh về sự việc đó cũng không rõ ràng, chỉ để lại một ấn tượng vụn vỡ về đói, đau, lạnh và sợ hãi. Sau này từ miệng của cha mới biết được, hóa ra Cố Uyển Chi muốn bỏ trốn cùng với người tình, cho nên đem chính mình nhốt lại, còn cố ý bắt cóc con trai mình đe dọa cha Lục chia tài sản cho bà ta. Thật nực cười. Từ đó Cố Uyển Chi hoàn toàn biến mất trong cuộc đời của anh, không biết có phải là vì tiền mà bay xa. Cuối cùng anh vẫn bị bỏ lại một mình trong căn biệt thự trống trải và hoang vắng, trải qua tuổi thơ không ai đoái hoài đến cho đến tận bây giờ. Mỗi lần Lục Trác đến nhà Hướng Hoành, thấy nhà họ đang ăn sáng, hóa ra có một nhóm người rất đông, tiếng bắt đũa xen lẫn vào nhau, sôi động và mang không khí gia đình. Lục Trác rất thích bầu không khí đó, không thể không đến đó vài lần nữa. Sau đó, Hướng Hoành nói đùa rằng anh ta đã đưa Lục Trác về nhà mình chơi, khi nào thì Lục Trác mới có thể mời mình và những người bạn khác đến, nhân tiện muốn nhìn xí nghiệp khổng lồ của Lục gia. Lục Trác nghe xong, mí mắt giật giật, giả bộ lãnh đạm nói: "Ba tôi rất bận." Nhưng anh biết rằng không phải ông bận,
mà là ông không quan tâm đến bản thân mình một chút nào. Vì vậy ông sẽ không dành thời gian để làm cái này. Sau đó, Lục Trác không dám đến nhà của Hướng Hoành và những người khác nữa. Hướng Hoành lại mời, ngạo mạn chế nhạo. Nhà anh nhiều người như vậy, ồn ào, em mới không thèm đi. Lục Trác cũng không có tổ chức tiệc sinh nhật. Người ngoài chỉ nói Lục gia khiêm tốn không phô trương, tiền bạc và quyền lực đều có, nhưng người trong vòng ai chẳng biết, chỉ cần một cái nhấc tay nhấc chân cũng đã làm lũng đoạn thị trường của cả một thành phố. Nhưng chỉ có Lục Trác biết, cha Lục bản chất vô cảm và ghét mẹ anh. Ông chưa bao giờ đề cập đến việc tổ chức sinh nhật cho anh từ khi còn nhỏ. Bản thân Lục Trác cảm thấy nhàm chán, mời một nhóm bạn đi ăn uống hát hò, sau đó một mình trở về biệt thự hoang vắng. Khoảng cách quá lớn, không nên mời thì tốt hơn. Nhiều nhất là khi ăn cùng với Hướng Hoành và những người khác, cũng chỉ gọi thêm vài món mình thích, coi như tổ chức sinh nhật cho bản thân. Vì vậy, Lục Trác đứng đầu đám phú nhị đại, nhưng hành xử có chút khác người. Nhưng nếu Hướng Hoành và những người khác hỏi anh tổ chức sinh nhật như thế nào, anh nhất định sẽ lười biếng nói. Còn có thể như thế nào? Cho dù cả nhà cùng nhau thổi nến, năm nào cũng có ngày này, sao phải bận tâm làm. Lục Trác ăn mì, ăn liền, thản nhiên cười nhạo. Lúc đầu còn tưởng Tạ Đường thích mình, rốt cuộc xưa nay cô vẫn luôn bí mật nhìn chính mình. Dù là buổi sáng ở cổng trường, buổi sáng tập thể dục hay phát biểu dưới lá cờ Tổ quốc, hôm nọ anh bị thương cô có đem thuốc đến, anh dị ứng măng cô cũng biết. Hơn nữa cô giống hệt nàng tiên cá trong mộng, đối xử rất tốt với anh. Lục Trác chưa bao giờ trải qua cảm xúc mãnh liệt trong mơ như vậy. Nửa đêm anh tỉnh dậy từ giấc mơ đó, khóe miệng của anh nhếch lên, nhưng một lúc sau lại khiến lồng ngực anh nghẹt thở. Cảm thấy ảo ảnh trong mộng quá hạnh phúc, bởi vì trong mộng Tạ Đường vô cùng thích anh, thậm chí còn bảo vệ anh bằng cả mạng sống của mình. Nhưng sau này mới biết chính mình tự mình đa tình. Trên thực tế không có người nào thích bản thân anh sâu đậm như vậy. Lục Trác khẽ kéo khóe miệng, châm chọc cười. Anh ăn vài ngụm mì liền mất hứng, ném mì gói cùng nĩa vào thùng rác bên cạnh, lặng lẽ nhìn cơn mưa nặng hạt bên ngoài tí tách tí tách. Cũng may cửa hàng tiện lợi mở cửa 24 giờ, nếu không anh thực sự không có chỗ nào để đi. Ánh sáng dưới mái hiên chiếu qua kính cửa sổ, chiếu vào đôi mắt đen láy mờ mịt của anh. Không biết Lục Trác với Hướng Hoành, Quan Vũ phát tờ rơi có tác dụng hay không. Tóm lại, ngày hôm sau là cuối tuần, Vương Văn Văn cùng với Tạ Đường mở cửa đã thấy rất nhiều người kéo nhau lại đây mua. Khi nhìn thấy khách hàng đầu tiên, Tạ Đường đã rất ngạc nhiên. Cô nghĩ rằng mọi người chưa có tuyên truyền mà khách hàng đã xuất hiện. Vessel ngoài cửa sổ kêu inh ỏi, ánh mặt trời chiếu vào. Trên mặt cô nở một nụ cười. Cô nghĩ rằng đây là một khởi đầu rất tốt. Ngoại trừ sinh viên khoa ẩm thực, sinh viên các khoa khác cũng không đặc biệt quan tâm đến vấn đề ăn uống. Nhưng nữ sinh, họ luôn thích những món tráng miệng, đặc biệt là những thứ dễ thương này. Ngay từ cái tên đã cho người ta cảm giác thèm ăn, nhất là bây giờ đã là cuối hè, nóng đực, buồn bực, ai cũng không muốn ăn đồ chua cay nóng hổi ở quán xá, mà muốn ăn một thứ gì đó mát lạnh. Nhìn xem, gần đây có phải là người rất nổi tiếng ở trên diễn đàn trường học hay không? Hoa khôi khoa mới của bọn họ. Hai nam sinh vừa vặn đứng ở bên ngoài tiệm thì nhìn thấy cô gái bận váy xanh kẻ sọc qua cửa kính, nhịn không được tấm tắc khen. Da trắng chân dài eo nhỏ, chỉ chưa thấy mặt thôi. Sao chúng ta không vào xem thử? Cậu nháy mắt với người bên cạnh. Người kia cũng động tâm. Dù sao những bức ảnh xem trên diễn đàn khuôn viên trường trước đây quả thực rất đẹp. Lúc đó cậu ta còn so sánh Tạ Đường với chị gái Tạ Khinh, cũng chính là Hoa Khôi lúc trước, thì Tạ Khinh còn thua xa em gái. Khi họ bước vào, đa số rất nhiều nữ sinh không khỏi tò mò đi qua, muốn xem bên trong bán gì. Đây được gọi là hiệu ứng đám đông, nơi nào càng sôi động thì càng có nhiều người tụ tập. Nhìn thấy là đồ ngọt thì không khỏi có chút thất vọng. Ở đâu mà chả có tiệm bánh ngọt, có gì đặc biệt? Ngay cả khi cái tên nghe đẹp với ngon, vẫn sẽ tăng cân. Vào mùa hè, Yến Lê phải mặc quần tây để che đi phần mỡ thừa ở chân. Một cô gái gầy gò khác tên là Trương Lan cũng không sợ tăng cân. Nhìn thấy hai đứa con trai đang cầm cái bánh hương xoài, không khí tràn ngập mùi ngọt ngào, cô ấy không nhịn được liếm môi nói: "Tôi muốn nếm thử. Nghe nói đây là đồ học sinh trường ta làm ra. Cậu đi cùng tớ, lát nữa tớ cho cậu ăn ké." Yến Lê miễn cưỡng nhưng vẫn đồng ý đi cùng. Nói xong cả hai bước vào, họ không ngờ rằng lại đông như vậy, phải xếp thành ba hàng để đợi. Hai người nhìn trái nhìn phải thì thấy hàng ở ngoài cùng bên phải đang bưng món trắng miệng ra là một chàng trai mặc áo sơ mi trắng,
khuôn mặt đẹp trai, họ không khỏi tròn mắt, nhanh chóng chuyển sang hàng đó. Cậu ấy cũng học trường của chúng ta sao? Đúng vậy, nhớ không nhầm là khoa nghệ thuật. Nhưng Yến Lê thì thầm vào tai Trương Lan. Trương Lan lập tức cảm thấy có chút tiếc hận. Cậu ta thoạt nhìn rất ưu tú, sao lại gặp lại chuyện này? Chẳng trách cậu ta vừa học vừa làm. Có nam sinh dịu dàng và những cô gái xinh đẹp làm nhân viên phục vụ, cửa hàng này thực sự hot hơn những cửa hàng khác. Mới vừa khai trương, tiệm đã có rất nhiều người mua. Vốn đang nhìn chằm chằm vào Lận Quyết, nhưng khi anh ta đặt bánh ngọt xuống, sự chú ý của Trương Lan hoàn toàn bị thu hút bởi món bánh dâu tây topping dừa trên tay. Cô cắn một ngụm, vẻ mặt lập tức trở nên kinh ngạc. Yến Lê ngồi bên cạnh, bởi vì Trương Lan rất gầy có thể ăn đồ ngọt, với lại cô quá béo nên không thể ăn, trong lòng cảm thấy chua xót, không khỏi than thở. Nhanh lên đi, đi dạo phố bị muộn rồi. Yến Lê chưa kịp phản ứng lại đã bị Trương Lan đút cho một miếng vào miệng. Cậu ăn thử xem. Ăn ngon, nó không ngọt lắm, vị chua chua ngọt ngọt tràn ngập đầu lưỡi, lại còn mát lạnh, ngay lập tức cuốn đi cái nóng mùa hè. Wow, tôi chưa ăn một món bánh ngọt nào mà ngon như vậy. Nhưng hơi đắt. Yến Lê sừng sốt một lúc mới thốt lên. Cô nhìn giá trên thực đơn, so với các tiệm khác thì đắt hơn một chút. Trong nháy mắt, Trương Lan đã ăn hết những món còn lại, vui mừng nói. Nhưng cũng đáng, tiệm này ngon quá. Sau khi ăn xong, cô nhịn không được lại chen vào hàng lần nữa. Lần này cô không chen vào hàng kia nữa. Mỹ Nam có ăn được không? Cô mua thêm cái bánh vị xoài. Vừa thấy hai nam sinh kia chọn món này, cô cũng muốn ăn. Mà Yến Lê rất ghen tị khi thấy cô có thể vui vẻ ăn liên tiếp hai cái bánh, cắn chặt răng cũng mua một cái. Béo thì béo đi. Kiểu này ngày nào cũng có vài người mua, nhưng cũng không có quá nhiều. Dù sao thì khắp nơi đều có tiệm bánh ngọt, món này không có điểm gì đặc biệt ngoại trừ hương vị rất ngon. Hầu hết các cô gái ăn bánh ngọt đều sợ mập, thậm chí chỉ ăn thêm hai miếng nhỏ vì thấy ngon, đến miếng thứ ba thì họ cũng không dám ăn thêm. Trương Lan giờ được coi là khách quen của tiệm này, dù sao cô ấy là tín đồ của đồ ngọt. Dưới sự dẫn dắt của cô, Yến Lê tuy hơi mập nhưng không nhịn được cũng đi theo cô mua một cái. Ăn liên tục một tuần, Yến Lê phàn nàn, đều tại cậu, mình khẳng định lại tăng cân rồi. Sáng nay vừa ăn vừa đi bộ đến trường, Trương Lan tự dưng nhìn cô từ trên xuống dưới, đột nhiên nói, không biết có phải là ảo giác của tớ hay không, nhưng mà hình như cậu gầy đi một chút. Không, là gầy nhiều. Nhưng nhìn... Cô không biết phải diễn tả như thế nào, nhưng mà chưa nói xong, Yến Lê cũng cau mày, bối rối nhìn cô rồi nói, không biết là có phải là ảo giác của tớ hay không, nhưng cảm giác như là cậu cũng đã trắng lên rồi. Phải biết rằng trước đây Trương Lan luôn đen, gầy, được đặc biệt danh là người châu Phi trong lớp. Nhưng bây giờ cô ấy quả thực đã trắng lên một chút. Cả hai dừng lại đều vô cùng ngạc nhiên. Trương Lan đầu tiên nói, tớ đã không thoa kem chống nắng trong tuần này, với lại thời tiết rất nóng, tớ cũng không che ô. Tớ cũng vậy, tớ vẫn ăn như trước đây, buổi tối cũng không có vận động. Hơn nữa buổi sáng đều cùng cậu ăn bánh ngọt, không béo lên mới là lạ, làm sao có thể giảm cân. Cả hai đều không thể tin được. Tiệm bánh trong trường mở được gần một tháng, mà hai người bọn họ nhất định ngày nào cũng phải đến tiệm này điểm danh. Nhưng càng ăn Trương Lan lại càng trắng lên, mà Yến Lê cũng gầy đi. Tuy rất ngạc nhiên, nhưng bọn họ cũng cảm thấy có thể là ảnh hưởng tâm lý. Dù sao cũng an ủi được phần nào, cho nên họ càng đến tiệm đó thường xuyên hơn. Không chỉ hai người họ cảm thấy như vậy, thực tế nhiều người trong diễn đàn trường học cũng đăng, nói rằng công thức của tiệm bánh ngọt bên cạnh trường học là gì, tại sao sau khi tôi ăn nó tôi đã không nổi mụn nữa. Hiệu quả của những người khác không rõ ràng như là Trương Lan và Yến Lê. Họ sợ ăn nhiều sẽ mập và nổi mụn. Gần đây họ còn mua bánh ngọt ở tiệm này vài lần, vậy mà làn da vẫn mịn màng, lại còn không mọc mụn. Điều này quá kỳ quái. Vậy có nghĩa là tiệm bánh này có linh khí. Nhưng nó đã làm như thế nào? Phải chăng có công thức đặc biệt nào hay không? Hiện tại chuyện này chỉ mới lan truyền trong trường học, nhưng đối với Tạ Đường bận rộn không nhận ra thời gian trôi qua, kiếm tiền rất nhanh. Gần một tháng qua, sau khi loại bỏ chi phí, họ có thể đã kiếm được tổng cộng hàng chục nghìn nhân dân tệ. Bây giờ chỉ mới bắt đầu mà đã kiếm được bằng này. Nếu tiếp tục làm chắc chắn sẽ có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Tiệm bánh ngọt đã đi vào ổn định, hơn nữa có Phương Thu chiếu cố, Tạ Đường cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cô đã kiếm được một khoản kha khá,
nhưng chắc chắn là không đủ để rời khỏi Tạ Gia lúc này. Trong lòng cô có một ý tưởng mơ hồ về việc xây dựng một thương hiệu, nhưng cô vẫn chưa quyết định, cũng xấu hổ khi nói với bất kỳ ai. Nhưng dù thế nào thì cuối hè, Tạ Đường cũng được trải nghiệm phong phú, không chỉ bận rộn với tiệm bánh ngọt, còn có thời gian để học giáo sư Uông. Chỉ nghĩ thời gian trôi qua thật nhanh. Trong khoảng thời gian này, Lục Trác thực sự không xuất hiện trước mặt cô nữa. Kể từ lần trước anh thẳng thừng từ chối trên xe buýt, Lục Trác dường như cuối cùng đã từ bỏ. Tạ Đường trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ở kiếp trước, khi còn là Tạ Đường hèn mọn rụt rè đứng ở nơi không có ánh nắng, cô thường sáng sớm đến trường, từ trên hành lang lặng lẽ nhìn xuống. Lục Trác với một vài người bạn của anh đi vào từ cổng trường tinh thần phấn chấn. Đôi khi anh xách cặp trên vai, đôi khi bằng một tay. Anh thỉnh thoảng đương khóe miệng cười, nhưng nhất thời lại là vẻ mặt âm trầm, bả vai tràn đầy cáu kỉnh như mới rời giường. Anh nhanh chóng biến mất ở góc tòa nhà dạy học của khoa bọn họ. Tạ Đường chỉ có thể đi theo đến chỗ rẽ. Khi đó Tạ Đường chỉ nghĩ Lục Trác là kẻ kiêu ngạo, ngang tàng. Sáng sớm, Tạ Đường đặt cặp sách đi xuống, đi tới hành lang, hít một hơi thật sâu, cảm nhận được ánh nắng vàng nhạt chiếu vào mình. Trong phòng học, sách giáo khoa trên bàn bị gió thổi lay động. Thời gian trôi đi sẽ không bao giờ quay trở lại. Cô không còn coi người đó như ánh sáng mà theo đuổi nữa, bởi ánh sáng ấy vốn dĩ không thuộc về cô. Ánh mắt không còn sự hèn nhát và thiếu tự tin, không còn cái bóng do bố mẹ và chị gái gây ra, mà là sự kiên định, sáng suốt và biết lên kế hoạch cho bản thân. Mái tóc đen dài trong ánh nắng ban mai, cuối cùng cô cũng có thể đứng dưới ánh mặt trời. Hôm nay cô cũng không thấy Lục Trác đi vào từ cổng trường như mọi ngày. Hướng Hoành và Quan Vũ đi dự tiệc sinh nhật của một cô gái trong khoa. Tối qua là hát karaoke và chơi game ăn uống, chơi đến tận khuya, sáng nay không dậy nổi, xin nghỉ phép. Mà Lục Trác luôn lười đến những nơi tụ tập đó, cho nên sáng nay mới đến một mình. Lục Trác một tay đút túi, một tay xách cặp sách đi vào, bỗng ngừng đầu lên. Anh dừng bước chân lại, đứng từ xa, anh bí môi nhìn cô. Gần đây Tạ Đình Phong bận đến rứt đầu mẻ trán, trong khách sạn đã xảy ra chuyện gì đó, bị một người nước ngoài ăn vạ. Vốn dĩ chỉ là chuyện nhỏ, tuy nhiên lúc đó giám đốc khách sạn chi nhánh đó đã xử lý không tốt nên đã bị đưa tin lên truyền thông. Trong cơn thịnh nộ, Tạ Đình Phong đã sa thải rất nhiều người từ trên xuống dưới của công ty. Công việc của công ty quá bận rộn nên ông ta tạm thời không có thời gian phân tâm chuyện của Tạ Đường và Lục Trác. Sau cuộc khủng hoảng này, một số cổ đông đã nhân cơ hội đưa ra vấn đề khó khăn, yêu cầu khai triển hạng mục mới. Tạ Đình Phong đương nhiên cũng bất chấp mạo hiểm mất bao nhiêu tiền, miễn là phải thuê được một chuyên gia thẩm định đồ ăn hàng đầu để tạo lại uy tín, hoặc mua một công thức đặc biệt để đưa công việc kinh doanh đồ ngọt trở lại. Nhưng đâu có đơn giản như vậy. Trong 2 năm qua, ông ta chỉ có thể bỏ dở hạng mục này mà không làm được gì. Gần đây thư ký của ông có đưa ra một số bảng hiệu, có một tiệm đồ ngọt mới mở gần trường học. Hai cô con gái đang học đã thu hút sự chú ý của ông. Theo thống kê thì lượng người đến rất đông, có rất nhiều bài viết trực tuyến thảo luận về tiệm bánh ngọt đó. Làm thế nào mà một tiệm bánh nhỏ lại có sức hút lớn như vậy? Tạ Đình Phong bắt đầu chú ý đến, nhưng ông không vội vàng đến thăm, mà trước tiên là kiểm tra thông tin chủ cửa tiệm này. Tra được ra chủ cửa tiệm này tên là Phương Thu. Cái tên Phương Thu thoạt nhìn rất quen thuộc, liền kêu thư ký đi tra thông tin. Chỉ mất chưa đầy 10 phút, phát hiện ra rằng ông chủ tên Phương Thu này thực ra là giám khảo của cuộc thi ẩm thực trong khuôn viên thành phố sắp được phát động. Ông ta đã là một thẩm định thực phẩm cấp 4, chỉ có một số ít người ở Trung Quốc đạt cấp độ 4. Thảo nào! Tạ Đình Phong vỗ đùi. Thảo nào cửa tiệm nhỏ này ngay sau khi khai trương lại đông như vậy. Hóa ra là ngọa hổ tàng long. Anh chuẩn bị xe đi, chiều tôi sẽ đi gặp người đó. Tạ Đình Phong suy nghĩ một hồi rồi đột nhiên nói, gọi Khinh Khinh đến, để con bé đi cùng với tôi. Lúc này trong lòng ông, mặc dù Lục Trác đang theo đuổi Tạ Đường, nhưng xét về tài ăn nói, ông vẫn cảm thấy Tạ Khinh là tài năng hơn cả. Vì vậy ông ta muốn nhân cơ hội này để Tạ Khinh quen biết với lão sư Phương Thu. Nhìn những bài viết đó, người ta nói rằng những món bánh đó có công thức mới chưa từng thấy. Tạ Đình Phong là một nhà kinh doanh không am hiểu ẩm thực, nhưng lúc này đôi mắt của ông đang sáng lên phấn khích, và ông nhìn thấy những cơ hội kinh doanh tiềm năng đằng sau công thức này. Vì vậy bất kể cái gì cũng phải mời bằng được Phương Thu và mua cả công thức nữa,
mà cấp bậc cao như Phương Thu chắc chắn cần phải có trợ lý, tốt nhất mời được cả trợ lý của Phương Thu. Đã hơn nửa tháng kể từ kỳ thi cấp 1, 3 ngày nữa sẽ có kết quả. Vào sáng sớm, Nhậm Tiểu Báo cố gắng vận dụng mối quan hệ bạn bè cũ của ông. Ông muốn biết trước kết quả kiểm tra. Nhưng vì thẩm quyền của kỳ thi cấp độ 1 thực sự nghiêm ngặt nên ông chưa hỏi. Điều này làm ông khẩn trương đến nỗi đi đi lại lại ở trong phòng, uống nước liên tục. So với ông, Tạ Đường có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, bởi vì trong lòng hiểu rõ cho nên không háo hức một chút nào. Khi kết quả sắp được công bố, Tạ Khinh ngồi trong lớp học như ngồi trong đống lửa. Lần trước bị Cố Viễn lạnh mặt làm tâm trạng cô ta khó chịu một thời gian, gần đây mới khôi phục lại một chút. Điều quan trọng nhất lúc này là kết quả thi. Khi Tạ Đình Phong bước xuống xe, ông đã thấy tiệm bánh nhỏ chật ních người. Ông cảm thấy phấn khích tột độ khi nghĩ đến việc nhìn thấy vị giám định thực phẩm nổi tiếng cấp 4 quốc gia. Điểm khác biệt giữa Phương Thu và giáo sư Uông nổi tiếng ở thành phố này là giáo sư Uông giỏi lý thuyết, nên ông thường đăng bài trên các tạp chí lớn, thỉnh thoảng được mời lên TV để kể về một số kiến thức lý thuyết của mình. Phương Thu thì hoàn toàn trái lại. Ông rất ít khi xuất hiện trước công chúng trước khi được mời làm giám khảo cuộc thi ẩm thực này. Chính vì vậy mà không nhiều học viên này biết đến ông. Tạ Đình Phong rất tự hào về khả năng kinh doanh của mình. Ông cho rằng ông là người đầu tiên đặt ra bước đi đầu tiên. Một khi ông có thể hợp tác với Phương Thu và nắm giữ công thức đặc biệt, thì Tạ Thị sẽ có thể tiến bộ chỉ trong 2 năm. Lúc đấy không cần phải nịnh nọt Lục Thị nữa, mà đích thân họ phải chủ động mời. Ông bảo trợ lý đợi bên ngoài, tự mình vào. Bên trong rất đông, một hàng dài đứng xếp hàng khiến ông ta hơi mất kiên nhẫn, nhưng cuối cùng cũng xếp hàng. Đợi một lúc mới đến lượt, ông nói với cậu thanh niên trước mặt này yêu cầu muốn gặp ông chủ cửa tiệm. Nếu ông ta biểu hiện ra là biết Phương Thu mở cửa tiệm ở đây, chắc chắn sẽ bị từ chối. Hơn nữa còn bị đối phương cho là vì lợi ích kinh doanh mà bất chấp thủ đoạn. Vì vậy, ông ta quyết định giả vờ tình cờ khám phá ra cửa tiệm này, bị thu hút bởi đồ ăn ở đây và muốn kết giao. Được rồi, chờ một chút. Lật quyết nhìn không được, liếc mắt nhìn người đàn ông này một lần nữa. Người đàn ông này có chút quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ ra được là ai. Anh đi ra sau tiệm, đằng sau tiệm có một ban công đầy hoa. Tạ Đường đang làm thử một món mới, đôi mắt sáng ngời nhìn Phương Thu nếm thử, chờ nhận xét. Không đi. Phương Thu từ chối không chút do dự, nói với Lận Quyết. Cậu xem những người mặc vest và đi giày này, thực sự họ đến đây để làm bạn với một ông chủ nhỏ hay sao? Làm sao có khả năng? Chắc chắn họ đang muốn hỏi công thức làm bánh của tiệm chúng ta. Mà không phải ông là người nghĩ ra công thức này mà là Tạ Đường. Ông đã là bậc tiền bối, làm sao có thể giật tác phẩm của cô gái nhỏ. Mặc dù ông ấy cũng thắc mắc tại sao Tạ Đường có thể làm ra được công thức đặc biệt này. Cô bé vẫn còn là một học sinh mà đã có thể đạt được trình độ này. Nhưng ông không hỏi nhiều, dù sao Trường Giang sóng sau đè sóng trước không phải là bình thường hay sao. Phương Thu luôn là như vậy, tuy nổi tiếng nhưng thực chất ông cũng chỉ là một tín đồ ăn uống. Hiện tại đồ ăn trước mắt ông nào có tâm trạng mà đi tiếp vị khách không quen biết. Lận Quyết cười nói, Tạ Đường, em đi xem sao. Được rồi. Tạ Đường cảm thấy có người tới, không ra ngoài gặp cũng có vẻ không ổn, đang nghĩ cách đưa việc kinh doanh cửa tiệm tiến xa hơn. Nếu muốn xây dựng thương hiệu cho riêng mình cũng cần có sự hỗ trợ về tài chính, đương nhiên không thể yêu cầu cha Tạ làm được. Sẽ rất tuyệt nếu ai đó nguyện ý đầu tư. Cô sửa sang lại váy, đứng dậy đi về phía cửa, nhưng vừa bước tới cửa lập tức sửng sốt. Người ngồi bên cạnh cửa sổ giơ cổ tay lên cau mày nhìn thời gian, không phải là ba của mình hay sao? Thấy Tạ Đình Phong vừa nhìn lên, Tạ Đường nhanh chóng lùi lại, thoát khỏi tầm mắt của ông. Tạ Đường lập tức quay người bước lại, một tia cảm xúc phức tạp xẹt qua mắt. Cô rất hiểu rõ cha của mình. Ông đến đây chắc chắn là để tìm công thức món bánh ngọt. Bây giờ ông ấy không biết rằng công thức đó là do cô làm, chỉ nghĩ là do Phương Thu làm ra. Vì vậy ông đến đây với mục đích mua lại công thức. Nếu một khi ông biết nó là do chính tay mình làm ra, ông ấy có thể nghĩ rằng có thể tiết kiệm được một khoản chi phí. Nhưng ông sai rồi, sao cô có thể để ông lấy công thức? Tạ Đình Phong đã hoãn cả cuộc họp và đến cửa tiệm này đợi cả một buổi chiều, nhưng cuối cùng lại bị đối phương từ chối. Ông ta dù sao cũng là người sáng lập một công ty nổi tiếng trong nước. Cho dù Phương Thu có nổi tiếng, cho dù muốn từ chối ông thì cũng nên gặp mặt mà từ chối. Thế nhưng một cơ hội gặp mặt cũng không cho, cũng quá không lễ phép rồi. Lượng khách hàng trong tiệm thưa dần, Tạ Đình Phong gần như sắp nổi giận.
nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười, nói với Lận Quyết: lần sau tôi sẽ đến một lần nữa. Lúc này mới xoay người rời đi. Ông không lường trước được kết quả là như thế này. Ông cho rằng Phương Thu có thể không muốn bán công thức đặc biệt của mình một cách dễ dàng, hoặc vì túng quẫn, hoặc định mở lời nhưng lại không dám. Trước đây người khó tính như thế nào ông vẫn thuyết phục được đối phương, mặc dù gia đình đó không có bằng Lục gia nhưng tài nguyên cũng không tồi. Nhưng không nghĩ đến chính mình, lão tổng của một công ty, còn phải đích thân đi mời khách, thế mà còn không nhìn thấy mặt người kia. Trợ lý đợi ở ngoài, trời đã cuối hè, đợi cả buổi chiều cũng không dám lên xe bật điều hòa, mồ hôi nhễ nhại. Thấy Tạ Đình Phong đi ra mặt lạnh tanh, chính mình cũng không có cách nào giúp đỡ, nhưng vẫn hỏi han: Tạ tổng, thế nào rồi? Điều kiện chúng ta đưa ra hấp dẫn như vậy mà vị kia vẫn không đồng ý. Nghe được lời này, ông chỉ nén giận không thèm liếc mắt thư ký, trực tiếp lên xe. Nhìn thấy bộ dạng này của ông, thư ký hiển nhiên không dám hỏi thêm vì ông ta đã đóng cửa rồi. Mặc dù Tạ Đình Phong rất tức giận, nhưng sự việc này thực sự là một cơ hội kinh doanh tuyệt vời, không thể để nó rơi vào tay của đối thủ được. Nếu lúc đó ai nắm bắt cơ hội và cướp mất cơ hội kiếm tiền tốt như vậy thì ông sẽ thực sự rất hối hận. Vì vậy ông hít một hơi thật sâu, quyết định bình tĩnh lại, nói với thư ký: đi kiểm tra xem Phương Thu thích gì. Ông phải bắt đầu từ sở thích của Phương Thu. Phương Thu thích trượt tuyết và chơi golf, những thứ này không thành vấn đề, ông đều có. Thư ký gật đầu, khởi động xe, dự định lái xe trở về công ty. Tuy nhiên vào lúc này, Tạ Đình Phong đột nhiên vội vàng nói: dừng lại, dừng lại. Thư ký không hiểu ra sao, suýt chút nữa đâm vào đuôi xe phía trước, may mà thắng kịp, phát ra tiếng kít vang dội. Thư ký nhanh chóng điều chỉnh, nhưng Tạ Đình Phong lúc này cũng không rảnh quan tâm. Ông nhanh chóng hạ cửa kính xe xuống, chăm chú nhìn về phía cửa kính của cửa tiệm. Ngay sau khi ông rời đi, một cô gái bước ra từ phía sau cửa tiệm, đeo tạp dề đang đưa đồ cho khách hàng. Ở rất xa, có chút mơ hồ không rõ, cùng với đám đông, khó có thể nhìn rõ dáng vẻ của cô gái. Đó là lý do tại sao ông không phản ứng khi nhìn thấy. Nhưng Tạ Đường là con gái ruột của ông, làm sao ông có thể không nhận ra? Chuyện gì xảy ra? Đường Đường làm việc ở đây? Đúng vậy, Tạ Đình Phong chợt nhớ ra gần đây Đường Đường có về muộn, nhưng ông rất bận việc công ty đến mức không có thời gian hỏi vấn về vấn đề học hành của Khinh Khinh, thì làm sao ông ấy có thời gian chăm sóc cho con gái út của mình được. Hơn nữa, Đường Đường luôn ngoan ngoãn, cho nên ông không quản cô đi đâu. Nhưng không ngờ lại thực sự làm việc ở đây. Nếu Tạ Đường làm việc ở những nơi khác, có lẽ ông vô cùng không vui, cảm thấy Tạ Đường đang làm mình xấu hổ. Nhị tiểu thư nhà họ Tạ không đủ tiền tiêu vặt, phải ra ngoài để làm việc. Nhưng hiện tại Tạ Đường xuất hiện ở cửa tiệm này, hẳn đã làm ở đây một thời gian, cho nên hẳn là có biết Phương Thu một chút. Đôi mắt của ông đột nhiên sáng lên. Nếu như Tạ Đường có thể thuyết phục Phương Thu thì công thức này có thể thuộc về ông. Cái này đúng là sơn trùng thủy phúc nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Ông cảm thấy thư thái hơn rất nhiều, dựa lưng vào ghế ra, vẫy tay với thư ký đã trở lại xe: lái xe đi. Thư ký cũng có chút kinh ngạc: nhị tiểu thư sao lại ở đó? Con bé này đúng là làm tôi ngạc nhiên. Ông mỉm cười nghĩ, cũng không hiểu tại sao Đường Đường vận khí lại tốt như vậy. Đó có phải là sự may mắn, hay là nhìn xa trông rộng, có đầu óc? Hơn nữa, chuyện Lục Trác đang theo đuổi Đường Đường cũng là thật. Ông cho rằng Tạ Khinh giỏi hơn, nhưng ai biết được con bé đứng trước mặt Lục Trác còn không dám nói nửa lời. Nếu lần trước chuyện của Lục Trác khiến ông có cách nhìn khác về hai cô con gái, thì bây giờ tâm trạng của ông phức tạp hơn một chút. Hôm nay vốn dĩ muốn đưa Tạ Khinh giới thiệu với Phương Thu một chút. Đường Đường có giáo sư Uông làm cố vấn, trong khi đó Khinh Khinh vẫn luôn ở nhà nháo, mà Trịnh Vĩnh Hoa luôn thổi gió bên gối ông, khiến ông có chú ý định thuê cố vấn riêng cho Khinh Khinh. Nhưng không nghĩ tới, cô con gái lớn cũng không thèm để tâm người mình đi gặp chính là giáo sư Phương, thậm chí còn nói là đợi kết quả thi xong nên không thèm đến. Ông cau mày, đối với chuyện này có chút bất mãn với cô con gái lớn. Ngược lại, những ngày này cô con gái nhỏ càng ngày càng trông vừa mắt. Nhưng nói về thành tích học tập vẫn kém chị gái. Nghĩ đến kết quả thi, Khinh Khinh chắc chắn có thể vượt qua. Đường Đường thực sự rất khó nói. Danh sách thi cấp 1 sẽ được công bố vào chiều ngày hôm nay.
Tạ Khinh đã đợi ở lớp từ sáng sớm, hồi hộp lẫn khẩn trương. Đã thi hai lần rồi, nếu không đậu lần này chắc chắn sẽ là trò cười của cả khoa. Không, không thể nào, lần này cô ta phải vượt qua. Cô ta nghiến răng, cô ta đã dành rất nhiều công sức để ôn tập trước kỳ thi, làm sao có thể không qua cô chứ. Không chỉ phải vượt qua, mà còn phải trở thành người đứng đầu bảng xếp hạng của thành phố, tốt nhất là vượt qua những người còn lại và trở thành số 1 của trường. Chỉ bằng cách này cô ta mới trở lại vị trí nữ thần trong các bài đăng trên diễn đàn khuôn viên trường. Gần đây Tạ Đường đi sớm về muộn, không thấy Tạ Đường ở nhà nhiều. Không biết nó đạt bao nhiêu điểm trong kỳ thi cấp 1 này. Vừa lo lắng, vừa không thể kiềm được lấy móng tay đâm vào lòng bàn tay. Cô ta rõ ràng cảm thấy Tạ Đường thua kém bản thân về mọi mặt. Nhưng không hiểu sao mọi thứ đã thay đổi kể từ khi nó rơi xuống nước. Tạ Đường bấy giờ không chỉ khiến cô ta bất an, mà còn trở thành một đối thủ đáng gờm. Sự bất an trong lòng cô ta càng lúc càng mạnh. Cứ như thể Tạ Đường sẽ vượt qua cô ta trong kỳ thi cấp 1. Không, không thể. Cô ta cố gắng hết sức an ủi bản thân, lại miên man suy nghĩ nó có thể tham gia cuộc thi này. Nói không chừng cố vấn của nó cho nó đi cửa sau. Nói như vậy, Tạ Đường đã tiến bộ không ít. Trước đây đi học chỉ có một mình lầm lì, nhưng bây giờ không chỉ có rất nhiều bạn, mà còn khiến cho giáo viên nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ. Cô ta cau mày. Vu Tuyết Kiều với Dung Tú ríu rít bên tai cô ta, nhắc đến lớp học thể dục buổi chiều và bữa tiệc từ thiện sắp tới do Nhạo Lục tổ chức. Không biết là muốn tuyên bố cái gì. Phải biết rằng từ lúc Lục phu nhân qua đời, đã nhiều năm không tổ chức đại tiệc như vậy, kể cả sinh nhật của Lục Trác mỗi năm. Thế lực tài chính Nhạo Lục cường đại như vậy cũng chưa từng tổ chức bữa tiệc nào liên quan đến anh. Vì vậy, việc mời nhiều người nổi tiếng như vậy lần này là điều rất bí ẩn. Chẳng lẽ là ý định chính thức chuyển nhượng cổ phần cho Lục Trác? Rốt cuộc, nghe nói thân thể cha Lục Trác nửa năm nay rất kém. Thời điểm nhắc đến Lục Trác, Tạ Khinh vẫn còn chút tâm tư nghe ngóng, không còn suy nghĩ gì về những chủ đề khác. Cô ta miễn cưỡng nở nụ cười. Sau đó cô ta không khỏi có chút tức giận. Trước đây nếu Cố Viễn ở đó, anh thường sẽ là bạn nhảy của cô ta. Mặc dù hoàn cảnh gia đình của Cố gia không được tốt như bình thường, nhưng điều may mắn là bản thân Cố Viễn là một người đàn ông đẹp trai, tài giỏi, cùng nhau tham dự cũng không mất mặt. Tuy nhiên, cô ta có gọi điện cho Cố Viễn vài ngày trước, nhưng đầu dây bên kia không trả lời. Cô ta chỉ nghĩ đến điều đó là lại thấy khó chịu. Không biết Cố Viễn tự dưng phát bệnh thần kinh gì mà tự dưng đối xử lạnh nhạt với cô ta. Trước khi kết thúc tiết thứ 3, giáo viên ở một số lớp của khoa ẩm thực đã vội vã đến văn phòng. Tất cả đều vội vàng, bất kể là những bạn học thi đầu cấp hay những bạn học không tham gia trong lớp học, tất cả đều rất hào hứng. Chính xác, vì đây là kết quả của cuộc thi lớn. Trước kia lớp C không có liên quan gì đến kỳ thi cực kỳ khó này, chỉ có Cố Anh Nam năm nào cũng có thể đến đó, nhưng không qua được kỳ thi. Nhưng năm nay, những người trong lớp C đều rất hào hứng. Vương Văn Văn là người vui mừng nhất, thậm chí không nghĩ đến lớp học. Cô ấy thường xuyên nhìn hành lang, sau đó ném một mảnh giấy nhỏ cho Tạ Đường. Danh sách thi sắp ra chưa? Chúng ta phải nhanh chóng ra ngoài sau giờ học. Tạ Đường mở tờ giấy nhỏ ra, còn chưa kịp đọc, nam sinh phía sau đã rất cao hứng, thấp giọng quan tâm. Tạ Đường, cậu thấy thế nào? Có qua không? Cho cả lớp chúng ta thở phào nhẹ nhõm được không? Cố Anh Nam nhìn mọi người rất quan tâm đến cô ấy, đáy lòng hơi ghen tị. Lần đầu tiên cậu tham gia, thực ra mọi người đều rất lo lắng. Suốt cuộc là lớp C, lớp kém nhất khoa, bị hai lớp kia chế giễu suốt năm. Nếu thực sự có bạn nào đặc biệt giỏi mới có thể vượt qua cấp 1, cũng được khuyến khích một chút. Ai nói cậu không có cố gắng đâu, chỉ là vẫn không qua. Cho nên dần ra việc này, mọi người đối với cậu cũng không còn chờ mong như trước. Nhưng Tạ Đường thì lại khác. Tạ Đường xinh đẹp, lại ngoan, dạo gần đây trên diễn đàn cũng rất nổi tiếng, được mọi người quan tâm, thậm chí còn quan tâm hơn cả khi cậu đi thi. Người so với người, quả không công bằng. Tạ Đường thực ra trong lòng cũng khá chắc chắn, nhưng cô vẫn khiêm tốn nói nhỏ với nam sinh bàn sau. Tôi chưa biết, đợi đến khi có kết quả. Chỉ còn 5 phút nữa là hết giờ học rồi. So với bầu không khí sôi nổi trong lớp C, lớp A bên kia danh sách người tham gia chiếm hơn phân nửa trong tổng số 10 người. Họ đều lo lắng về việc liệu họ có thể qua hay không, nơi nào còn quan tâm đến Tạ Khinh. Vì vậy, lớp học của họ hoàn toàn khác với ở đây, tuy cũng rất căng thẳng, nhưng đó là một bầu không khí áp lực đầy cạnh tranh.
Mặc dù Vu Tuyết Kiều với Dung Tú cố ý làm Tạ Khinh vui vẻ bớt lo lắng, nhưng tại thời điểm này thực sự không vui nổi. Nhưng có ai hỏi thì Tạ Khinh vẫn nặn ra một nụ cười chuyên nghiệp nói: "Kỳ thi cấp 1 thực sự không khó đối với tớ. Tớ đã không thể hiện tốt trong hai lần đầu tiên. Vì vậy, hỏi lại là vô nghĩa. Dù sao, thấy Tạ Khinh vẫn còn cười được, họ không cần quan tâm. Học sinh ba lớp thậm chí không biết rằng lúc này trong văn phòng có vài giáo viên đã bùng nổ rồi. Đặc biệt là Trác Thụy, một chút cũng không thể tin được, hai con mắt như sắp rơi xuống. Rồi tiếng chuông tan học cuối cùng cũng vang lên. Dây thần kinh căng thẳng của mọi người đột nhiên căng lên. Gần như ngay lập tức, một đám người chạy xuống tầng dưới. Đương nhiên, người đi thi là người hồi hộp nhất, tim như muốn nhảy ra ngoài. Nhưng người chạy nhanh nhất lại là người hào hứng muốn xem chuyện phiếm. Đặc biệt, có rất nhiều người trên diễn đàn cá cược rằng liệu Hoa Khôi mới Tạ Đường có thể vượt qua khảo nghiệm hay không. Hẳn là không qua đi, mọi người sôi nổi bình luận. Chắc chắn Tạ Khinh có thể qua, nhưng Tạ Đường, điểm số trước đây của cô ấy thực sự không có gì nổi bật. Mặc dù Tạ Đường không lo lắng, nhưng Vương Văn Văn lo sắp chết rồi. Khi âm thanh vang lên, cô nắm lấy cổ tay Tạ Đường chạy xuống. Tạ Đường chạy theo ngẩn người. Còn Tạ Khinh thì không thể tỏ ra khẩn trương như vậy. Cô ta luôn ở trên cao, đợi mọi người xuống lầu rồi mới đi đến cuối cùng. Cô ta hít một hơi thật sâu trước khi đi xuống cầu thang, còn cho rằng nơi công bố kết quả sẽ chật kín người. Nhưng ai mà biết được, có một vài nam sinh cao lớn đứng ở đó chặn tầm nhìn danh sách. Anh chàng cao lớn ở giữa đứng lặng lẽ, mặc chiếc áo hoodie màu đen, bệnh cảm còn chưa có khỏi, khuôn mặt hơi trắng bệch, đôi môi khô khốc có điểm mệt mỏi. Lục Trác đút tay vào túi quần, vẻ mặt bất cần. Anh quay lưng về phía sau, cố hết sức không nhìn Tạ Đường, chỉ nhìn bảng xếp hạng, còn không thèm nhìn kết quả của người khác. Nhưng cho dù nghĩ như vậy, anh cũng không nhịn được, hơi quay người sang một bên, giả bộ lơ đễnh, nhanh chóng ngẩng đầu, liếc nhìn qua hành lang. Trong đám người lướt nhìn đã trông thấy, thấy thì thấy rồi, không nhịn được mà nhìn cô thêm một lần nữa. Nhưng mà tại sao cô ấy lại gầy hơn rồi? Lục Trác cùng đoàn người đã sớm rời đi, giống như chỉ là tùy ý đi ngang qua rồi dừng lại. Khi anh ở đó, tất cả mọi người đều không dám chen lấn về phía trước, sợ sẽ chọc giận anh. Lúc anh rời đi thì một đám người lập tức xúm lại phía trước, bàn tán chen chúc đến náo nhiệt. Tất cả các ứng cử viên tham gia đều đã thi hai lần rồi, chắc chắn năm nay sẽ qua. Đúng vậy, không giống như năm ngoái, tất cả đều trượt. Tôi nghĩ Tạ Khinh lần này tuyệt đối qua. Nhưng sau đó, bạn học đầu tiên chen vào đã sững sờ, như nhìn thấy điều gì đó kinh ngạc không thể tin được, há to mồm thật lâu mới thốt ra được một tiếng. Ôi trời ơi, vị trí đứng đầu là Tạ Đường. Cái quái gì vậy? Những người phía sau không phản ứng kịp, kinh ngạc nhìn danh sách, đồng tử co rút lại. Có nhầm lẫn gì không? Mọi người đều nhìn thấy danh sách được dán ở đó. Danh sách này chỉ bao gồm những người đã vượt qua kỳ thi cấp 1. Quả đúng như mọi người đoán, năm nay không bị tiêu diệt như năm trước mà có 3 người qua. Nhưng điều gây sốc là Tạ Đường lại đứng đầu. Tên của 3 người được xếp theo thứ hạng chung của thành phố, Tạ Đường đứng thứ 4, trong khi 2 người còn lại cách biệt tận 70-80 người. Mạnh Tử đứng thứ 73, được coi là miễn cưỡng qua kỳ thi cấp 1. Còn Tạ Khinh xếp thứ 90. Tạ Khinh lúc trước đã thi được 2 lần nên ai cũng đoán chắc chắn lần này cô sẽ qua. Mạnh Tử Nghĩa cũng là sinh viên đầu tiên của toàn khoa nên khả năng cao cũng qua. Vốn dĩ hai người vượt qua được lần này là chuyện đáng ăn mừng, nhưng bây giờ Tạ Đường đột nhiên xuất thủ, lại đứng trong top điểm số cao nhất của thành phố, khiến hai người có vẻ vất vả mới có thể vượt qua cấp 1 kia có vẻ tầm thường. Đặc biệt là Tạ Khinh, cô em gái Tạ Đường luôn thua kém chị mình về mọi mặt, bất ngờ xếp hạng nhất, cô ta sẽ nghĩ gì? Đám người đang náo nhiệt bàn tán nhưng ngừng nói, đều ngừng đầu nhìn về phía hai chị em Tạ Khinh và Tạ Đường. Bầu không khí trở nên gượng ngùng im lặng. Tạ Khinh vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, cô ta chỉ cảm thấy tâm trạng khó chịu, có dự cảm không tốt. Vương Văn Văn nắm lấy tay Tạ Đường, kéo đến trước danh sách, nhìn kỹ hơn. Qua rồi. Cô vui sướng giống như chính mình qua vậy, vui mừng nói, chắc chắn Đường Đường của chúng ta qua mà. Tạ Đường bị cô ấy kéo có chút đau, nhưng nhìn thấy Vương Văn Văn hạnh phúc hơn mình, cũng bất giác nở nụ cười.
Người bên cạnh nhìn nhưng không cảm thấy ghen tị với Tạ Đường. Rốt cuộc cho dù Tạ Đường không thể vượt qua, những người đó cũng không có tư cách đi thi, cũng không có cơ hội đậu, không có cạnh tranh nên không có nhiều cảm giác. Ngoài ra từ đầu mùa hè, Tạ Đường lớp C càng ngày càng chói mắt. Trước kia đều nói rằng thành tích của Tạ Khinh rất xuất sắc, trong khi đó điểm của Tạ Đường lại rất kém. Nhưng nghĩ kỹ thì đấy là do cô ấy bị chuyển trường đến đây giữa chừng, cho nên cách học của đây khác nhau. Nếu như cô ấy cũng giống như chị gái của mình, được nuôi dưỡng từ nhỏ thì có lẽ càng nở rộ hơn nữa. Chuyện này hơi kỳ lạ. Trước khi Tạ Đường chuyển đến đây, cô ấy học ở đâu? Tại sao hai chị em không cùng nhau học chung trường? Mọi người bàn tán rất nhiều, nhưng Tạ Khinh hoàn toàn không nghe lọt tai suốt quãng đường, chỉ nghe thấy nhiều nhất hai từ đó là Tạ Đường. Tạ Đường là người nhỏ nhất trong 10 người mà lại qua ngay từ năm thi đầu tiên, có thể coi như là thiên tài rồi. Cái gì? Tạ Đường qua? Tạ Khinh sắc mặt tái mét, cô ta tăng tốc bước đi. Khi tận mắt nhìn thấy bảng xếp hạng, sắc mặt của cô ta càng ngày càng trắng bệch. Cô ta hoàn toàn bị Tạ Đường đánh bại. Không những thế, chỉ có đứng thứ hạng 90 của thành phố. Cô ta không tin, hoàn toàn không tin. Tại sao? Lẽ ra Tạ Đường có đủ tư cách để tham gia kỳ thi cấp 1, chính là do cố vấn Nhậm Tiểu Báo của nó đã đi cửa sau cho nó. Nhưng hiện tại sao lại như thế này? Tạ Khinh biết rất rõ ràng rằng hoàn toàn không có khả năng gian lận hoặc đi cửa sau trong kỳ thi kiểu này. Nếu không nhà họ Tạ sao có thể không giúp cô ta được cơ chứ? Dựa vào cái gì? Cô ta chăm chỉ luyện tập 3 năm này cuối cùng mới có thể qua, mà Tạ Đường chỉ mới thi năm đầu tiên qua dễ dàng mà điểm số vô cùng xuất sắc. Nghe những lời bàn tán của những người xung quanh, cô ta vô cùng tức giận như muốn nổ tung, nhưng vẫn quay lại nặn ra một nụ cười nhẹ với Tạ Đường. Không nghĩ tới, Đường Đường, chúc mừng em nha. Ừ, cũng chúc mừng chị. Tạ Đường mỉm cười đáp lại. Mối quan hệ giữa hai chị em giờ đây đã hoàn toàn rạn nứt. Cái gọi là hòa hợp chỉ là hình thức trong mắt của người ngoài. Thực ra dù có chân thành với Tạ Khinh thì cũng không bao giờ có khả năng bố thí cho mình một phần tình cảm. Cũng giống như kiếp trước, cô luôn nhường nhịn, nhưng Tạ Khinh vẫn trăm phương nghìn kế lấy đi mọi thứ của cô. Cho nên cần thứ tình cảm giả dối đó để làm cái gì chứ? Tạ Đường càng nổi trội, Tạ Khinh càng cảm thấy mình như có cái gai trong mắt. Đối với cô em gái này càng ngày càng trở nên chán ghét. Trước kia cô ta tự nhận mình đem Tạ Đường đạp dưới gót chân. Con nhỏ quê mùa ở nông thôn cho nên chỗ nào bằng cô ta. Lại không được sự sủng ái của cha mẹ, nên cô ta nhìn Tạ Đường bằng ánh mắt vừa buồn cười vừa thương cảm. Thường thường còn bố thí cho nó một ít tình cảm. Lúc nó nhìn cô ta với ánh mắt cảm kích biết ơn, cô ta đã cảm thấy bản thân mình vượt trội. Không hiểu sao dạo gần đây Tạ Đường dần thoát khỏi sự khống chế và hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của cô ta. Tất cả mọi thứ về Tạ Đường đều khiến cho cô ta ghen tức điên cuồng. Lục Trác lại rất thích nó, cũng không nói đi, thế nhưng ngay cả bản thân cô ta thì cũng không bằng nó. Tâm trạng Tạ Khinh vốn đã rất méo mó, cô ta cố gắng lắm mới có thể giữ được khóe miệng miễn cưỡng mỉm cười. Sau khi nói vài câu với Vu Tuyết Kiều đang đi theo, cô ta xoay người rời đi. Ánh mắt của những người bạn cùng lớp xung quanh lại khiến cô ta căm hận. Trong lòng căm hận Tạ Đường đã cướp mất sự nổi bật của cô ta. Sau khi Tạ Khinh, một vài người sôi nổi nghị luận cũng bớt, Tạ Đường cuối cùng cũng xem được điểm. Cộng với những lời chúc mừng từ những người xung quanh, Tạ Đường quả thực trong lòng rất vui vẻ. Điều này ít nhất cho thấy rằng cô đã thành công bước đầu tiên. Nhưng ngay sau đó, cô ngẩn người khi thấy tên của mình còn dán thêm một ngôi sao nhỏ có chút trẻ con. Nhưng trong ánh nắng buổi chiều, nó phản chiếu ánh sáng vàng vỡ vụn càng làm cho cái tên này chói mắt. Tạ Đường đột nhiên nghĩ tới cái gì. Chuyện cô cùng Tạ Khinh trên diễn đàn nghị luận sôi nổi xem ai xinh hơn, cô có xem qua. Không một cô gái nào lại không quan tâm đến đánh giá của người khác về mình. Sau khi làm xong bài tập vào buổi tối, cô vẫn xem qua. Nhìn bài có thể biết đa số lời bình luận bảo vệ cô là của Văn Văn. Cô cảm thấy ấm áp trong lòng. Còn lại đa số đều chỉ trích cô với giọng điệu chua ngoa. Có người bình luận ngạo mạn nói: Tạ Đường vượt qua kỳ thi cấp 1 cũng giống như sao trên trời rơi xuống. Còn bây giờ xem ra quả thực đã rơi xuống. Cô đã vượt qua kỳ thi cấp 1 và đạt được một mục tiêu nhỏ của riêng mình. Ngôi sao nhỏ này giống như dành cho cô. Tạ Đường nhìn miếng dán có tên mình rồi tháo nó ra. Mặc dù không biết ai đã dán nó,
nhưng kiểu động viên khéo léo này khiến cô cảm thấy được an ủi. Cô bỏ nó vào ví một cách cẩn thận. Lúc này trong văn phòng làm việc xảy ra tranh chấp giữa Trác Thụy cùng Nhậm Tiểu Báo, tạm thời không đề cập đến. Chỉ là bên kia Tạ Đình Phong ngạc nhiên nửa ngày, nhìn chằm chằm vào thư ký. Ý của anh là gì? Đường đường đứng thứ tư của thành phố, vượt qua cả Khinh Khinh những 90 hạng, không thể nào. Tạ Đình Phong ngoài khiếp sợ còn có một chút vui mừng. Ông mở lại trang web và xác nhận thứ hạng từ kênh chính thức. Quả nhiên xếp thứ tư của thành phố là Tạ Đường. Cảm giác trong lòng khó nói thành lời. Chẳng lẽ phán đoán của ông ta là sai? Trước khi đi học về, Tạ Đường với Tạ Khinh cũng không biết tình hình trong nhà. Trong tiết học thứ hai buổi chiều, đột nhiên có người nhà họ Lục, tài xế Tiểu Triệu vội vàng đưa Lục Trác về. Mọi người bàn tán rất nhiều về việc liệu Lục gia sắp tổ chức yến tiệc hay không. Danh tiếng Lục thị không ai không biết, ai cũng háo hức. Mọi người đều ghen tị với Lục Trác đã sinh ra ở Vạch Đích. Hướng Hoành nằm trên bàn chán nản và mất tinh thần, nói với Quan Vũ: sao gần đây anh Trác không chơi với chúng ta? Trước đây sau khi tan học mỗi ngày, Lục Trác đều chơi bóng rổ với họ. Đôi khi cậu có việc vội về nhà, Lục Trác vẫn kéo cổ áo cậu khó chịu và tiếp tục đánh không cho cậu đi. Anh chơi đến tối mịt, lúc đấy mọi người đã về hết rồi, chỉ còn mỗi mình anh trên sân bóng rổ. Cô đơn nhàm chán chơi bóng rổ một mình. Cậu chỉ nghĩ Lục Trác rất thích chơi bóng rổ, quả nhiên anh chơi bóng rất giỏi, còn tưởng sẽ tham gia đội bóng của trường để khoe khoang, khoe mẽ, để thu hút nữ sinh. Nhưng khi trường tuyển chọn Lục Trác, một chút hứng thú cũng không có, cũng không tham gia. Không thích chơi bóng rổ mà lại trường đến khuya, chẳng lẽ không muốn về nhà? Vì vậy Hướng Hoành biết nhiều hơn những người khác một chút. Cậu nghĩ chiếc tiểu vàng Lục Trác đang ngậm không có dễ dàng như vậy. Tính tình Lục Trác mạnh mẽ, kiêu căng ngạo mạn, không dễ nói chuyện, khó có thể làm bạn. Mà gần đây Lục Trác im lặng rất nhiều, tính tình độc đoán cũng dịu đi một chút. Quan Vũ nói: cậu ấy lại chạy đi phát tờ rơi sao? Nghiện phát tờ rơi rồi à? Hướng Hoành đột nhiên bật cười, đem sách giáo khoa vào mặt. Anh Trác mà nghe được lời này sẽ đánh cho cậu một trận. Lục Trác ngồi ở trong xe, trên đường phóng nhanh, tâm trạng không tốt, đôi mắt đen đầy sương mù, vẻ mặt nặng nề. Ngày hôm qua nhà họ Lục đột nhiên thông báo tin đại tiệc, nhưng anh không hay biết gì về việc này. Anh gọi điện vài cuộc cho bố, nhưng như mọi khi điện thoại bị tắt, không thể liên lạc được. Còn mẹ nó, ông ta không bao giờ nhấc máy anh một lần nào. Lục Trác chế nhạo, nếu từ nhỏ không phải ở nhà họ Lục sẽ không có người thừa kế nào khác ngoài chính mình. Là người thừa kế duy nhất, anh từ nhỏ đã được giáo dục phải trở nên mạnh mẽ, bị bắt cóc nhiều lần. Có lần anh mãi mới được nhà họ Lục đưa tiền đến cứu. Anh thực sự nghi ngờ liệu mình có phải là con của họ hay không. Lục Kiến Hướng chỉ có anh là con trai duy nhất. Dù sao nhà họ Lục làm ăn lớn, cho nên trong vòng này vẫn luôn là bia ngắm. Ngoại trừ một số ít anh em họ hàng không thân, cũng không có mấy người. Cảm xúc của Lục Trác đối với cha mình rất phức tạp. Khi còn bé, gần mấy tháng Lục Trác hầu như không được gặp ông một lần nào, không có ấn tượng gì về khuôn mặt, mà thậm chí còn không nhận ra giọng nói của ông vì ông hiếm khi gọi lại. Trong trí nhớ của anh, người cha này chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trên hành lang, một bóng người mơ hồ, uy nghiêm, lãnh đạm, trầm mặc, xa lạ như một bóng đêm. Lúc đầu Lục Trác nghĩ rằng Lục Kiến Hướng là người lãnh đạm và khó tính, bận rộn với sự nghiệp và không giỏi thể hiện tình cảm. Đó là lý do tại sao ông ấy lại xa lánh mình như vậy. Nhưng sau đó trong Tết Nguyên Đán, trời lạnh cóng, anh chỉ nhờ tài xế chờ đi gặp Lục Gia Gia, còn không có vào biệt thự. Hai chiếc xe cùng lúc đến nhà cố. Lúc đó anh mới 9 tuổi, xuống xe té ngã, tuyết phủ hết vào bàn tay đến lạnh cóng. Nhưng ánh mắt của ông chẳng thèm nhìn anh, mà vẫn sải bước vào ngôi nhà cũ. Chính mình ngây thơ không biết gì, muốn đứng dậy thì lại bị ngã. Cũng may người tài xế đã đỡ anh dậy. Dần dần lớn lên thì mới biết, nếu chỉ là hỡ hững thì sao có thể lạnh lùng đến như thế này. Rõ ràng là ghét bản thân mình. Không, còn hơn cả kinh tởm, vô cùng chán ghét. Lục Trác cũng suy nghĩ rất lâu, cũng không nghĩ tới anh có chỗ nào khiến ông ghét anh như ruồi bọ vậy. Anh là người thừa kế duy nhất của Lục gia. Dù bị bắt cóc và giam giữ trong nhà máy tối tăm trong thời gian dài, anh cũng không sợ hãi khóc lóc, điểm số lúc nào cũng xuất sắc đứng đầu. Anh nghĩ rằng mình đã làm việc chăm chỉ, đủ để không làm xấu hổ Lục gia. Nhưng tại sao Lục Kiến Hướng lại ghét anh đến mức không bao giờ ngồi ăn chung bàn với anh?
trẻ em không thể che giấu cảm xúc. Khi cảm thấy sự ghê tởm của người khác, chúng sẽ thất vọng, sợ hãi và thua thiệt, nhưng chúng không biết cách chống trả, thậm chí còn cảm thấy mình vô dụng hoặc tuyệt vọng, bắt đầu đổ lỗi cho người khác. Khi còn bé, Lục Trác là người như vậy. Lúc đó tính cách cũng không phải như bây giờ, ngược lại không có bằng hữu. Bởi vì thân phận người thừa kế của Lục gia, anh bị bạn cùng tuổi xa lánh. Anh lúc ấy chỉ im lặng và ít nói hơn, khép mình lại, xếp khối trong phòng và chơi với nó cả ngày. Sau khi bị bắt cóc bởi mẹ ruột của mình, anh dần dần thay đổi. Anh cố gắng oán hận người mẹ đã bỏ rơi anh sau khi anh được sinh ra. Vì bà mà ông ấy mới hận anh như thế này, nhìn anh như thế, nhìn một thứ rác rưởi. Chỉ bằng cách suy nghĩ theo cách này, anh mới có thể cảm thấy tốt hơn và giải phóng bản thân khỏi những cảm xúc tự hận bản thân. Anh cũng đã nghi ngờ rằng họ của mình thực ra không phải họ Lục. Anh đã bí mật làm xét nghiệm quan hệ cha con 99,9%, nhưng kết quả lại bị Lục Kiến Hướng phát hiện. Ngoài việc ấy ra, ông ấy vẫn thờ ơ với anh. Cổ phần bất động sản đã sớm định ra người thừa kế Lục Thị là anh. Quanh năm quạnh quẽ trong biệt thự, từ một cậu bé trầm mặc cô đơn, lớn lên lại trở thành một cậu thiếu niên có tính cách gai góc và khó ưa. Cho tới bây giờ, Lục Trác cũng không quan tâm nữa. Anh đã bước qua cái tuổi run rẩy, sợ hãi và khao khát yêu thương. Dù năm đó có chuyện gì xảy ra, hay tại sao cha anh lại bỏ rơi anh trong giá rét, anh không còn quan tâm đến, dần lãnh cảm với thứ gọi là tình cảm gia đình. Cuộc đời anh ghét nhất là bản thân lại giống như một con chó, đi theo người khác, cầu họ thích mình, yêu mình, quan tâm mình. Nếu đã không cho thì không cần bận tâm. Bây giờ điều khiến Lục Trác nhíu mày không phải là tại sao Lục Kiến Hướng đột nhiên tổ chức yến tiệc mà không thông báo gì. Ông ấy định tính toán cái gì? Lục Trác không phải không biết Lục Kiến Hướng chán ghét mình rất nhiều. Cho dù lão gia tử năm đó lập di chúc định anh là người thừa kế của Lục gia, đợi khi 18 tuổi mới có thể thừa kế toàn bộ cổ phần, nhưng liệu Lục Kiến Hướng có làm giống như di chúc đem đưa cho anh hay không? Anh không tin. Cách đây vài năm, khi Lục Trác vẫn còn là một cậu ấm nhỏ, sau khi suy nghĩ kỹ, anh đã liên hệ với các luật sư ở nước ngoài, bên ngoài gia đình họ Lục, dần dần đem một số tài sản trên danh nghĩa của mình đem cất bên ngoài. Số tiền này lên đến gần 100 triệu 9 nghìn vạn. Cho dù sau này có phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, cũng có thể tự bảo vệ mình. Lúc chưa thành niên, còn có vài tỷ cổ phiếu mà anh chưa lấy được từ Lục Kiến Hướng. Nếu là người khác nên biết đủ, nhưng Lục Trác thì không. Anh chảy trong người dòng máu của Lục gia, cũng không thể không có độ mưu mô với tham vọng nào. Là thái tử gia của Lục Thị, từ khi còn nhỏ anh thường xuyên bị bắt cóc, nhưng họ thì sao, đời anh bị hành hạ đến sắp chết thì mới đến cứu. Khi đó khối tài sản khổng lồ của Lục Thị chỉ có thể nắm ở trong tay, tuyệt đối không chấp tay nhường cho kẻ khác. Trên đời này không có thứ gì không phản bội bản thân hơn sức mạnh của đồng tiền. Tài xế Tiểu Triệu đậu xe trước nhà cũ của Lục gia. Cuối mùa hè, cây cối tươi tốt trên núi đã khô héo rất nhiều. Sau khi ông cụ mất, Lục Trác đã không về đây 3 năm. Lần cuối cùng anh đến là đi tiễn một người anh họ ra nước ngoài. Cả chục chiếc ô tô hạng sang đậu ngoài sân với tường trắng và ngói đỏ, chắn ngang mặt đất khổng lồ bằng phẳng, không có một kẽ hở nào. Dưới cái nắng gay gắt, những viên gạch phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, có vẻ như sắp công bố chuyện gì quan trọng, tất cả đều ở đây. Lục Trác kiềm chế chút cáu kỉnh và thù địch ở trên người, mở cửa bước xuống xe, trên mặt không có chút biểu cảm. Người tài xế tên Tiểu Triệu, kể từ khi làm tài xế cho Tiểu Thiếu Gia cũng không nói rõ chuyện của nhỏ Lục, không dám nói lời nào, chỉ nhìn Lục Trác sải bước đi về phía trước, không chút do dự nhìn bóng lưng của anh. Một lúc sau mới nhớ ra Lục Trác vẫn đang mặc đồng phục học sinh, lúc lên xe quên nhắc Thiếu Gia thay một bộ lễ phục khác. Tuy nhiên bóng lưng của người anh cao thẳng, giống như một cây bạch dương không sợ hãi, bước chân cũng không phù phiếm bay bổng như trước mà có chút trầm tĩnh và thành thục. Anh nhanh chóng biến mất ở trong cửa nhà, vừa quay mặt đi, bóng đen đổ trên mặt đường, ánh mắt nặng trĩu, không biết đang suy nghĩ gì. Lục Trác đi vào, khi anh xuất hiện, mấy người họ Lục đang nói chuyện vui vẻ đều im lặng một giây. Bọn họ đều nhìn nghiêng về phía thiếu niên mặc đồng phục học sinh xuất hiện ở cửa. Lục Trác đã quen rồi, vẻ mặt không thay đổi, đi tới nói: "Bác cả." Lục Hoán xấu hổ nhất ở đám người này, nhanh chóng đưa một ly rượu. "Lục Trác, sao cháu lại ở đây? Không phải là đang là giờ học sao?"
là trốn học hay là xin nghỉ? Vị thanh niên không uống rượu. Lục Trác mỉm cười nhẹ nhàng. Bác cả, trí nhớ của bác không được rồi, cho nên đến bệnh viện kiểm tra. Đến tuổi của cháu đều không nhớ rõ. Lục Hoán đặt rượu trở lại, cũng cười. Không phải mới có 2 năm mới gặp lại hay sao? Lục Trác liếc mắt nhìn địa điểm tổ chức tiệc được sắp xếp trong biệt thự cổ. Có bóng bay bể bơi, bên cạnh có những cốc thủy tinh cao như núi, những chiếc cốc đựng đủ loại rượu quý. Lục Trác nhướng mày nở nụ cười. 2 năm không gặp lại tạo bất ngờ lớn cho tôi như vậy. Nó ở đâu? Lục Hoán đối với Lục Trác có bóng ma tâm lý. 3 năm trước, lúc Lục lão gia tử qua đời, Lục Dương chửi bới trong đám tang là đồ con hoang, mẹ là ả điếm, cướp tài sản gia tộc, vô liêm sỉ. Lục Trác nghe xong đã đánh cho cha mẹ không nhận ra, mũi sưng vù, 3 chiếc xương sườn bị gãy, phải nằm trong bệnh viện gần như chết nửa tháng. 3 năm trước, Lục Trác lớn hơn một chút đã sắc bén như vậy, bị Lục Kiến Hướng nghiêm khắc khiển trách, suýt chút nữa biến thành trò cười, còn ngừng cao đầu không chịu thừa nhận thất bại. Bây giờ còn chưa thành niên, không biết lúc nắm quyền sẽ còn như thế nào nữa. Ông nói, hôm nay Tiểu Hằng trở về nên tổ chức một bữa tiệc cho nó. Thấy cháu còn đang học, sợ quấy rầy nên không sai người đi thông báo. Lục Hằng. Lục Trác trên mặt không chút thay đổi, nhưng trong lòng lại có một chút trào phúng châm biếm. Nếu nói anh ở Lục gia từ nhỏ đã trải qua nhiều thăng trầm nhất, thì người anh họ này có thể nói là đã sống một cuộc đời hạnh phúc nhất. Lục Trác đã sớm được định sẵn là người thừa kế của Lục Thị, lọt vào trong tầm ngắm của đối thủ trong tối ngoài sáng hãm hại. Ngoài cái này ra, đi học cũng trôi qua không như ý, kẻ nịnh hót lợi dụng để lôi kéo quan hệ, rất khó tìm được người bạn thật lòng. Vì vậy Hướng Hoành và Quan Vũ là những người bạn vô cùng trân quý của anh. Nhưng so với anh, người anh họ này không có tên trong danh sách người thừa kế, lớn lên ở nước ngoài, không phải học quản lý công ty, thay vào đó là học nghệ thuật và kiến trúc, khá thoải mái và tự do. Lục Trác thật ra có thể đoán được, nhưng nếu anh đoán được thì sao? Chính mình thế lực đơn mỏng, không thể làm bất cứ điều gì trong lúc này. Chi bằng luận lý thành chương mà đem quyền thừa kế bắt được đến tay. Huống hồ anh không muốn tin cha ruột sẽ đối xử với anh như vậy. Tuy rằng khinh thường không quan tâm, nhưng trong lòng vẫn luôn có một tia hy vọng, hy vọng ngày đó sẽ không đến. Lục Hoán vẫn chỉ cười, nhưng không ngờ có người bên cạnh ông hừ lạnh xen vào. Mọi người đều không thông báo cho mày, mày giống như con chó vậy, ngửi một cái liền đến rồi, không phải sao? Lục Trác quay mặt lại, nhìn thấy người nói là anh họ Lục Dương. Anh đi tới trước mặt Lục Dương hai bước, cao hơn Lục Dương hơn hẳn một cái đầu, khí thế đã áp đảo anh ta. Mặc dù vẫn đang mặc đồng phục học sinh, nhưng cũng không nói ra được khí chất kinh người từ trong xương tủy. Lục Dương chợt hối hận vì cái miệng thối của mình. Lục Trác không còn bốc đồng như 3 năm trước, mà đột nhiên nở nụ cười. Gãy xương sườn đã lành hẳn chưa? Lục Dương cảm thấy xương sườn đau nhức, ngẩng đầu nhìn Lục Trác đang nhìn mình với ánh mắt vô cảm, sau lưng chảy mồ hôi lạnh. Anh ta há hốc mồm, liệu Lục Trác có mắng như 3 năm trước hay không? Lục Trác cũng không để ý tới anh ta, đi ngang qua người lên lầu. Lục Trác bước nhanh, khi Lục Dương và Lục Hoán run như cầy sấy chôn chân tại chỗ thì anh đã dứt khoát mở cửa phòng bước vào. Một tiếng rầm, cánh cửa phòng đã bị đóng lại. Lục Dương lo lắng quay đầu lại. Lục Trác thực sự là không biết xấu hổ, đã nói ra ý tứ như vậy, thực sự coi mình là thái tử gia của nhà họ Lục hay sao? Nó ở đây làm loạn, nếu chuyện của Lục Hằng bị thất bại thì phải làm sao bây giờ? Lục Hoán liếc nhìn con trai mình. Từ nhỏ Lục Dương đã chơi với Lục Hằng, quan hệ rất tốt, cho nên hay nhắm tới Lục Trác, người thừa kế nhà họ Lục khắp nơi. Dù vậy, Lục Kiến Hướng không quan tâm đến sự thiên vị quá rõ ràng này. Suy cho cùng thì nhà họ Lục vẫn là của Lục Kiến Hướng. Lục Dương và Lục Hằng có quan hệ rất tốt, có lợi không có hại. Lúc chưa có Lục Trác, người em thứ ba của ông là Lục Kiến Hướng đã có đứa con trai Lục Hằng này. Nhưng lão gia tử không chấp nhận đứa cháu này, chia rẽ uyên ương, bắt Lục Kiến Hướng cưới người phụ nữ môn đăng hộ đối khác, cũng chính là mẹ của Lục Trác. Có thể nghĩ Lục Kiến Hướng ghét Cố Uyển Chi đến mức nào, ngay cả khi Cố Uyển Chi là một trong những người đẹp nhất hồi đó. Lục gia giỏi đến mức người ngoài không thể biết được scandal này.
Ngay cả khi Cố Uyển Chi kết hôn cũng không hề hay biết, chỉ để Lục Hằng nuôi nấng dưới gối Lục Hoán. 3 năm sau thì sinh ra Lục Trác. Cả gia đình họ Lục đều giữ bí mật với Lục Trác về vấn đề này. Nhưng ông đoán tiểu tử thông minh như Lục Trác có lẽ đã biết từ lâu. Nó chỉ giả bộ ẩn núp trong bóng tối, giả heo ăn thịt hổ ư. Cố gia cùng Lục gia là thế giao, chỉ là Cố gia về sau lại suy tàn, hai nhà địa vị mới không ngang hàng nhau như trước. Nhưng hai lão tử gia tử của hai nhà là bạn nối khố của nhau, tình bạn ấy không thể so với người thường. Nên sau khi Cố Uyển Chi gà vào nhà họ Lục, ông cụ đã rất chiếu cố Cố Uyển Chi và coi bà như con gái ruột của mình. Nếu sau này không xảy ra chuyện Cố Uyển Chi bỏ trốn cùng người đàn ông khác và tìm cách bắt cóc Lục Trác, có lẽ ông già sẽ để lại một phần cổ phần cho người phụ nữ điên đó. Khi ông già vẫn còn sống, em ba không bao giờ dám công khai Lục Hằng. 3 năm trước, khi ông cụ qua đời, em ba lập tức gọi Lục Hằng từ nước ngoài trở về. Nhưng ai biết rằng 3 năm trước, tên nhóc Lục Trác này đã mua vé máy bay và dọa Lục Hằng trở lại nước ngoài. Không biết thằng nhóc dùng thủ đoạn gì, Lục Hằng thực sự không dám trở về. Hiện tại, nhìn thấy Lục Trác đã 17 tuổi, sắp đến tuổi trưởng thành, sắp kế thừa cơ nghiệp do lão gia tử để lại, em ba bắt đầu không thể ngồi yên mang con trai cả Lục Hằng từ nước ngoài trở về. Lần này nhất định phải ở trước mặt những người nổi tiếng trong vòng lập lại người thừa kế, thay đổi ý muốn, nâng Lục Hằng lên. Là bác cả của Lục Trác, ông đã thừa kế phần của ông từ lâu. Lục thị to như vậy, di sản đã cùng ông không quan hệ, cho nên ông tự nhiên đứng ngoài cuộc. Một loạt chuyện xảy ra, ông chỉ có thể lo cho thân mình, bởi vì tiểu tử Lục Trác này không dễ dàng đem Lục thị nhường cho người khác. Trên lầu, Lục Trác đóng sầm cửa lại. Ngay khi cửa đóng, tiếng cười nói huyên thuyên của những người dưới lầu lập tức bị cô lập. Lục Kiến Hướng ngồi ở bàn làm việc, Lục Hằng đứng bên cạnh ông, lắng nghe những gì ông đang nói. Lục Trác liếc nhìn Lục Kiến Hướng, người anh họ này đang mặc một bộ vest chỉnh chu, trông anh ta giống như người thừa kế hơn mình. Lục Kiến Hướng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bộ đồng phục học sinh không có khóa kéo trên người của đứa con út, không khỏi nhíu mày. Biết đây là tình huống gì? Ăn mặc như thế này còn ôm bóng rổ, định nói cho mọi người biết là con chưa cai sữa à? Lục Hằng đứng một bên xấu hổ cười ngượng nghịu. Lục Trác bỏ qua sự chán ghét cùng châm chọc trong lời nói của cha ruột, cũng không nhìn Lục Hằng, chế nhạo hỏi: Ý của ông là gì? Tại sao ông không thông báo cho tôi về bữa tiệc kỷ niệm? Tôi là cha của anh, lẽ nào mọi việc đều phải được anh chấp thuận? Lục Trác nhìn chằm chằm Lục Kiến Hướng, cố gắng tìm kiếm một chút tội lỗi và xin lỗi từ người cha này, nhưng không, không có gì cả. 3 năm trước, khi lão gia tử qua đời, người cha này đã gọi Lục Hằng về một lần. Trước đó anh luôn cho rằng nguyên nhân tại sao cha không yêu mình, thờ ơ với mình như người ngoài, thậm chí còn ghét bỏ bản thân như ruồi bọ, có thể là do anh đã làm điều gì đó, hoặc vì mẹ đã làm điều gì đó có lỗi cho nên ghét lây sang mình. Nhưng không ngờ rằng vào ngày tang lễ, anh đã nhìn thấy ở phía sau phòng tiếp tân, ông ta âu yếm xoa đầu người anh họ Lục Hằng, ánh mắt ân cần như một người cha thực thụ. Lục Trác lúc đó đã đoán được đại khái, có lẽ không ai trong Lục gia muốn anh thừa kế. Sở dĩ tuyên bố mình là người thừa kế của Lục gia bao nhiêu năm, tự xưng là thiên chi kiêu tử, cũng chỉ vì nhà họ Lục cần một bia đỡ đạn. Lục Trác anh là ứng cử viên số 1 không thể nào tốt hơn. Lúc đó anh rất buồn và đau đớn, nhưng việc đầu tiên anh làm đó là bình tĩnh và bảo vệ mọi thứ của bản thân. Vì thế anh đã tra ra được chứng cứ năm đó Lục Kiến Hướng cùng mẹ Lục Hằng đã ở cùng nhau, ném trước mặt Lục Hằng, để Lục Hằng chỗ nào đến thì lăn trở về chỗ đó. Lục Kiến Hướng lúc đó đang gặp phải khủng hoảng về Lục thị, sợ quá khứ không im bấm của mình bị phơi bày sẽ bị ảnh hưởng đến công ty. Hơn nữa lão gia tử vừa mới qua đời nên tạm thời từ bỏ việc đem Lục Hằng nhận trở về. Mà hiện tại ông ta không cần phải cố kỵ điều gì nữa, cơ nghiệp thực sự chưa rơi vào tay anh, di chúc còn chưa có hiệu lực, ông ta vẫn có cơ hội tự mình hủy bỏ. Lục Trác không biết mình đã làm cái gì sai, bị mẹ bỏ rơi, cha ruột của mình cũng dùng mình để làm con bài thế thân cho anh họ. Trong 3 năm qua, anh cho rằng có lẽ Lục Kiến Hướng cuối cùng sẽ không đạt được bước tiến như vậy, có lẽ chỉ là anh đã đoán quá nhiều, dù sao thì anh cũng có một tia hy vọng. Nhưng anh đã sai, và ông ấy đã làm điều này với người con trai khác của ông. Anh hít một hơi, ông thật là máu lạnh. Anh kéo ghế ngồi đối diện với Lục Kiến Hướng không chút biểu cảm. Tất cả đều ở đây,
Đừng giả làm người cha yêu thương con trai lòng vòng nữa. Hãy đi thẳng vào vấn đề. Đối với bữa tiệc này, nếu ông công bố danh tính Lục Hằng, vì vậy ông tính cho con trai bảo bối của ông bao nhiêu phần trăm? Hay tất cả đều chấp tay nhường lại? Hoặc nói cách khác, ông tính toán bố thí cho tôi bao nhiêu? Lục Hằng đứng ở một bên, bị cậu thiếu niên còn mặc đồng phục học sinh có thể nói ra những lời sắc bén như vậy thì rất kinh ngạc. Biểu hiện của Lục Kiến Hướng cũng có chút khó coi. Sao con lại nói chuyện như vậy? Lục Trác chủ động đưa ra chủ đề này. Ông cho rằng Lục Trác đang biểu hiện ra nhu nhược, nhất định phải chiến đấu cho chính mình, bởi vậy còn chuẩn bị rất nhiều. Nhưng nếu Lục Trác tự nguyện chịu thua, giơ tay đầu hàng thì sự việc sẽ dễ dàng xử lý hơn. Chỉ cần bỏ ra một số tiền là có thể tống cổ nó. Vì vậy ông bình tĩnh lại. Ta là vì con suy xét. Tiêu Hằng tính tình ổn định, hiển nhiên thích hợp kế thừa nhà họ Lục hơn. Còn con, cho dù không có họ Lục, trên danh nghĩa cũng có rất nhiều bất động sản đúng tên của mình sao? Đủ cho cả cuộc đời con vô âu vô lo. Còn nếu như con cảm thấy chưa đủ, ta sẽ trích 2% cổ phần sau khi tất cả các cổ đông ủng hộ Tiểu Hằng. Lục Trác chế nhạo. Cha yêu dấu à? Ông rất hào phóng. Lục Gia Gia để lại cho tôi 62%, đến tay ông thì lại biến thành 2%. Bị giễu cợt liên tục, sắc mặt Lục Kiến Hướng bắt đầu khó coi. Ông lạnh lùng nói, Lục Trác, Lục Thị không nợ anh cái gì. Lúc trước có thể để anh làm người thừa kế thì bây giờ cũng có thể thu hồi. Đúng vậy, đương nhiên nhà Lục không có nợ tôi. Nhà Lục từ lâu đã bồi dưỡng ra sản phẩm chất lượng tốt ở nơi khác. Tôi chỉ là đỡ giao thay cho người ta mà thôi. Được rồi, sau đó nhớ chia thêm một ít. Tôi cũng muốn bất động sản ở trung tâm thành phố. Bây giờ Lục Kiến Hướng sừng sốt. Ông vốn tưởng rằng phải mất rất nhiều thời gian, sau đó lại thỏa hiệp nhanh đến như vậy. Lục Kiến Hướng tuy không thích người con trai này nhưng lại chẳng biết gì hơn về anh. Người thanh niên này muốn có được gì thì phải làm mọi cách mới có được, sao có thể dễ dàng từ bỏ. Hơn nữa, nếu Lục Trác từ bỏ, liệu đang có âm mưu gì? Lần này mọi chuyện phải giải quyết sạch sẽ. Lục Trác là người thừa kế của nhà Lục đã nhiều năm như vậy, tuy rằng còn nhỏ tuổi nhưng vẫn có một số liên hệ với các cổ đông. Theo cách này, việc để Lục Hằng đột ngột xuất hiện thay thế mình chắc chắn sẽ gây náo động, bất mãn trong nội bộ, đồng thời hủy hoại danh tiếng của ông ta. Nhưng nếu Lục Trác vẫn là người thừa kế, trong lúc Lục Kiến Hướng nghi hoặc trầm tư, Lục Trác không chút suy nghĩ đứng lên, xoay người rời đi. Sau khi rời đi, sắc mặt Lục Trác trầm xuống, đôi mắt đen láy vô hình, di chúc vẫn nằm trong tay Lục Kiến Hướng. Anh chưa có bất kỳ món hời nào, phải tìm cách tìm ra người có công chứng càng sớm càng tốt. Lục Hằng cũng đi theo tới cửa. Tiểu Trác, anh đưa em trở về. Ở dưới lầu có rất nhiều người vây xem. Lục Trác từ trên lầu một mình đi xuống, phòng chừng là có rất nhiều nghị luận. Còn chưa trở thành người thừa kế, Lục Hằng không dám nói một lời nào. Chờ đã, Tiểu Hằng, có tài xế, con đưa đi cái gì? Lục Kiến Hướng đột nhiên đứng lên. Lục Hằng có chút bối rối, nhìn lại Lục Kiến Hướng, cười nói, không sao, con tiễn em trai đi, con sẽ sớm trở về. Sau đó anh ta cùng Lục Trác đi xuống lầu. Lục Kiến Hướng đột nhiên lo lắng, đi tới bên cửa sổ, liếc nhìn chiếc xe bên dưới. Biển số xe quả nhiên là do ông ta sắp đặt. Ông ta muốn Lục Trác lần này nằm viện, từ bỏ vị trí thừa kế. Nhưng không nghĩ tới Lục Hằng một hai phải đưa người, suýt nữa dẫm vào vũng nước đục này. Ông cau mày làm động tác hủy bỏ với Tiểu Triệu ở dưới lầu. Lục Trác phớt lờ ánh mắt của những người khác trong bữa tiệc, bước nhanh ra khỏi nhà cũ, hai mắt nhắm nghiền nhìn tài xế Tiểu Triệu một lúc. Triệu Thâm nổi da gà vì cái nhìn sắc lạnh của anh. Thiếu niên trước mặt thường ngày kiêu ngạo, đầy sức sống, nhưng một khi trở nên lãnh đạm, ánh mắt đều là u ám, giống như bầu trời đêm đen, rất khó đoán. Triệu Thâm vội vàng ném tàn thuốc xuống dưới chân, xò giày vào, đứng thẳng người nói với Lục Trác. Thiếu gia, bây giờ cậu đi rồi sao? Đi học à? Lục Trác im lặng nhìn anh ta rồi bỏ qua. Thay vào đó, anh quay lại, mỉm cười với Lục Hằng, người đang vội vàng đuổi kịp anh. Anh họ, diễn đủ chưa? Bên ngoài có mấy vị cổ đông, khách mời lần lượt dừng xe lại. Nhìn thấy hai thiếu gia của Lục gia đứng ở đây, họ đều nhìn sang, ánh mắt tò mò. Nếu Lục Trác ngoan ngoãn nghe theo, có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng mấu chốt là trong nhà Lục, tuy rằng đường dây của lão nhân gia chiếm tới 68% cổ phần,
nhưng cũng không nên xem thường ảnh hưởng của các cổ đông khác, cho nên Lục Hằng rất để ý cái nhìn của họ đối với mình. Anh ta không điều lĩnh như Lục Kiến Hướng, muốn tiền tài, không muốn danh tiếng, sẽ bị chỉ trích vì giành lấy địa vị của em trai mình. Vì vậy, anh ta không chỉ muốn làm cho Lục Trác tâm phục khẩu phục nhường, mà còn phải tìm cách làm người bên ngoài nhận định mình. Lục Trác tính tình kiêu ngạo, thô lỗ, cổ đông càng xem thường. Cái chính là lấy cái tiếng tốt là người anh yêu chiều em trai. Do vậy, nghe lời này của Lục Trác, Lục Hằng vẫn mỉm cười không giận. Chúng ta lâu lắm rồi không gặp nhau, anh đưa em tới trường, thuận tiện ôn lại chuyện cũ. Ôn chuyện cũ? Tôi với anh thì có cái chuyện gì để ôn? Lục Trác đi tới trước mặt anh ta, cầm lấy cổ áo, giễu cợt nói. Chuyện cùng cha khác mẹ à? Anh hạ giọng, cười lạnh. Các cổ đông có mặt ngày hôm nay chỉ chiếm 38% cổ phần. Cho dù không nhận được sự ủng hộ của họ, chắc chắn anh vẫn sẽ lấy được toàn bộ Lục thị. Tại sao còn phải giả tình giả ý nói với một bia đỡ đạn như tôi? Lục Hằng nhìn thấy Lục Trác đang cố áp chế lửa giận, trong mắt ý cười càng lớn. Anh ta cần Lục Trác khơi mào ngọn lửa này, tốt nhất nên làm trò gây rối trước mặt mọi người. Tiểu Trác, cho dù như thế nào thì cũng không thể thay đổi được gì. Nói không chừng mẹ tôi không cố ý. Nếu nói người đến sau thì nên nói mẹ của cậu đoạt mất của... Lời còn chưa nói xong, nắm đấm của Lục Trác đột nhiên siết chặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lục Hằng. Lục Hằng vốn tưởng rằng nếu như chọc giận Lục Trác bằng cách này, cậu ta sẽ hấp tấp đánh chính mình trước mặt nhiều người. Đây chính là điều anh ta mong muốn. Nhưng không ngờ Lục Trác đột nhiên mở cửa xe, cúi đầu đi vào, bàn tay nắm lấy cổ áo của anh ta, cũng lôi anh ta lên xe. Nhưng ở trong mắt người khác sẽ chỉ biết là anh ta muốn đưa Lục Trác đến trường, cho nên không có nhìn thấy động tác anh túm lấy cổ áo của Lục Hằng kéo lên xe. Thật ra anh ta cũng định đưa Lục Trác đến trường chuyến này, nhưng phản ứng của Lục Trác nằm ngoài dự đoán của anh ta. Lục Trác đang tính toán gì vậy? Một tia nghi ngờ thoáng qua trên mặt của Lục Hằng, còn muốn nói gì nữa, nhưng Tiểu Triệu lại hốt hoảng đi tới, gõ cửa kính xe. Thiếu gia, xe này hết xăng, chúng ta đổi xe khác đi. Không đủ. Lục Trác cười nhạo nhìn thoáng qua đồng hồ xăng. Tôi cho anh 3 giây, lái xe đi. Nói lời vô nghĩa thì cút. Đôi mắt của tài xế Tiểu Triệu hoảng loạn, lúng túng, anh ta do dự tiến lên lái xe. Chiếc xe lập tức rời đi, lao nhanh như một mũi tên đứt dây, rời khỏi Lục gia, từ đường núi đi ra quốc lộ. Lục Hằng liếc Lục Trác, vừa mới ở bên ngoài xe, Lục Trác vẫn còn nóng nảy bốc đồng. Lúc này ở trong xe, anh nhắm mắt lại, dựa vào đệm lưng, cũng không nói gì. Loại lãnh đạm khó tả như muốn nói chiến thắng nằm trong tầm tay. Lục Hằng đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, anh ta cau mày nói. Lục Trác, em muốn làm gì? Để anh xuống xe. Muộn rồi. Lục Trác cười nhẹ, quay mặt lại, nhìn anh ta chằm chằm, vẻ mặt vô cảm khiến anh ta lạnh sống lưng. Ấn tượng của Lục Hằng về người em trai cùng cha khác mẹ này là ấu trĩ, kiêu ngạo, độc đoán và ngây thơ. Nhưng giờ đây, cậu bé 17 tuổi này dường như đã thay đổi, trở nên điềm tĩnh, lãnh đạm và mưu mô. Giống như bao năm nay chỉ là diễn trò để qua mắt mọi người, đây mới là con người thật của anh. Cậu muốn gây hiện trường tai nạn xe cộ? Lục Hằng kinh hãi. Lục Trác, cậu điên rồi sao? Nếu như giết tôi ở đây, cậu sẽ không lấy được cái gì của Lục thị, mà trực tiếp tiến vào cục cảnh sát. Yên tâm đi, tên nhát gan, cũng không có người đuổi giết. Tôi mới không ngu mà cùng anh đồng quy vô tận. Lời nói vừa dứt, một chiếc xe tải đối diện lao đến, và xe của họ dường như bị mất phanh, tốc độ càng lúc càng nhanh. Bên phải là xe tải, bên trái là lan can. Lục Hằng sợ hãi hét lên một tiếng. Lục Trác nhắm mắt lại. Giây phút này, Tiểu Triều quay xe nhanh chóng sang trái, cố ý bảo vệ Lục Hằng, đem xe bẻ lái sang trái đụng vào vòng bảo hộ. Phần bên kia xe mà Lục Trác đang ngồi đột nhiên bị một lực mạnh va chạm, cửa kính vỡ vụn, thậm chí còn bị bóp méo đến biến dạng. Lửa cuồng bạo bùng lên trời. Nửa tiếng sau, xe cấp cứu hốt hoảng chạy tới. Tin tức người thừa kế Lục thị bị tai nạn xe hơi đã nhanh chóng lan truyền. Chỉ sau nửa tiếng sau khi tan học, tin tức đã lên đầu đề trang báo. Lúc này Tạ Đường cũng không biết, trong trường cũng không ai biết, cô vẫn trở về nhà như mọi khi, nhưng rõ ràng không khí ở nhà đã thay đổi rất nhiều. Cô bước vào biệt thự, người dì nấu ăn luôn tỏ ra lạnh lùng và thờ ơ với bản thân, vội vàng chạy đến chào nhị tiểu thư, rồi cởi cặp đi học cầm giúp cô. Có phải vì kỳ thi cấp 1 không?
thật là mỉa mai. Lông mày Tạ Đường cau vào gần như không nhìn thấy, lẳng lặng đưa cặp sách cho bà, bước đến ghế sofa ngồi xuống. Ba, lần này thực sự chỉ là một tai nạn, biểu hiện không tốt. Tạ Khinh về nhà sớm hơn cô, ngồi trên sofa, ánh mắt ủy khuất kể lể, nước mắt lưng tròng. Biểu hiện không tốt. Tạ Đình Phong nhìn vào mắt Tạ Khinh với vẻ thất vọng, khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu. Con đã tham gia năm thứ ba rồi mà cũng chẳng qua nổi kỳ thi, ngay cả em gái con cũng không sánh được. Kỳ thi đầu tiên của em gái một lần là đã qua. Ông vô cùng thất vọng, ông đã tốn bao nhiêu tiền để bồi dưỡng đứa con gái lớn này, nhưng cuối cùng thì sao? Từ Lục Trác, Phương Thu đến kỳ thi này, mọi thứ mới bắt đầu lộ diện. Con gái lớn ông ta dắp tâm bồi dưỡng lại không bằng con gái út từ nhỏ ở quê. Điều này cho thấy điều gì? Nó đang nói ánh mắt của ông có vấn đề. Bây giờ Tạ Khinh không có tỉnh lại trước thực tại mà còn khóc lóc kể lể ở đây. Điều này thực sự khiến ông phát cáu. Trước kỳ thi cấp 1, ông đinh đinh cho rằng Khinh Khinh có tài năng hơn Đường Đường. Nhà họ Tạ vẫn phải đặt cược vào Khinh Khinh. Nhưng bây giờ, trong kỳ kiểm tra cấp độ đầu tiên, thứ hạng của hai chị em chênh lệch hơn 90, làm sao lại còn tâm trạng đi tìm lý do? Trịnh Vĩnh Hoa đau lòng nói: Được rồi, Khinh Khinh đã không nghỉ ngơi tốt, không thể trách con bé phát huy thất thường. Bà liếc mắt nhìn Tạ Đường, chỉ cảm thấy đau đầu. Tính tình hòa ái suýt chút nữa không thể giữ được, kéo cô lại nói: Đường Đường, ngồi lại đây, nói cho mẹ thành tích lần này là như thế nào. Mẹ nghe nói trong phòng thi của con có chuyện lớn, một thí sinh bị cấm tham gia kỳ thi cấp 1 trong 5 năm vì gian lận. Nghe nói chuyện này có liên quan đến con. Bà càng nói càng nghiêm khắc. Đường Đường, mẹ cũng không cần thành tích phải cao, nhưng gian lận là hoàn toàn không được phép. Vừa dứt lời, Tạ Đường còn chưa kịp nói gì đó, cha Tạ đã tức giận khiển trách. Bà đang nói cái gì vậy? Giám thị đã gọi cho tôi thông báo tình huống. Cái tên tiểu tử kia không theo đuổi được Đường Đường, vì xấu hổ mà cố ý hãm hại Đường Đường. Bà không binh con gái của mình thì thôi, nửa điểm tư cách làm mẹ cũng không có, lại đi nghi ngờ con gái của mình. Trịnh Vĩnh Hoa hơi choáng váng, chưa bao giờ nghĩ đến ông lại binh vực Tạ Đường. Trong quá khứ, Tạ Đình Phong rõ ràng đã giữ thái độ trung lập, nhưng bây giờ ông ấy thậm chí còn không quan tâm đến bà, hét lên như thế này trước mặt người hầu. Nguồn tài chính đều dựa vào ông. Bà chỉ là người đàn bà nông thôn không có quyền lực hay thế lực. Phần lớn cổ phần của Tạ Thị nằm trong tay mẹ ông, một phần nhỏ khác thì ông nắm giữ. Bà từ trước đến nay đều có chút sợ mẹ ông, cố gắng lấy lòng mẹ ông, đối với ông cũng là dịu dàng ôn nhu. Bây giờ ông lại lang báng bà trước mặt nhiều người, sắc mặt bà tái mặt ngay lập tức, cũng không dám nói thêm nữa. Tạ Khinh rốt cuộc không hiểu nổi, không phải chỉ là thi cấp 1 sao, lại còn có Lục Trác thích nó, sao cha có thể vì cái này mà thiên vị. Cô ta không quan tâm đến việc mẹ Tạ đang siết chặt lòng bàn tay mình, nhíu mắt nói: Ba, mẹ cũng không phải là vì Đường Đường sao? Con lo lắng Đường Đường sẽ lạc lối, cha thiên vị em ấy thì cũng thôi đi, sao lại còn quát mẹ như thế? Tất nhiên là cô ta không biết, ngoài kỳ thi cấp 1 và Lục Trác, Tạ Đường còn có một lợi thế quan trọng, nhất là công thức tráng miệng của Phương Thu. Cha Tạ vẫn luôn muốn hợp tác với Phương Thu để có được công thức món tráng miệng thông qua cô. Trên thực tế, ngay cả khi không có công thức món tráng miệng, vị trí của hai chị em trong lòng ông đã lặng lẽ thay đổi kể từ ngày lễ kỷ niệm văn hóa khuôn viên Lục Trác nói với họ rằng anh đang theo đuổi cô. Kỳ thi cấp 1 lại hoàn toàn châm ngòi nổ cho tất cả sự việc. Tạ Đường trong lòng sáng tỏ, càng cảm thấy buồn cười. Cha Tạ luôn là người lý trí nhất ở trong nhà. Ông thực ra bồi dưỡng Tạ Khinh không vì tình cảm mà chỉ là vì quan hệ lợi ích. Dù sao ông cũng là một nhà kinh doanh, khi thấy người nào có thể mang lại lợi ích cho mình, ông tất nhiên sẽ lựa chọn cái tốt nhất. Chắc chắn rồi, ông giận dữ nói. Mẹ con ngày nào cũng quanh quẩn ở trong nhà, dù đi chơi, mua sắm với một nhóm phu nhân giàu có, nhưng làm sao bà ấy có thể biết được về trường học của con được? Con đang nói nhảm nhí giống mẹ con cái gì đấy? Ta đã dạy con những gì? Gia đình thì phải hòa thuận với nhau. Khinh Khinh, con tỉnh táo lại và xin lỗi em gái ngay lập tức. Tạ Khinh không thể chấp nhận nổi, cô ta được cha mẹ bảo vệ và lớn lên nâng niu như ngọc trong lòng bàn tay. Tuy rằng cha có hơi nghiêm khắc nhưng vẫn luôn chiều cô ta. Nhưng bây giờ thật không ngờ cha lại bắt cô ta xin lỗi Tạ Đường. Cô ta nhìn chằm chằm Tạ Đường, nghiến răng căm hận, môi trắng bệch nói: Tôi... Chưa kịp nói hết lời, Tạ Đường đã đứng dậy. Không,
Không cần xin lỗi. Chị về sau không cần xúi giục Lý Tử Hàng, anh ta sẽ không quấy rối em nữa. Nói xong, cô trực tiếp đi lên lầu bất chấp phản ứng của những người trong phòng. Ý của con là gì? Khinh Khinh có liên quan đến chuyện đó? Cha Tạ không thể tin được, đột nhiên đứng dậy nhìn chằm chằm vào Tạ Khinh, sắc mặt tái nhợt. Đương nhiên ông hiểu ý của con gái út, nhưng lại làm ra chuyện này với chính em gái ruột của mình trong kỳ thi thì quả thực nằm ngoài sức tưởng tượng của ông. Sắc mặt cô ta trắng bệch. Không, không, không phải con. Cô ta đột nhiên phát hiện Tạ Đường quả thực đã thay đổi quá nhiều. Chỗ nào nhát gan bướng bỉnh mà lại dám cáo trạng. Tạ Đường biết nếu hôm trước cô đệ đơn kiện trước mặt cha Tạ, ông không chỉ không tin cô mà còn cho rằng cô phiền phức, cho nên cô chưa có nói chuyện này. Nhưng bây giờ Tạ Khinh cứ dây dưa gây sự vô cớ, cho nên cô mới nói ra. Sự thất vọng của cha Tạ đối với Tạ Khinh càng ngày càng lớn. Người chung quanh nhìn tình cảnh trong phòng khách, tuy rằng không dám nói chuyện lớn nhưng ánh mắt đều là giao tiếp. Tạ Đình Phong là người có tiếng nói trong gia đình, và ông cũng chính là trụ cột gia đình. Trước đây ông bồi dưỡng cô con gái lớn, bỏ qua cô con gái út. Những người làm trong nhà đương nhiên gió chiều nào theo chiều đó, sau lưng mỉa mai Tạ Đường. Nhưng nếu bây giờ đổi ngược lại là cô ta, Tạ Khinh hoảng, mặt cắt không còn một giọt máu. Tạ Đường chỉ cảm thấy đối phó với gia đình này còn mệt hơn là đi thi ở trường hay đi làm ở cửa hàng đồ tráng miệng. Cô trở về phòng đóng cửa lại, nhẹ nhõm thở một hơi, mở cặp sách chuẩn bị lấy đề ra làm, vô tình lại ngôi sao vàng nhỏ từ túi bút rơi ra. Nhắc mới nhớ, dạo này may mắn thật đấy. Từ khi trúng giải trong cửa hàng tiện lợi siêu thị trường học, ngày nào cô cũng có thể uống miễn phí, kể cả khi cô đưa một nhóm bạn đến đó. Tạ Đường mím môi cười, đem ngôi sao vàng đặt ở trên bàn học. Mặc dù cô không biết lòng tốt đến từ ai, cô hy vọng rằng người bên kia cũng có thể gặp may mắn như cô. Mùa thu sắp bắt đầu, không khí mang theo hơi lạnh. Tạ Đường tối nay đi ngủ sớm nhưng ngủ không yên giấc. Lục Trác, thái tử gia của Lục Thị, và anh họ Lục Hằng sau một cuộc tranh cãi đã lên chung một chiếc xe và xảy ra tai nạn xe hơi. Tuy nhiên để bảo vệ Lục Hằng, tài xế họ Lục đã bẻ lái sang rời đi mà không thèm để ý đến tiểu Lục Tổng. Điều này đã trực tiếp dẫn đến việc anh bị xe cấp cứu đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, các phương tiện truyền thông sẽ phát sóng giám sát hiện trường vụ tai nạn trong thời gian sớm nhất, nên có thể dễ dàng nhận thấy điều này. Điều này chỉ đơn giản là quá kỳ lạ. Chẳng phải vị thái tử mà Lục Thị công bố nhiều năm còn có giá trị hơn một người họ hàng xa hiếm khi lộ diện sao? Tài xế không ngần ngại bảo vệ một người bà con xa của Lục gia mà không mang đến tiểu Lục Tổng sao? Dư luận bỗng lên men. Khi Lục Trác tan học vào buổi chiều, Hướng Hoành lờ mờ cảm thấy có điều gì đó không ổn với anh. Tuy rằng trong khoảng thời gian này Lục Trác có điểm không thích hợp, nhưng hôm nay thực sự rất kỳ quái. Lục Trác càng ngày im lặng như tượng điêu khắc, nằm ở trên bàn cũng không biết đang tính toán cái gì, hai mắt đen như bầu trời đêm đông. Lúc rời đi anh cũng rất kiên định, bước chân cũng không giống như trước dẫm lên phù phiếm kiêu ngạo, mà là vô cùng bình tĩnh, giống như đã thay đổi chính mình. Nói tóm lại, Hướng Hoành cảm thấy có chút bối rối. Vì lo lắng tối đi ngủ muộn nên cậu ta mới xem tin tức. Cậu nhìn chằm chằm hiện trường vụ tai nạn chói mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Trong xe cấp cứu, một người bị nhức da. Mặc dù không nhìn rõ mặt là Lục Trác, nhưng lúc anh buông tay xuống, đồng hồ rõ ràng là của Lục Trác. Bị thương nặng, Hướng Hoành bật người khỏi sofa, hoảng sợ túm áo khoác chạy ra ngoài. Cậu ta chưa kịp lao ra ngoài thì đã bị bố đang ngồi bên kia dùng một chân đá trở về. Nửa đêm, con đến đó thì có ích gì? Cậu ấy là người thừa kế của Lục Thị, được chăm sóc bởi các bác sĩ hàng đầu. Cha Hướng Hoành là giáo sư đại học và dạy môn kinh tế. Ông đeo kính đọc sách trông vô cùng thông thái. Nhưng không phải... Hướng Hoành lo lắng gật đầu. Bà không phát hiện tin tức nói vụ tai nạn có thể là cố ý. Người lái xe thực sự đã chọn cứu anh họ của Lục Trác. Nếu anh ta không cứu Lục Trác, Lục Trác thực sự sẽ không có chuyện gì sao? Con hiểu biết nhà họ Lục. Con không biết. Hướng Hoành sừng sốt, lúc này mới nhận ra cậu ta thường xuyên đưa Lục Trác và Quan Vũ về nhà chơi, nhưng mỗi lần xin đến nhà anh đều từ chối vì nhiều lý do khác nhau. Vậy thì tại sao con lại nghĩ rằng Lục Trác dễ bị người ở trong nhà hãm hại? Cha Hướng đã nhìn thấy Lục Trác vài lần. Ông cảm thấy anh bề ngoài có vẻ bất cần, nhưng thực ra còn suy nghĩ thấu đáo hơn đứa con ngốc của mình. Nghĩ kỹ lại mà xem, ai là người được lợi sau vụ tai nạn xe cộ này? Hướng Hoành lo lắng.
hẳn là Lục Hằng. Bọn họ định chiếm đoạt tài sản của gia tộc, cho nên làm Lục Trác bị thương, không phải là vừa ý bọn họ hay sao? Cha Hướng cạn lời nhìn thằng con trai ngu ngốc của mình. Không phải, người được lợi là Lục Trác. Sắc mặt khó coi của Lục Kiến Hướng từ phòng bệnh của Lục Hằng bước ra, đi đến cạnh cửa sổ hành lang nhìn xuống, càng lúc càng xanh mét. Một đám phóng viên chen chúc ở tầng dưới của bệnh viện, không chỉ cửa trước mà cửa sau cũng bị chặn. Nếu không phải nơi này là bệnh viện, có bảo an chặn lại không cho bọn họ vào gây rối bệnh nhân, e rằng họ đã lao lên từ lâu. Hơi thở nặng nề, vệ sĩ ở hành lang cũng không dám khiêu khích. Tiểu Triệu cúi đầu, hai chân run lên, biết mình sắp xảy ra chuyện. Đến gặp tôi nói chuyện. Lục Kiến Hướng liếc Tiểu Triệu một cái. Tiểu Triệu bất lực vùi đầu đi theo ông ta, lương tâm cắn rứt vào phòng nghỉ bên cạnh. Phòng nghỉ này là bệnh viện chuẩn bị riêng cho Lục Tổng. Vừa bước vào, Tiểu Triệu đã vội vàng hỏi: Lục Tổng, Lục Hằng thiếu gia không sao chứ? Tất cả đều là lỗi của tôi. Lời còn chưa nói xong, chiếc gạt tàn ném đến khiến Tiểu Triệu hoảng sợ quỳ xuống. Cái gạt tàn xẹt qua thái dương của anh ta, đập vào tường vỡ thành từng mảnh. Bên ngoài có vệ sĩ, cho dù có nghe thấy cũng làm như không có nghe thấy. Cái trán xuất hiện tơ máu theo xương gò má chảy xuống. Cậu còn mặt mũi nào mà hỏi? Lục Kiến Hướng tức giận đến mức mặt đen lại. Thật ra Lục Hằng không có việc gì, mắt cá chân chỉ hơi bị chảy xước, giờ đang nằm trong phòng. Anh ta vẫn tỉnh táo nhưng vẫn còn sợ hãi, tạm thời còn chưa có thoát khỏi bóng ma tâm lý từ vụ tai nạn xe cộ. Tôi yêu cầu cậu hủy bỏ. Cậu bị mù à? Không thấy hành động của tôi sao? Tại sao không cho bọn nó lên xe khác? Tôi nói là xe đã bị động tay động chân, chỉ để cho Lục Trác ngồi. Tôi nhìn thấy, nhưng Tiểu Triệu quỳ trên mặt đất khóc. Nhưng Lục Hằng thiếu gia nhất định muốn lên xe. Sau khi lên xe, cậu ấy giục tôi đi nhanh hơn. Tôi lúc đó tôi quẫn chí đành phải lái xe. Nếu như tôi không lái xe, hai vị thiếu gia sẽ nghi ngờ. Lục Kiến Hướng làm những việc này luôn đặt an toàn Lục Hằng lên hàng đầu. Ông hy vọng rằng con trai của ông không phải lo nghĩ gì. Cậu chỉ cần luôn sạch sẽ, tâm tư thuần khiết, còn lại cứ để ông ta lo. Mặc dù ông cũng nói qua muốn Lục Hằng trở thành người thừa kế, nhưng ông chưa bao giờ nói với anh ta rằng ông sẽ dùng thủ đoạn vô lương tâm, thậm chí là giết con trai ruột Lục Trác. Tiểu Triệu là người ông sắp đặt bên cạnh Lục Trác, ông tự nhiên coi đây là lời cảnh báo với anh ta. Tiểu Triệu nói rằng anh ta sợ Lục Hằng nghi ngờ cho nên mới hoảng sợ lái xe. Câu nói này còn tính hợp lý. Nhưng dù thế nào đi nữa, sự việc này đã mang đến quá nhiều xáo trộn, mọi kế hoạch đều phải thay đổi. Ông ta đặt Tiểu Triệu bên cạnh Lục Trác và lên kế hoạch cho một vụ tai nạn xe hơi từ lâu. Bất kể thái độ của Lục Trác đối với quyền thừa kế của Lục Thị như thế nào, cho dù là lòng lang dạ sói hay chút tham vọng, tai nạn xe cộ này đều phải xảy ra. Không phải muốn lấy mạng Lục Trác, nhưng ít nhất cũng phải khiến anh không gượng dậy được trong phòng chăm sóc đặc biệt, hoặc là không còn có khả năng thừa kế Lục Thị. Như vậy thì Tiểu Hằng mới có thể thuận lợi thừa kế hợp lý mà không bị chỉ trích. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại bị đảo lộn hết cả lên. Lục Hằng không biết kế hoạch của ông, một hai đòi lên chiếc xe đã động tay động chân. Kế hoạch ban đầu của ông là lái xe trên một đường đua khác không thể kiểm soát được, cho nó hoàn toàn đi trịch hướng. Bây giờ, bao gồm cả các cổ đông cũ của Lục Thị, toàn bộ ngành truyền thông đang theo dõi vụ tai nạn xe hơi. Những gì họ thấy là Lục Trác, thái tử của Lục Thị đã định sẵn từ khi sinh ra, đang ở trên xe với một người họ hàng vừa trở về Trung Quốc. Nhưng đột nhiên phát sinh nguy hiểm, một tài xế kiêm vệ sĩ của Lục Trác thậm chí còn trực tiếp bỏ qua sinh tử của anh để bảo vệ thân thích chưa bao giờ lộ diện. Điều này có ý nghĩa là gì? Chẳng lẽ Lục Trác là bia ngắm hơn 10 năm, thân thích vừa trở về Trung Quốc mới là người quan trọng hay sao? Yến tiệc mà Lục gia đã dành nhiều tâm tư để chuẩn bị lần này là thay đổi cục diện và lập người thừa kế mới. Nhưng nếu là như vậy thì Lục Trác cũng quá thê thảm, bị coi như bia ngắm sống mấy chục năm, sắp bị đuổi ra khỏi nhà, không còn gì cả. Sự việc này xuất hiện trên tất cả các trang báo truyền thông, nhất thời hướng gió đều tấn công Lục Thị, Lục Kiến Hướng, Lục Hằng. Con mắt của giới truyền thông cũng không làm cho Lục Kiến Hướng rứt đầu mẻ trán. Điều khiến ông lo lắng nhất chính là thái độ của các cổ đông cũ. Nếu như Lục Trác nhường quyền thừa kế cho Lục Hằng vì tai nạn, những lão cáo già cổ đông đó chắc chắn sẽ không nói gì, cho dù có chỉ trích cũng đành bất lực, ai biết được sự việc xảy ra như thế nào. Nhưng bây giờ, trong vụ tai nạn xe hơi nực cười này,
nhìn như cố ý đưa Lục Trác đi tìm chết để giúp Lục Hằng đoạt quyền thừa kế. Nếu không tại sao người lái xe Lục Kiến Hướng đích thân cử đến lại chọn bảo vệ Lục Hằng ở thời điểm nguy cấp? Nơi nào cho một người lái xe tự mình làm chủ? Chẳng lẽ lại nhìn không ra vị trí của Lục Hằng trong lòng của Lục Kiến Hướng? Trong một thời gian ngắn, những cổ đông này có phần bất mãn vì cách làm này, nghi ngờ rất lớn. Hơn nữa, nhiều năm qua Lục Trác cũng không có làm chuyện gì không tốt, quan hệ với những cổ đông này không tồi. Xảy ra loại chuyện này lại còn không biết chính cha ruột mình làm hay sao? Những cổ đông đó cũng đâu được lợi gì từ vụ này. Tục ngữ nói hổ dữ không ăn thịt con. Hiện tại ở trong mắt những cổ đông kia, hành động của Lục Kiến Hướng đã làm phật lòng họ. Mọi thứ ông ta chuẩn bị tỉ mỉ đã vượt khỏi tầm kiểm soát, bị trịch sang một hướng khác. Mặc dù Lục Trác vẫn còn hôn mê trong phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng có thể anh không biết rằng mình đang nhận được điểm thông cảm từ hầu hết các cổ đông và giới truyền thông vì một tai nạn xe hơi. Tình trạng hiện giờ đang ở đầu sóng ngọn gió. Nếu công khai quan hệ của Lục Hằng, không phải là càng gây tranh cãi hay sao? Tiểu Triệu, đứa trẻ này thực sự không thể nói trước được. Nó đã gặp xui xẻo từ khi còn nhỏ, sao bây giờ lại may mắn như thế? Lục Kiến Hướng phân tích ưu khuyết điểm, chỉ cảm thấy khó chịu nhìn Tiểu Triệu quỳ ở trước mặt. Tên ngốc này hoàn toàn là mọi kế hoạch lệch ra khỏi quỹ đạo không kiểm soát được. Điện thoại đột nhiên rung lên, Lục Kiến Hướng liếc nhìn ID người gọi, sắc mặt càng thêm đen, đá Tiểu Triệu một cái, lạnh lùng nói: "Cút ra ngoài trước, mấy ngày nữa tôi sẽ xử lý cậu." Tiểu Triệu đổ mồ hôi run rẩy đi ra ngoài. Người gọi tới là cổ đông lớn nhất của Lục Thị, Phương Đông, người nắm giữ 12% cổ phần. Lục Trác ban đầu đã có cổ phần của riêng mình. Nếu được các cổ đông này ủng hộ hoàn toàn thì phần lớn cổ phần nhiều nhất không phải là của ông ta. Vì vậy ông ta mới lo lắng. Ông bình tĩnh lại, kết nối điện thoại, chào hỏi: "Phương Tổng." Đầu bên kia điện thoại hỏi: "Lục Trác có sao không?" "Không có việc gì." Lục Kiến Hướng thở dài: "Người lái xe này quả là tắc trách. Lúc lái xe mất tập trung đến mức đánh lái sang trái. Ôi, may mà Tiểu Trác không gặp chuyện gì lớn, chỉ là bị bong gân nhẹ thôi." Phương Đông hoàn toàn không tin lời nói của Lục Kiến Hướng, lại đẩy cái nồi cho tài xế. Người tài xế này đã điều khiển xe nhiều năm như vậy, lại để chuyện này xảy ra. Thế nhưng anh ta chọn bảo vệ Lục Hằng thay vì Lục Trác, không có lý do sâu xa nào đằng sau việc đó, có quỷ mới tin. Nhưng cũng chỉ cười lạnh: "Tốt rồi, hôm khác tôi sẽ đi thăm thằng bé." Phương Tổng này luôn là một trong những phe ủng hộ Lục Trác lớn nhất, cũng là người khó giải quyết nhất. Ông ấy là bạn cũ của Cố Huyền Chi, có giao tình rất tốt. Vì vậy ông ấy luôn đứng về phía Lục Trác. Bây giờ nói đến thăm Lục Trác, nào có thể đơn giản là đi thăm, mà là xem chân tướng vụ tai nạn xe cộ. Con cáo già này nói chuyện rất mưu mô. Lục Kiến Hướng gân xanh bạo phát, nhưng vẫn giả vờ cười: "Được, vậy tôi thay Lục Trác cảm ơn." Ở dưới lầu trong bệnh viện, phóng viên vẫn bị chặn ở bên ngoài, không một con ruồi nào có thể vào được. Lục Kiến Hướng không có thời gian để nghỉ ngơi, rất nhiều lời chỉ trích của giới truyền thông đang chờ ông giải quyết. Ông bước vào phòng của Lục Hằng và thăm anh ta một lần nữa, mới vội vã rời đi với vẻ mặt dữ tợn. Buổi trưa là lúc vệ sĩ thay ca, Tiểu Triệu tranh thủ lúc ít người nhất đi theo y tá thay băng vào phòng bệnh của Lục Trác. Từ khi Lục Trác ra khỏi phòng ICU, anh vẫn hôn mê. Tiểu Triệu lại là người của Lục Kiến Hướng, không ai quan tâm đến anh. Bên ngoài nắng như thiêu đốt, nhưng trong phòng lạnh đến run người, giống như một hầm băng. Tiểu Triệu vội vàng tăng nhiệt độ điều hòa lên. Thiếu niên nằm trên giường, mặt hoàn toàn không còn chút máu vì mất máu quá nhiều. Tay phải truyền dung dịch dinh dưỡng, môi khô và tím tái. Sau một vụ tai nạn ô tô, anh sụt cân rất nhiều. Trên người anh có rất nhiều vết thương, không như lời Lục Kiến Hướng nói, để tránh sự chỉ trích của dư luận là chỉ là bong gân, nhưng gãy nhẹ xương sườn, gãy chân phải, băng trắng quấn quanh đầu. Lục Trác nhức mi, hình như đã tỉnh từ lâu. "Tình hình bên ngoài thế nào rồi?" Tiểu Triệu lo lắng nhìn anh. Thay vì run rẩy trước mặt Lục Kiến Hướng vừa rồi, anh ta nhỏ giọng thì thầm: "Theo kế hoạch rất thuận lợi. Vừa rồi trước lúc tôi rời đi, Phương Tổng gọi điện tới chất vấn ông ta. Sắc mặt ông ta rất tệ, chắc là do người bên kia không lịch sự cho lắm. Hơn nữa giới truyền thông hiện nay đang đồn đoán và bàn tán xôn xao. Ước tính yến tiệc kia dành cho Lục Hằng đều bị hủy bỏ." Lục Trác nhếch khóe miệng, nhưng miệng có vết thương, đau đến sắc mặt thay đổi. Tiểu Triệu vội vàng rút một mảnh khăn giấy lau máu chảy ra nơi khóe miệng.
Tiêu Chiêu vốn là bị Lục Kiến Hướng phái đến bên cạnh Lục Trác, kỳ thật cũng chỉ là lấy tiền làm chuyện. Lục Trác cho anh ta nhiều tiền hơn, người thông minh thì nên biết chọn cái nào, cũng không muốn nghe Lục Kiến Hướng mà hại người. Hơn nữa anh đưa đón Lục Trác nhiều năm như vậy, nói tình nghĩa không có là giả. Khi Lục Hằng chuẩn bị trở về Trung Quốc, Lục Trác đã đoán được chuyện gì sắp xảy ra, nên quyết định dàn xếp xong kế hoạch. 3 năm trước, Lục Hằng bị anh ngăn cản không cho bước chân vào Lục Thị, nhưng lần này không còn cách nào khác tốt hơn, thà phối hợp với kế hoạch của cha ruột muốn hại mình để tìm kiếm đường khác. Lục Hằng muốn tranh đoạt quyền thừa kế, nhưng lại dẫm phải cái bẫy mà Lục Trác đã gài. Đám cáo giả cổ đông của Lục Thị có thể đồng ý sao? Điều này không chỉ đảo ngược sự cố mà còn tạo cơ hội chuyển bại thành thắng. Hơn nữa anh còn bị thương nặng như vậy, Lục Kiến Hướng sẽ không bao giờ nghĩ rằng chính mình lại bày mưu tính kế tất cả. Ai ngờ chính mình lại ra tay độc ác với bản thân như vậy. Điều này khiến Lục Kiến Hướng không nghi ngờ anh. Tiểu Triệu lại nói, tuy nhiên Lục Tổng chắc chắn đem tôi điều đi chỗ khác. Lục Trác nghĩ anh ta đòi tiền nên nói, đừng lo lắng, tôi đã hứa với anh là sẽ không cho ít hơn mà chỉ có nhiều hơn. Con trai của anh không phải là muốn ra nước ngoài sao? Anh có thể nhập cư cùng với con trai của anh lần này. Tiền không thể rút từ tài khoản ngân hàng của tôi trong lúc này, nhưng từ thẻ tôi đã đưa cho anh trước đây vẫn còn dư giả. Tôi không phải là có ý đó, Tiểu Triệu nhanh chóng nói. Thiếu gia, con đường tiếp theo chỉ có một mình cậu đi. Anh ta nhìn Lục Trác đang nằm một mình trên giường. Anh vẫn là một thiếu niên, nhất định sẽ tuyệt vọng. Ngay cả người anh thích cũng không yêu anh, nhìn cũng trạc tuổi con trai mình, không thể không thông cảm. Lục Trác không hề phàn nàn về cuộc sống chính mình, vẻ mặt lạnh nhạt, đôi mắt đen mờ mịt sắc bén. Dù sao vẫn luôn một mình. Tin tức người thừa kế của Lục Thị bị tai nạn xe cộ, sáng sớm Tạ Đường ngay khi xuống lầu mới biết. Khi xuống cầu thang, cô nghe thấy tiếng cha Tạ đang mở tivi, lo lắng xem tin tức. Khi nghe thấy tên Lục Trác và vụ tai nạn xe cộ lướt qua, cô sừng sốt một chút, không để ý, trượt chân suýt ngã xuống cầu thang. May là dì quét dọn bên cạnh nhanh tay đỡ kịp. Sau khi thái độ của cha Tạ thay đổi 180 độ, mọi người trong nhà đối với cô khác nhiều. Có vẻ như cô đang nhận được sự quan tâm của mọi người. Ví dụ như mỗi ngày luôn có bữa sáng yêu thích của cô trên bàn ăn. Hiện tại chuyện này ở thành phố đang rất chấn động, thậm chí trực tiếp áp đảo kỳ thi đầu cấp 1 bọn họ. Phóng viên đã đề cập ở cuối bản tin rằng theo Lục Tổng, cả hai bên liên quan đến vụ tai nạn xe hơi đều không bị thương tích. Đặc biệt Lục Trác chỉ bị thương ở mắt cá chân và sớm đã xuất viện. Lúc này video hiện trường vụ tai nạn ô tô trên TV đã được chỉnh sửa, cắt bỏ cảnh đâm xe thảm khốc nhất, nhưng những cảnh quay còn lại vẫn khiến người xem bàng hoàng. Vụ tai nạn lớn như vậy, vị trí ngồi của Lục Trác hoàn toàn bị bóp méo biến dạng. Anh ấy chỉ đơn giản là bị bong gân ở mắt cá chân. Tạ Đường không tin, trong mắt thoáng hiện lên một tia nghi ngờ. Điều khiến cô nghi ngờ nhất chính là kiếp trước cũng có một vụ tai nạn xe cộ như vậy. Sau đó anh bình phục vết thương rồi biến mất khỏi trường học một thời gian. Nhưng chuyện đó là sau sự cố sóng thần. Vẫn còn 2 tháng trước khi xảy ra sóng thần, tại sao vụ tai nạn ô tô tương tự lại xảy ra sớm hơn? Chuyện gì đang xảy ra? Tin tức kiếp trước cũng dồn dập, nhưng thông tin video tại hiện trường vụ tai nạn xe hơi không được tiết lộ. Không ai, kể cả Tạ Đường, biết được vụ tai nạn xe hơi thảm khốc như thế nào. Kết quả là nửa tháng sau khi Lục Trác trở lại trường học, mọi người đều cho rằng anh thực sự chỉ bị bong gân cổ chân, thực sự cho rằng đó chỉ là một vụ va chạm từ phía sau với một chiếc xe hơi. Kiếp trước Tạ Đường lo lắng đến mức muốn lèn vào bệnh viện thăm anh, nhưng bệnh viện đầy giấy phóng viên và người của Lục gia, cô không thể vào được. Sau đó khi Lục Trác trở lại trường học, thấy anh không gặp vấn đề gì nghiêm trọng thì mới buông tay. Nhưng kiếp này tại sao lại thay đổi lớn như vậy? Phải có đoạn video tai nạn xe hơi đó ở kiếp trước, nhưng nó không được phơi bày trước công chúng như kiếp này. Có ai đó động chạm vào đoạn video hay sao? Đoạn video này hiển nhiên là có lợi cho Lục Trác. Kiếp trước có người dùng mấy câu uy hiếp để ngăn cản anh lộ video trước công chúng. Tạ Đường không thể hình dung ra được, mí mắt không ngừng giật giật, đầu đầy những đường nét lộn xộn, không biết vấn đề là ở đâu. Mặc dù cô quyết tâm vạch rõ mối quan hệ với anh, nhưng nhìn thấy vụ tai nạn xe hơi này gần giống như kiếp trước, cô không khỏi có linh cảm xấu và nghi ngờ chuyện bên trong của kiếp trước. Cô cũng nhận ra rằng chuyện của anh không đơn giản, tình huống của Lục Trác không như thế giới bên ngoài nói. Tạ Đường suy nghĩ rất nhiều, nhưng chưa kịp nghĩ ra gì, cha Tạ đã nói với cô. Tại sao lại bị tai nạn xe hơi? Sao con lại không đi thăm? Gần đây cũng không thấy cậu ấy đến tìm con. Không phải là... Thấy sắc mặt của cô lạnh đi, ông nhanh chóng đổi chủ đề. Hôm nay cuối tuần, tan học, con đi thăm cậu ấy một chút.
Đây không phải là cơ hội tốt để gia tăng tình cảm hay sao? Cũng không biết con gái út bị làm sao, như một cái đầu gỗ. Ông có chút bất mãn, nhưng ngoài cái này ra lại rất hài lòng về các khía cạnh khác. Tạ Đường biết rằng nếu cô không đồng ý, ông sẽ rất tức giận, gây ra nhiều rắc rối không đáng có, nên cô chỉ đành có thể gật đầu. Được. Tạ Đường không chỉ lơ đãng cả buổi sáng, ngay cả khi đến văn phòng làm việc của giáo sư Uông cũng vậy. Cô lỡ tay làm vỡ ống nghiệm, tay cứa vào mảnh vỡ. Thấy cô xanh xao, giáo sư Uông nghĩ cô nghỉ ngơi chưa tốt, nên ông yêu cầu cô về nhà nghỉ ngơi sớm. Cô không biết mình đang nghĩ cái gì, dù sao trong đầu là một mớ hỗn độn. Đánh giá kiếp trước, Lục chắc không gặp nguy hiểm tính mạng. Về phần nhỏ Lục, lẽ nào tai nạn này chỉ là ngẫu nhiên? Bằng không, Lục chắc vẫn luôn là thiên tử kiêu ngạo, tự tin tự đại, trên người cũng không nhìn ra một chút sương mù. Vậy thì làm sao có chuyện xấu xa trong nhỏ Lục? Tạ Đường lập tức cảm thấy có phải là mình suy nghĩ quá nhiều. Cũng phải, dù là kiếp trước hay kiếp này, Lục Trác vẫn là người thừa kế của Lục Thị. Từ khi sinh ra anh cũng chưa từng gặp phải quá nhiều thất bại, cho nên chính mình đang miên man suy nghĩ cái gì đâu không? Tạ Đường xoa mặt và cố gắng gạt những cảm xúc này ra khỏi tâm trí. Chuyện Lục Trác bị tai nạn làm dư luận mấy ngày nay xôn xao. Bữa tiệc tối đáng lẽ được tổ chức mấy ngày trước cũng lặng lẽ khép lại. Người trong cuộc tưởng rằng Lục Kiến Hướng định thông báo một chuyện trọng đại gì đó, nhưng bữa tiệc bị hủy bỏ mà không hề báo trước, điều này chỉ đơn giản là khó hiểu. Chỉ có người thân nhỏ Lục, những cổ đông nội bộ và một số người biết chuyện mới đoán ra được lý do. Ngay khi tai nạn xe cộ xảy ra, Lục Kiến Hướng lập tức đưa Lục Hằng vào công ty. Kế hoạch của ông chỉ có thể tạm gác lại. Hơn nữa, trước sự chứng kiến của giới truyền thông và các cổ đông, ông không thể đến quá gần Lục Hằng và phải thường xuyên đến bệnh viện để giới truyền thông chụp ảnh ông đến thăm con. Đương nhiên, ông ta chưa từng đến thăm Lục Trác một lần nào. Lục Trác xem tin tức tràn ngập trên trang báo, Lục tổng lại đi thăm con, cha con hiếu thuận. Nhưng cửa phòng riêng từ đầu đến cuối đều không có ai đi vào, ngoại trừ y tá. Trong lòng bỉa mai, nhưng anh không quan tâm, lặng lẽ ở bệnh viện để hồi phục sức khỏe. Mùa hè năm nay hoàn toàn trôi qua, Lục Trác nằm trong bệnh viện nửa tháng, vết thương xương sườn cơ bản đã lành hơn một nửa, gãy xương bắp chân cũng dần dần hồi phục. Buổi tối sẽ hơi ngứa, khó có thể trở mình, nhưng Tiểu Triệu đã không còn ở đó. Lục Kiến Hướng cũng không phái người mới tới. Mùa thu đã đến, lúc Lục Trác xuất viện đã là cuối tháng 9, dư luận còn chưa tiêu tan hoàn toàn. Lục Kiến Hướng chỉ có thể đích thân đến đón anh xuất viện. Trong trò chơi này, mặc dù Lục Trác bị thương, nhưng anh tạm thời giữ được vị trí của mình, mượn sức Phương Đông và một số cổ đông khác. Lục Kiến Hướng không biết tham vọng của con trai mình và cũng không biết anh còn mưu mô hơn ông ta. Khi mở cửa tiểu khu, Lục Trác vẫn đang chơi game trên giường bệnh như trước. Vừa chơi game vừa chửi rủa thô bạo, đầu tóc thì bù xù, trông ngây ngô và ấu trĩ. Ông ta yên tâm kêu hộ sĩ đem xe lăn tới. Ông để Lục Trác ra khỏi cửa bệnh viện, các phóng viên lập tức súng lại, đèn flash nháy liên tục. Lục Kiến Hướng để xe lăn của Lục Trác tỏ ra ân cần, rồi nhìn vào máy quay nở nụ cười hòa ái. Lục Trác đã đổi một tài xế mới, nhưng tài xế là người của Phương Đông. Lục Trác gật đầu, tâm tình không có nhiều biến hóa. Phương Đông nói rằng có giao tình với Cố gia nên chiếu cố anh là điều đương nhiên, nhưng nói trắng ra là nếu không có vụ lợi thì ai mà nguyện ý đối tốt với người khác. Phương Đông đang đặt cược vào anh, giống như một số cổ đông sẽ đặt cược vào Lục Kiến Hướng và Lục Hằng. Anh tiếp tục chơi game, nhắn cho Hướng Hoành và một số người khác rồi nhìn ra ngoài cửa xe. Trên đường, nữ sinh mặc quần dài và áo khoác lông, anh đã bỏ lỡ một mùa hè để nhìn Tạ Đường mặc váy. Chọn em. Tạ Đường được gọi vào văn phòng và do dự. Nhưng em chưa bao giờ chỉ đạo đội diễu hành bao giờ. Lục gia phát sinh nhiều chuyện, sự tình ồn ào, nhưng đại hội thể thao mùa thu của trường vẫn được tổ chức đúng thời ngày. So với những lời bàn tán của các bạn trong lớp, những giáo viên như Nhậm Tiểu Báo thờ ơ hơn rất nhiều. Dù sao thì Lục Trác cũng không phải là học sinh của khoa họ, cho dù có tai nạn xe cộ, họ cũng không có tư cách quan tâm. Hơn nữa, ông vẫn đắm chìm trong điểm số và thứ hạng của Tạ Đường trong kỳ thi cấp 1, vừa xa thành tích của Tạ Khinh và Mạnh Tường Nghĩa của lớp Trác Thụy. Lần này ông có thể ngửa mặt lên trời và cười thật to rồi. Ông rất sảng khoái trong những ngày này. Còn Trác Thụy thì tức giận đến chết đi sống lại. Ban đầu, Nhậm Tiểu Báo chỉ có thể gọi Tạ Đường ở hành lang và thảo luận với cô. Nhưng bây giờ ông có học sinh xuất sắc và đáng tự hào như vậy, đương nhiên là phải thể hiện rồi. Vì vậy ông đã gọi Tạ Đường đến văn phòng lộ diện. Ai kêu cô cứ yên lặng trong lớp học và làm bài tập ngoại trừ việc đi vệ sinh. Đương nhiên, Tạ Đường không biết ông có nhiều suy nghĩ như vậy. Nếu biết được, cô nhất định sẽ cười nhạo. Nhậm Tiểu Báo định thần lại, nhanh chóng nói. Đúng vậy, em xuất sắc như vậy, em không đi thì ai đi? Thấy Tạ Đường vẫn từ chối, ông tiếp tục nói. Cũng không phiền phức lắm, chỉ là dẫn các bạn học đi ngang qua sân khấu mà thôi. Người dẫn dắt nhóm năm ngoái là Từ Thiến. Em biết đấy, nhà Từ Thiến xảy ra chút chuyện, đã lâu rồi chưa có đi học, đoán chừng là Lưu Ban,
hiện tại chưa tìm được ai khác ngoài em. Tạ Đường cuối cùng cũng gật đầu. Vâng ạ. Nhắc đến Từ Thiến, cô có chút nghi hoặc. Kể từ trại huấn luyện đó, Từ Thiến đã không đến trường, cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Ngược lại, Lý Tử Hàng vẫn đến trường sau khi bị phạt. Hiện tại anh ta đã nổi tiếng xấu, không có cô gái nào muốn tiếp cận anh ta. Vì vậy anh ta không có cơ hội phạm tội như kiếp trước. Từ văn phòng đi ra, Tạ Đường ghé trên hành lang hóng gió, tầm mắt nhìn về phía cổng trường, thấy Lục Trác xuống xe bước nhanh đi vào. Ước chừng anh nằm viện hơn nửa tháng rồi, anh gầy đi rất nhiều, nhìn từ xa có thể thấy làn da trắng nõn không chút máu. Lục Trác hiếm khi mặc đồng phục học sinh, mái tóc đen bị gió thổi bay, trông xanh xao hơn một chút so với cách đây một tháng. Hồi trước vừa bước vào cổng trường, anh đã trở thành tâm điểm của đám đông. Có lẽ chưa nói với đám hướng hoành hôm nay anh sẽ trở lại, nên ở cổng trường không có ai đón anh cả. Anh đi bộ một mình đến tòa nhà dạy học, nhanh chóng biến mất vào góc khuất của tòa nhà. Tạ Đường lúc này mới hồi thần, thu lại ánh mắt, đang định quay lại lớp học từ hành lang thì nhận được cuộc gọi từ Vương Văn Văn từ cửa hàng. Đường Đường, có một cô gái nói cô ấy là bạn của cậu, tên là Đậu Nhã Nhiên. Người này có phải là bị bệnh không? Sáng sớm tinh mơ tới tiệm đánh giá các loại bánh, nói là khó ăn, vênh mặt thất hàm sai khiến, khiến cho rất nhiều khách hàng ghé vào rồi đi ngay. Cô ta có xích mích gì với cậu à? Đậu Nhã Nhiên. Bạn. Tạ Đường cau mày. Sáng nay Văn Văn trông cửa hàng cho nên cô không có tới. Đậu Nhã Nhiên từ lần trước ở Tạ gia bị cô nhắc tới Cố Viễn thì tức giận bỏ về, sau đó chiến tranh lạnh với chị gái một thời gian. Nhưng hiện tại tám phần là đã phản ứng lại, biết cô cố ý nhắc tới Cố Viễn để kích tướng. Phản ứng lại tất nhiên là tới tìm cô gây phiền toái. Dù là kiếp trước hay kiếp này, Đậu Nhã Nhiên giống như khẩu súng của chị gái, chỉ chỗ nào bắn chỗ đó, không có đầu óc, tính tình dễ cáu gắt, không biết lựa lời. Chị ta không chỉ đẩy mình xuống nước, còn không tiếc công sức chế giễu cô trong các bữa tiệc, thậm chí còn làm đổ đồ uống vào người cô. Kể cả việc cô bị giam ở Tạ gia cũng có phần chị ta xúi giục. Vì vậy nhắc đến cái tên này, Tạ Đường rất đau đầu. Mọi chuyện đã qua, nhưng cái bóng của việc bị trói trên bàn mổ vẫn chưa hết. Nhưng mà lần này chị ta đến khiêu khích, không cần đích thân đuổi chị ta đi. Cô nhớ đến cha Tạ, người đã thay đổi thái độ vào ngày qua. Cả dì Triệu và người lái xe liên tiếp ân cần hỏi han. Ánh mắt xuyệt qua một tia trào phúng, cô cúi đầu gửi một tin nhắn văn bản cho cha Tạ. Vì ông đang có ý lợi dụng cô, thì vì sao cô không thể lợi dụng ông? Có qua có lại thôi. Ngay sau đó, Tạ Đình Phong, người nhận được một tin nhắn trong văn phòng đã rất tức giận. Bạn thân của Khinh Khinh chẳng ra làm sao cả, đi đến tiệm đồ ngọt làm hỏng tình hình. Ngày thường bắt nạt Đường Đường cũng liền thôi, ông đã mắt nhắm mắt mở không nói. Nhưng hiện tại tiệm đồ ngọt là nơi ông quan tâm nhất. Nếu Đậu Nhã Nhiên làm hỏng việc, nhất định ông sẽ giết con bé đó. Cho nên một phút sau, Tạ Khinh nhận được một cuộc gọi từ cha Tạ. Qua điện thoại, cha Tạ gay gắt đến mức gần như có thể tưởng tượng ra được sắc mặt ở đầu dây bên kia. Thư ký của Tạ Đình Phong cũng vội vã đến tiệm đồ ngọt giải quyết. Đậu Nhã Nhiên đang cười sảng khoái lau sơn móng tay trong cửa hàng. Cô ta liên tục chỉ đạo Vương Văn Văn mang cái này cái kia cho mình. Nhìn thấy thư ký của chú Tạ thì kinh hỉ nói: anh nói tới mua đồ ngọt sao? Chú Tạ có khỏe không? Cô ta chơi với Tạ Khinh từ nhỏ và rất quen thuộc với ba mẹ Tạ Khinh. Một câu kêu chú gì kêu đến thật ngọt. Nhìn thấy thư ký của chú Tạ xuất hiện ở đây, cô ta cũng không nghĩ ra anh ta tới đây làm gì. Trong giây tiếp theo, thư ký của cha Tạ đã nắm lấy cánh tay cô ta và nói: Đậu tiểu thư, đây là nơi nhị tiểu thư của chúng tôi làm việc, đừng quấy loạn ở chỗ này. Tạ tổng yêu cầu tôi đem cô rời đi. Đậu Nhã Nhiên nghe xong ngỡ ngàng: tôi biết đây là nơi Tạ Đường làm việc, nhưng làm sao? Chú Tạ không ngờ còn quản chuyện này của Tạ Đường, sẽ thay nó xử lý. Đúng là mọc trời mọc ở hướng Tây rồi. Thư ký phớt lờ, nắm lấy cánh tay cô ta lôi ra khỏi cửa hàng. Nhìn thấy cô bạn thân vướng víu của Tạ Khinh cuối cùng cũng rời đi, Vương Văn Văn cuối cùng cũng yên tâm, xoa mặt rồi tiếp tục làm việc. Bên ngoài cửa hàng, Đậu Nhã Nhiên nhìn thấy Tạ Khinh chạy tới, cô ta sừng sốt đến mức không nói thành lời, giống như bị sét đánh. Ý của cậu là sau kỳ thi cấp 1, chú Tạ đã bắt đầu sùng ái Tạ Đường? Mẹ cậu giúp cậu nói chuyện còn bị chú Tạ mắng, không phải là chú ấy yêu cậu nhất hay sao? Chú ấy đã mắng cậu từ khi nào vậy? Người khác có thể không biết, nhưng Đậu Nhã Nhiên, bạn thân của Tạ Khinh, biết rõ nhất tình huống của hai chị em họ. Từ nhỏ đã biết Tạ Đường có thể bị bắt nạt bởi vì không ai trong nhà coi trọng, bị đẩy xuống nước vào mùa đông hay bị cảm lạnh vì viêm phổi cũng không ai để tâm. Cho dù cô ta có bắt nạt Tạ Đường cũng không có ai biết,
Nếu có biết, dì Tạ cũng chỉ nói cô ta vài câu rồi bảo cô ta đừng quan tâm đến Tạ Đường. Đậu Nhã Nhiên đánh đá hung hăng, thường bắt nạt Tạ Đường, mà hiện tại chẳng qua mới tìm nó một chút đã bị chú Tạ sai thư ký đến đuổi cô ta đi. Sau khi nghe Tạ Khinh kể về những chuyện xảy ra gần đây, cô ta càng sững sờ hơn, ánh mắt đầy vẻ không tin. Sau khi dần dần phản ứng với nó, cô ta nhận ra rằng Tạ Khinh dần dần bị người ta chán ghét. Mặc dù cả hai có một cuộc chiến tranh lạnh vì Cố Viễn, nhưng dù sao thì họ cũng là bạn của nhau trong nhiều năm. Vì thế trong lòng của Tạ Khinh mắng Đậu Nhã Nhiên không có đầu óc, bị bắt gặp nhưng vẫn nắm lấy cánh tay ra vờ quan tâm hỏi: "Cậu không sao chứ?" "Không có việc gì." Đậu Nhã Nhiên xoa xoa cánh tay và liếc Tạ Khinh phàn nàn: "Tạ Đường này quả nhiên lợi hại, còn kêu được ba cậu tới giải quyết. Em gái của cậu thay đổi nhiều quá, hoàn toàn không giống như trước kia." Tạ Khinh làm sao mà không biết, trong lòng cô ta cũng đang vô cùng lo lắng. Thái độ của ba trong những ngày gần đây thực sự khiến cô ta bất an. Mặc dù mẹ vẫn yêu cô ta, nhưng thì được cái ích lợi gì, dù sao tài sản vẫn nằm ở trong tay ba. Chỉ có thể chờ ba hết giận. Tuy nhiên, Tạ Khinh có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt của những người làm trong nhà nhìn cô ta. Thái độ đã thay đổi, nào có khắp nơi lấy lòng cô ta như trước kia đâu. Đậu Nhã Nhiên lại không biết Tạ Khinh đang lo lắng, vẫn đổ thêm dầu vào lửa: "Nhìn em gái của cậu, trước tiên được bà nội cậu sủng ái, còn cướp mất trái tim của Lục Trác, thành tích thì xuất sắc, còn có cả anh Cố Viễn cũng giúp nó ra mặt. Cậu quá hiền, đổi lại là tớ sẽ cho nó một bài học." Nói xong những lời này, cô ta rất hả hê. Ai kêu biết cô ta thích anh Cố Viễn mà vẫn cướp đoạt. Cuối cùng Tạ Khinh cũng được thừa cảm giác bị người đè ép. Nghe được những lời này, Tạ Khinh không khỏi tức giận, nhưng cô ta vẫn kiềm nén cơn giận này rồi nói: "Dù sao cũng là em gái của tớ, muốn cùng tớ tranh đoạt, tớ cũng có thể nhường." Trong lòng cô ta không khỏi đồng tình với lời nói của Đậu Nhã Nhiên. Đúng vậy, chẳng lẽ phải xem Tạ Đường càng ngày càng được ba coi trọng, cuối cùng lại so sánh cô ta, lấy được mọi thứ của Tạ ra? Không, điều đó là không thể. Cô ta cắn móng tay vào lòng bàn tay, ánh mắt vô cùng căm hận. Vào ngày diễn ra đại hội thể thao mùa thu, Tạ Đường mặc một bộ đồng phục học sinh chỉnh tề, mái tóc đen xoăn nhẹ được buộc bằng dây chun đơn giản, dáng người cao gầy, năng động và xinh đẹp cùng với Vương Văn Văn và những người khác đến khán đài và chờ khai giảng. Sau khi kết thúc, bắt đầu dẫn lớp C diễu hành. Người đứng đầu diễu hành của lớp A đương nhiên là Tạ Khinh, xinh đẹp, thành tích xuất sắc, cho nên năm nào cũng là cô ta. Mặc dù các cô gái đều mặc đồng phục học sinh và cột tóc đuôi ngựa, nhưng Tạ Khinh có trộm đi trang điểm thoa son. Điều này khiến cô ta trông nổi bật, chói lóa giữa một nhóm các cô gái mặt mộc. Mỗi năm đại hội thể thao mùa thu diễn ra, điều Tạ Khinh mong chờ nhất chính là chương trình này. Những năm trước, những ngày này cô ta sẽ được nhắc đến thường xuyên trong các diễn đàn của khuôn viên trường. Nhưng năm nay, cô ta cắn môi, không kìm được mà nhìn Tạ Đường lớp bên cạnh. Tạ Đường và Vương Văn Văn ngồi ở trung tâm của lớp C, vô hình chung trở thành trung tâm của đám đông. Là chị gái của Tạ Đường, Tạ Khinh luôn biết Tạ Đường xinh đẹp, chỉ là trước kia không tự tin, ít nói và cúi đầu như đà điểu khiến không nhiều người chú ý đến nó. Nhưng bây giờ Tạ Đường thần sắc tự tin, ngẩng cao khuôn mặt xinh đẹp, nét mặt điềm tĩnh và đôi mắt đen lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tất cả mọi người đã từng nhìn cô ta, bây giờ đều quay sang nhìn Tạ Đường, ánh mắt kinh ngạc, thậm chí còn mang theo ngưỡng mộ. Sự ghen tị trong lòng Tạ Khinh đã thấm sâu vào xương tủy, chỉ có thể trơ mắt nhìn em gái càng lớn càng xinh đẹp hơn mình. Hiện tại cô ta rất hối hận, nếu lúc trước đem nó dẫm đạp ở dưới chân thì sẽ không có ngày này bị nó cướp đi ưu tú, cùng bị so sánh thua xa dáng vẻ xinh đẹp của nó. Bây giờ hối hận thì đã quá muộn. Đi diễu hành trên hàng năm là một trong những điều quan trọng và phô trương nhất đối với Tạ Khinh. Trước trận đấu mùa thu này, cô ta đã bắt đầu chuẩn bị để làm cho các tiêu chuẩn hành động của mình đẹp và bắt mắt. Nhưng khi cô ta biết rằng lớp C là do Tạ Đường đảm nhiệm năm nay, tâm trạng của cô ta khó có thể hình dung ra được. Tại sao lại chọn Tạ Đường? Đây là muốn tranh đoạt mọi thứ của cô ta hay sao? Tạ Đường cùng đội ngũ từ sân khấu đi lên. Cơ hồ có thể đoán trước được tầm mắt mọi người đều đổ dồn trên người Tạ Đường, mà không phải là cô ta. Tạ Khinh trong lòng vừa nôn nóng vừa đố kỵ, không thể để chuyện này xảy ra. Hơn nữa, lời nói của Đậu Nhã Nhiên bên ngoài trường học cũng nhắc nhở cô ta, nếu như còn không ra tay, e rằng Tạ Đường sẽ hoàn toàn thay thế vị trí của cô ta trong trường. Lúc này trên khán đài ồn ào náo nhiệt, mỗi lớp được xếp vào một khu vực, nhưng vì số lượng quá đông, nhiều người vẫn chen lấn vào các lớp khác.
vì vậy trở thành một mớ hỗn độn, miễn là có một vị trí. Chỗ Tạ Đường và Vương Văn Văn đặc biệt đông. Sau khi cô nổi tiếng trên các diễn đàn, bắt đầu có những chàng trai mạnh dạn tiến đến tỏ tình, hoặc lén gửi thư tình cho bạn bè xung quanh, huống hồ bây giờ lại rơi vào cảnh hỗn loạn như vậy. Nếu người cố hết sức chen chúc về phía cô, muốn xem hoa khôi này trông như thế nào. Vì vậy nhất thời cảnh tượng rất hỗn loạn. Tạ Khinh nhìn hai nam sinh phía sau khán đài gần như không thể nhận ra. Hai nam sinh tuy cao lớn nhưng chân tóc hơi ngả vàng, hơi thở không giống nam sinh sạch sẽ trong trường thì tràn đầy khinh thường. Đồng phục học sinh thì mở phanh ra, liếc mắt nhìn cô ta. Tạ Khinh động tác gật đầu cực nhẹ. Bọn họ nhận được hiệu lệnh thì liều mạng chen lấn về phía Tạ Đường. Động tác tinh tế của Tạ Khinh đương nhiên không bị quá nhiều người chú ý, nhưng Lương Lan đứng sau lưng cô ta, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tạ Khinh đang nhìn về một phương hướng nào đó, cho nên vô thức mà nhìn theo tầm mắt của cô ta, ngay sau đó liền sửng sốt. Khuôn mặt của hai học sinh đó rõ ràng là của trường ngoài, cho dù không phải là người ngoài trường thì cũng nhất định cách rất xa bọn họ. Tại sao lại chen vào đây? Chỉ thấy hai nam sinh này đang cố chen vào đám đông, chính là hướng Tạ Đường đang đứng trước khán đài. Đám đông quá hỗn loạn, tiếng reo hò và tiếng ồn ào rung chuyển cả bầu trời. Họ tiến đến càng ngày càng gần Tạ Đường. Khi Lương Lan nhìn thấy bọn họ duỗi tay ra, cô chợt nhận ra điều gì đó. Cô kinh ngạc đứng lên hét lên một tiếng. Tuy nhiên tai nạn đã xảy ra. Mọi người xung quanh đều hối hả huyên náo. Vương Văn Văn ở bên cạnh hoàn toàn chìm đắm trong không khí cổ vũ sôi nổi này, mỉm cười nói chuyện phiếm. Nhưng xung quanh quá ồn ào, Tạ Đường cái gì đều cũng không nghe rõ. Cảm thấy xấu hổ vì mình không nghe thấy, chỉ đành phụ họa với cô ấy nở nụ cười, cũng nhỏ giọng nói chuyện. Nhưng vào lúc này tiếng ồn càng lợi hại hơn. Đột nhiên có người đụng vào lưng cô. Nó rất nhanh và gấp gáp, cô hoàn toàn không chuẩn bị trước, lại bị chúng đà đột ngột ngã về phía trước. Đồng tử co rút mạnh, thân thể nghiêng về phía trước theo quán tính. Cô vô thức đưa tay nắm lấy người bên cạnh. Nhưng mà trong ánh sáng lóe lên, cô nhớ ra bên cạnh là Vương Văn Văn. Nếu như nắm lấy cô ấy thì cả hai người chỉ có thể cùng nhau ngã xuống. Cô vội vàng rút tay về. Lúc này cô đã bị đẩy khỏi giá đỡ. Không ai để ý Tạ Đường ngã như thế nào. Có người phía sau cô để ý nên vội vàng chỉ vào hai tên côn đồ trông giống như trường học khác. Nhưng đám người hỗn loạn quá, lại có người ngã xuống, khiến cảnh tượng càng thêm lộn xộn. Thế là hai tên đó vội vàng chen nhau chạy ra khỏi đám đông, không ai có thể ngăn cản kịp. Một cơn đau xuyên thấu đến từ mắt cá chân. Tạ Đường ngã ngồi trên bãi cỏ trước khán đài. Khán đài cao 1 mét, không ngờ cô bị đẩy xuống. Mắt cá chân phải của cô trực tiếp chạm đất, giống như bị chật khớp. Xong giây lát, cô đau đến mức không nói được thành lời, bất giác nước mắt chảy ra. Vương Văn Văn và các bạn cùng lớp hoảng sợ, những người khác la hét và nhảy ra khỏi khán đài để vây quanh. Cậu có ổn không? Không xong rồi, có phải là bị bong gân rồi không? Có thể đứng lên không? Vừa rồi hai người kia là ai? Sao chưa từng thấy qua? Sao lại xuất hiện ở trong trường mình? Tối hôm qua vừa mưa trận mưa đầu thu, sàn cỏ đầy những giọt nước, chiếc váy đồng phục học sinh mỏng manh của Tạ Đường nhanh chóng bị thấm ướt, trên hông và đùi một mảng lớn vết nước. Nhưng cô không thể nghĩ được nhiều như vậy. Cô nghiến răng cố gắng đỡ tay Vương Văn Văn đứng lên. Nhưng mà đau quá, đột nhiên ngã ngửa ra sau, mái tóc ướt đẫm mồ hôi, cái trán trắng nõn lúc này cũng nhễ nhại mồ hôi. Vương Văn Văn vội vàng dặn dò hai nam sinh bên cạnh. Có thể giúp đỡ, đưa cậu ấy đến phòng y tế, nhanh lên. Nhưng chưa kịp dứt lời, khi hai cậu vội vàng chạy tới giúp đỡ, đám đông đột nhiên bị đẩy sang một bên. Bóng dáng cao lớn dừng ở trên đỉnh đầu, Tạ Đường ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Lục Trác, đôi mắt đen như mực nhìn cô, mang theo tia lo lắng. Lần trước khi ở trên xe buýt, đem mọi chuyện nói rõ ràng, hai người đây là lần đầu tiên gặp mặt ở khoảng cách gần như vậy, thời gian lâu đến mức cảm giác dường như đã qua mấy đời. Tạ Đường cảm thấy cô sắp không nhận ra anh. Lục Trác gầy đi rất nhiều, trên người thiếu đi một thứ gì đó, lại nhiều hơn một cái gì đó mà mình không hiểu thấu được. Nhưng rốt cuộc là cái gì, trong nháy mắt Tạ Đường theo bản năng tránh đi. Tạ Đường chưa kịp phản ứng, anh đã cúi xuống, một tay nhấc chân bế cô lên. Những người xung quanh chết lặng. Tạ Đường bỗng được nhấc lên không trung, trong lòng nhảy dựng thật mạnh, cảm thấy hơi thở dừng ở đỉnh đầu mình. Cô theo bản năng đôi tay muốn tìm được vật chống đỡ. Cô chợt nhận ra người này chính là Lục Trác, vì vậy cô vội vàng buông tay ra, cơ thể cứng đờ. Có người đỡ tôi.
Tạ Đường thì thào, mặc dù cô muốn nói tôi không cần anh giúp, nhưng khi cô nhìn lên thấy khuôn mặt hơi tái nhợt của Lục Trác đang ở gần bàn tay, không thể không biết tốt xấu nói ra. Cô nhớ rằng Lục Trác mới ra viện không bao lâu. Lục Trác phớt lờ cô, giả vờ như không nghe thấy, rồi sải bước bế cô đến phòng y tế. Dưới khán đài lộn xộn, Vương Văn Văn và những người xung quanh đều sững sờ và choáng váng. Trên khán đài càng huyên náo hơn. Bên này đột nhiên có người rơi xuống, kinh ngạc lo sợ tới mức sôi nổi đứng lên, nháo nhào đến phía trước xem. Mà sân thể dục mọi người cũng sôi nổi hướng bên này xem. Chỉ là cái gì cũng nhìn không thấy, nhìn không tới người bị vây quanh ở bên trong là ai. Nháy mắt loạn thành một đoàn, các cố vấn phải duy trì trật tự. Nhậm Tiểu Báo nghe nói rằng có vẻ như một học sinh lớp của ông đã bị thương, mồ hôi vã ra ngay lập tức. Ông vội vã chạy đến nhưng không thể vào được. Cả đám người xung quanh Tạ Đường đều kinh ngạc khi tận mắt chứng kiến, không thể tin được là Lục Trác lại chạy tới bế Tạ Đường đưa đi phòng y tế. Bọn họ khoa kinh doanh bên này rõ ràng xa như vậy, hắn không phải mắt cá chân bị bong gân thôi sao? Lại là như thế nào chạy tới nhanh như vậy? Lúc trước có tin đồn hắn theo đuổi Tạ Đường, chẳng lẽ là thực sự? Giả đi, sao có thể? Mặc dù Tạ Đường xinh đẹp, nhưng xinh đẹp thì xinh đẹp, loại vòng này vẫn là chú trọng môn đăng hộ đối. Lục thị to như vậy, chưa chắc nhìn chúng Tạ gia kia một mẫu ba phần sản nghiệp. Mọi người nghị luận sôi nổi, mấy nữ sinh trên nét mặt không che giấu được cực kỳ hâm mộ Tạ Đường. Mà Vương Văn Văn dù sao cũng là bạn Tạ Đường, nhiều ít biết một chút nội tình. Cô ngơ ngác đứng trong chốc lát mới hồi phục tinh thần lại, mới lo lắng về thương thế Tạ Đường, vì thế vội vàng đuổi theo. Bên này phát sinh động tĩnh lớn như vậy, Lận Quyết khoa bọn họ cũng cách rất xa, trong chốc lát mới truyền tới nơi này. Anh chỉ thấy bên kia dòng người chen chúc xô đẩy, nghe nói một cô gái dẫn đầu đoàn bị thương. Anh không quan tâm thu hồi tầm mắt, nhưng cách một lát lại nghe nói nữ sinh kia là Tạ Đường. Hắn trong lòng nhảy dựng, bỗng nhiên đứng lên. Tạ Đường được đặt trên giường bệnh trong phòng y tế. Bác sĩ kéo váy đồng phục học sinh của cô lên. Ánh mặt trời chiếu vào mắt cá chân trên cơ thể mảnh khảnh của Tạ Đường. Động tác của bác sĩ không nhẹ nhàng, cơn đau khiến tóc cô ướt đẫm mồ hôi. Nhưng cô cắn môi dưới của mình, không dám phát ra âm thanh. Có thể nhẹ hơn được không? Lục Trác mí mắt giật giật khi nhìn thấy. Anh không khỏi có chút cáu kỉnh, nhìn chằm chằm bác sĩ. Vậy cậu làm đi, bác sĩ tức giận nói. Lục Trác đột nhiên đứng lên đi tới giường bệnh, cúi xuống giúp Tạ Đường cởi dây giày thể thao. Nhưng trước khi những ngón tay thon dài của anh chạm vào mắt cá chân của cô đột nhiên di chuyển chân phải của mình, bím môi im lặng. Ngón tay anh giơ ra cứng đờ, thu lại đứng thẳng người. Cảm ơn, tôi sẽ tự làm, Tạ Đường thì thào nói. Sau đó cô vươn tay, dùng sức chịu đựng cơn đau, tự mình cởi dây buộc, sau đó cẩn thận cởi giày. Lục Trác hai mắt không chớp nhìn cô, không nói một lời nào, vẻ mặt lạnh lùng, cũng không có biểu cảm. Một lúc sau, anh đi tới chỗ uống nước, rót một cốc nước ấm, cầm lấy, một tay kéo ghế đặt cạnh giường Tạ Đường, đặt nước ở vị trí vừa tầm với của cô, sau đó xoay người đi ra. Sau khi rời khỏi phòng y tế, Lục Trác dừng lại. Anh không có rời đi, mà là dựa ở trên lan can hành lang, thẳng đứng, bình tĩnh nhìn hướng sân cỏ xa xa. Nghe thấy trong phòng y tế truyền ra âm thanh bác sĩ giúp Tạ Đường băng bó chân bị thương, tiếng cô kêu đau, anh cau mày. Tạ Đường hỏi, bác sĩ, bao lâu nữa thì mới khỏi? Bác sĩ nói, bong gân không quá nghiêm trọng, nhưng trên tay em hôm nay đeo băng lãnh đại hội thể thao. Trường hợp của em hôm nay đi không được, dẫn đầu cũng đừng có nghĩ. Trước đừng cử động mạnh mấy ngày, thay vài lần thuốc, xem tình hình có đỡ không đã. Tạ Đường có chút phiền muộn, gật đầu. Được. Sao lại bất cẩn như vậy? Trên khán đài có nhiều người như vậy, tại sao lại bị ngã? Thật nguy hiểm. Tạ Đường khẽ cắn môi, có chút phiền muộn, tự hỏi không biết có phải là cố ý đẩy ra khỏi khán đài không, mà lúc đó lại lộn xộn như vậy. Ai biết được học sinh đẩy mình là vô tình hay giả tạo. Cô không nói, lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Vương Văn Văn cùng với Nhậm Tiểu Báo, nói với họ rằng cô không thể dẫn dắt đội. Tại sao cô lại ngã, có người cố tình? Trên hành lang, Lục Trác không khỏi nhíu mày, sắc mặt có chút lạnh lùng, ánh mắt quét qua sân trường, cổng trường. Sau khi Tạ Đường uống thuốc, mắt cá chân trắng nõn của cô đã bị bầm tím và sưng tấy. Trên làn da trắng trông đặc biệt chói mắt, nhất thời không cử động được,
chỉ có thể nằm trên giường nghỉ một lúc. Cô cảm thấy hơi khát, nhưng cô nhìn bác sĩ của trường đang ngồi sau máy tính làm hồ sơ, khó khăn lắm mới có thể rót nước cho mình. Cô nhìn nước bên tay phải mà Lục Trác đã rót cho cô trước khi anh rời đi. Không còn cách nào, cô cầm cốc nước lên nhấp một ngụm. Môi khô và cổ họng ướt át, cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, cô nhìn bác sĩ cầm cốc nước hỏi: "Bác sĩ Lâm, sau khi Lục Trác xuất viện, anh ấy có đến đây kiểm tra không?" "Có." Bác sĩ Lâm nhìn chằm chằm vào máy tính gõ lách cách, thản nhiên nói: "Cậu ấy đã xuất viện sớm. Vị trí gãy xương mắt cá chân còn chưa hết. Tôi kiến nghị cậu ấy ít đi lại thì không nghe, cứ kịch liệt hoạt động nhiều lần, khiến cho người nhà cậu ấy phải mua xe lăn đưa lại đi khám." Tạ Đường sững sờ. Cô nhớ tới mắt cá chân khi Lục Trác nhấc mình vừa rồi, động tác đình trệ khi cõng mình lên lầu. Cô suýt chút nữa không để ý. Nhưng tại sao Tạ Đường luôn cảm thấy Lục Trác rất nông cạn? Khi cô thích anh đến mức đánh đổi sinh mạng, anh lại chọn người khác. Và khi cô thông suốt, anh lại... Tạ Đường không hiểu. Cô thở dài, không muốn nghĩ về nó. Tất nhiên sân chơi của trường không được giám sát, nhưng vì là đại hội thể thao nên nhà trường đã mời một số nhà quay phim đến đặt camera ở một số góc để ghi lại những cảnh sinh động của đại hội thể dục thể thao năm nay. Lục Trác dùng chút bản lĩnh, cũng không có đánh rắn động cỏ, đi tới trường học sao chép lại video đại hội thể thao ngày hôm đó. Anh quay lại phòng học với chiếc đĩa USB đã sao chép và ném cho Hướng Hoành: "Giúp tôi một việc." Hướng Hoành từ trong sân thể thao đông đúc trở về, mồ hôi nhễ nhại, mang theo hàng tấn nước khoáng điên cuồng. Thấy vậy liền cầm lấy hỏi: "Đây là cái gì?" Lục Trác ngồi xuống vị trí của mình, bóp vào mắt cá chân chưa lành của mình, có những cơn đau nhói lên. Anh cau mày nói ngắn gọn: "Video sân chơi, giúp tôi tìm ra người đã đẩy Tạ Đường xuống." "Còn mờ nờ, lại là cô ấy?" Hướng Hoành bất mãn. Hắn cảm thấy Lục Trác cũng quá hèn mọn. Chân trời nào mà không có cỏ thơm, tại sao lại muốn một cây treo cổ chết? Anh ta vừa nói, vừa rồi đang nói chuyện cười đùa với các bạn cùng lớp xung quanh, bỗng nhiên nghe thấy một góc sân ồn ào. Nhìn nghiêng thì thấy một đám người ồn ào náo nhiệt ở đó, liền hoảng sợ nói: "Có người đã ngã xuống, được đưa vào bệnh viện." "Cái người anh hùng cứu mỹ nhân kia lại là cậu. Vết thương cậu lành chưa mà đòi cõng người? Vậy không làm nhỉ?" Lục Trác không khách khí nhưng cũng không mất bình tĩnh, chỉ là chán nản nói: "Chẳng lẽ để người khác ôm cô ấy?" Nghĩ đến điều đó, cảm giác không thể chấp nhận được còn hơn gãy xương sườn. Hướng Hoành không nói thành lời, Lục Trác cũng không có cách nào, thở dài cầm lấy ổ USB chơi đùa. Hắn chống cùi trỏ lên trên bàn Lục Trác, liếc nhìn Lục Trác lông mi tối sầm xuống, không biết đang suy nghĩ gì, không khỏi nói: Nhà của cậu thực sự không có chuyện gì chứ?" Sau khi Lục Trác xuất viện, hắn ta và Quan Vũ đã đánh anh vài lần, mỗi ngày truyền thông là một câu chuyện. Và ngay cả Lục Thị cũng tung ra tin tức về việc sa thải người lái xe cầu thả. Nhưng mà chuyện bên trong là như thế nào, e rằng chỉ có Lục Trác mới biết. Nhưng mà kệ hắn và Quan Vũ hỏi cái gì, Lục Trác vẫn thản nhiên gạt đề tài này sang một bên. Hướng Hoành không khỏi cảm thấy có chút thất vọng. Hắn và Lục Trác quen biết nhau nhiều năm như vậy, không phải anh em nhưng cũng là bạn tốt của nhau. Nếu không phải bệnh viện bị vệ sĩ và nhân viên bảo vệ phong tỏa thì anh đã xông đến bệnh viện để thăm Lục Trác. Nhưng Lục Thị bây giờ là tình hình gì, Lục Trác không tiết lộ cho anh bất cứ điều gì. Lục Trác nhướng mắt liếc Hướng Hoành, trong mắt không có một tia cảm xúc. Nhưng cuối cùng người bạn của hắn cũng quan tâm hắn. Lục Trác mỉm cười, đem cánh tay của Hướng Hoành trên bàn xuống, nâng mày lên, nửa cười nửa mắng: "Cút đi, làm gì có chuyện gì? Chỉ là tai nạn bất ngờ thôi." Hướng Hoành không nghĩ nhiều, tâm tình nhẹ hơn một chút, nói nhỏ rồi quay đầu lại: "Xem ra là mình bị chứng ảo tưởng. Bằng không sao lúc nào luôn cảm thấy hoàn cảnh của Lục Trác trong nhà họ Lục không được như biểu hiện bên ngoài như thế." Sau khi Hướng Hoành quay đầu lại, Lục Trác nhíu lại nụ cười trên môi, cau mày nhìn điện thoại, đôi mắt sụp mí vô cùng phức tạp, đờ đẫn và nặng trĩu. Cố Uyển Chi gọi đến, có lẽ đã thấy điều gì đó trên tin tức. Khi anh còn nhỏ, Cố gia đã mất quyền lực nên sau này mẹ anh phải phụ thuộc vào bố của anh. Nhưng bố anh không thích mẹ và đối xử vô tâm, đó là lý do mẹ anh đã bỏ trốn theo người khác và bỏ rơi anh.
Đôi khi Lục Trác không hề hét bà, đột nhiên anh có thể hiểu tại sao bà lại muốn trốn khỏi ngôi nhà rộng lớn lạnh lẽo đó. Bởi vì Lục Kiến Hướng quá lãnh đạm và tàn nhẫn, giống như một tảng băng lạnh không nóng lên, trong lòng sinh ra yêu và hận, bà đơn giản mà bước đi. 3 năm bà mới đến thăm Lục Trác một lần, thời gian không chắc chắn lắm, Lục Trác không biết khi nào sẽ đến hay rời đi. Trước mặt bà luôn tỏ ra lạnh lùng và oán hận. Nếu không, sau khi nhận được sự ấm áp một thời gian, bà sẽ lại bỏ rơi, những gì còn lại sẽ chỉ thêm ảm đạm và cô đơn. Nhưng Lục Trác có thực sự ghét bà ấy không? Lục Trác có lúc nghĩ rằng nguyên nhân khiến anh hận bà có lẽ không phải là vì bà phản bội gia đình, mà chỉ vì hận bà dễ dàng bỏ rơi mình, không đem mình theo cùng. Bà đã có cơ hội mang theo mình, nhưng lại chọn cách bắt cóc mình để đòi tiền. Bà ấy không quan tâm đến bản thân anh một chút nào. Sau khi Lục Trác ra khỏi bệnh viện, anh ta bắt đầu liên hệ với một số cổ đông có quan hệ với Cố gia trước đây. Chẳng hạn như Phương Đông là người góp vốn, Lục Trác đã ra tay đầu tiên. Mặc dù bị anh phá hư, nhưng anh tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ông ta nhất định phải đưa đứa con trai yêu quý của mình lên vị trí đó. Lục Trác cũng phải lên kế hoạch trước. Hôm nay tan học, Lục Trác nhìn thấy Phương Đông trở về biệt thự. Chưa kịp bước lên bậc thang, đã nhìn thấy ánh đèn trong phòng khách. Không khỏi nhíu mày, chỉ có mình đã sống ở căn biệt thự lạnh lẽo và rộng lớn này. Là ai tới đây? Mở cửa đi vào, Lục Kiến Hướng ngồi ở trên sofa hồi lâu, thậm chí còn kêu bảo mẫu pha cho hắn một ấm trà trước khi rời đi, thổi vào trong ấm trà. Lục Trác sắc mặt lập tức lạnh đi, lạnh lùng đi tới. Ông ở đây làm gì? Sau sự việc này, cho dù Lục Kiến Hướng không nhận ra rằng anh đã biết mọi chuyện ông làm, ngoài mặt duy trì sự hòa hợp dối trá giữa hai cha con đã hoàn toàn bị phá vỡ, Lục Kiến Hướng vì Lục Hằng thậm chí không tiếc để anh chết đi, còn có chuyện gì không làm được nữa? Đến xem mày. Lục Kiến Hướng nhướng mày nhìn lại Lục Trác, cảm thấy khó chịu. Anh giống mẹ anh như khuôn. Nếu như không có Cố Uyển Chi, ông đã không phải xa cách với mẹ của Lục Hằng nhiều năm như vậy. Từ một góc độ nào đó, khi Lục Trác còn nhỏ, cha ghét cái ghét đắng anh vì mẹ anh, người đã đẩy anh ra xa là bởi vì người cha vô tâm của anh. Lục Trác lông mày không kiên nhẫn, không giấu giếm. Nếu như không có việc gì, mời ông trở về trước. Tôi đi lên lầu. Lục Kiến Hướng kỳ quái nhìn con trai, cúi xuống đột nhiên lấy album ảnh từ trong thùng rác mà Cố Uyển Chi cầm nửa tháng trước ra lau sạch, lấy album ảnh mà Lục Trác đã ném vào thùng rác, cười chế nhạo. Mẹ của mày lại tới à? Lục Trác hầu như không ở trong phòng khách, bảo mẫu của cuốn album này cũng không thể là chủ nhân, không biết có nên vứt nó đi, cũng không dám đem nó ném ra thùng rác, cho nên anh đã phải ở lại đây mọi lúc. Lục Trác nắm lấy cuốn album, nắm chặt, ngón tay trắng xanh, ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Kiến Hướng lạnh lẽo, khiến nó ớn lạnh. Đừng động vào đồ của tôi. Lục Kiến Hướng, đây là mày. Không phải mẹ mày mang đến sao? Mẹ mày không mang theo sao? Lúc đi bà ấy đã để lại một cuốn album ảnh. Muốn mày nhớ đến bà ta sao? Lục Trác nhìn ông ta chằm chằm, cố gắng kiềm chế cơn tức giận. Không phải việc của ông. Tại sao Lục Kiến Hướng lại không biết rằng gần đây Lục Trác cũng tích cực hoạt động, tìm cách thu phục một số cổ đông cũ đứng về phía Cố gia trước đây. Thái độ của Phương Đông đã nói lên điều đó. Hỏi Lục Hằng đến thăm hắn, nhưng sao không thấy hắn đóng chặt cánh cửa, hoàn toàn là phe của Lục Trác. Lần trước lỡ tay, Lục Kiến Hướng lửa giận đầy bụng, thấy con trai mình càng ngày càng khó ưa. Rõ ràng có thể nhận được hàng trăm triệu và bước đi, tại sao lại phải đến để cạnh tranh với Lục Hằng? Ông đột nhiên nói, Lục Trác, đã đến lúc phải cho mày biết sự thật của năm đó rồi. Lục Trác bực bội. Chuyện gì? Ông giúp cổ có chuyện gì? Nếu thực sự muốn ở lại đây, tôi đêm nay liền đi ra ngoài ở. Anh cầm cặp sách quay đầu bước đi, tay phải vẫn ôm chặt khung ảnh. Còn Lục Kiến Hướng dường như muốn cố ý xé rách, cố ý làm cho Lục Trác hoàn toàn bối rối trong trò chơi này, nhếch miệng, nhẹ giọng nói. Tao chưa bao giờ nói cho mày biết, không phải mẹ mày muốn bắt cóc mày, nhưng tao muốn mày đi. Nhưng nhỏ Lục sao có thể để cho bà ta đem mày đi, đem mày cướp về, đến hạn chế tự do của bà ấy. Chỉ cho phép 3 năm tới xem mày một lần. Mày khi đó tuổi nhỏ,
để lại bóng ma tâm lý. Sợ thế mức cái gì đều không nhớ rõ. Vì để cho mày ghét bà ấy, mới nói với mày rằng bà ấy không muốn mày nữa. Cao chạy xa bay cùng với người đàn ông khác, mới bắt cóc mày và cuối cùng tống một số tiền. Ông chưa kịp nói xong, Lục Trác đột nhiên xoay người bóp cổ ông áp vào tường, cả người run lên, hai mắt đỏ bừng, tức giận nói: Lục Kiến Hướng, ông nói cái gì? Lục Kiến Hướng không ngờ tên nhóc lông lá này lợi hại đến mức suýt nữa thở không ra hơi, khó chịu không kém. Mày phản sao? Lúc nãy tao nói cái gì? Mày thực sự nghe không rõ hay sao? Một nắm đấm đập vào mặt ông ta. Khuôn mặt của Lục Kiến Hướng đột nhiên sưng lên, đèn trần đều vỡ tan tành và vỡ vụn trên bàn cà phê. Lục Trác trong mắt hiện lên sự tàn nhẫn cùng thù địch. Anh lúc này thực sự muốn giết người này. Trí nhớ của anh thực sự rất mơ hồ. Khi đó anh bao nhiêu tuổi? Mới 7 tuổi. Ở trong phòng tối, toàn thân run lên vì sợ hãi. Chỉ nhớ là mẹ ôm mình an ủi một hồi, một lúc sau mới có thể thoát ra. Có thể đúng, nếu thực sự tồn tại cái gọi là người đàn ông đã bỏ trốn cùng mẹ mình, tại sao trong trí nhớ của anh không bao giờ có chuyện người đàn ông và mẹ xuất hiện cùng một lúc trong cùng một căn phòng? Chính mẹ đã giấu anh ở một nơi để tránh Lục Kiến Hướng tìm thấy. Lục Kiến Hướng sinh mình nhưng không muốn mẹ mang mình đi, bởi vì mình vẫn còn có giá trị lợi dụng và phải mở đường cho cậu con trai quý giá của ông ta. Anh luôn oán hận Cố Uyển Chi vì đã bỏ rơi mình, bỏ rơi mình để chạy trốn. Nhưng hóa ra không phải, hóa ra anh đã quên, vẫn tiếp tục đâm đầu vào bà. Bà bị hạn chế tự do 3 năm mới được gặp mình một lần. Bà sợ hoàn cảnh của mình trong gia đình họ Lục nên không dám nói cho anh biết những gì đã xảy ra khi đó. Bà thà rằng hận để anh hận mình, nhưng cũng muốn anh sống tốt. Hóa ra còn có người yêu thương mình. Lục Trác hừ lạnh, hàm răng run lên, đột nhiên nắm lấy cổ áo của Lục Kiến Hướng, nghiến răng nói: Hạn chế tự do của bà ấy là sao? Ông nhốt bà ấy lại. Nói, nhốt ở đâu? Trong cơn mờ mịt, phía sau cái đầu bị thương của Lục Trác đau nhức, vài mảnh ký ức tràn vào. Tại sao lúc này hắn lại cảm thấy cảnh tượng tàn khốc này có vẻ quen thuộc? Anh dường như cũng đang ở trong một thế giới khác, đập Lục Kiến Hướng vào tường như thế này. Nửa đêm, Lục Trác chạy nhanh ra khỏi biệt thự lớn, mắt đỏ hoe chạy tới nhà xe, tay run rẩy mở cửa, cắm chìa khóa, châm lửa, lái xe chạy hết cỡ với tốc độ hung thần xa lộ. Anh gọi vài cuộc cho Cố Uyển Chi nhưng không ai trả lời, và sự im lặng kéo dài thật đáng lo ngại. Chiếc xe vượt qua mấy đèn đỏ trên đường, cảnh sát giao thông nhìn thấy khuôn mặt trẻ tuổi thù địch này qua cửa kính xe, họ sửng sốt và nhanh chóng cản anh lại. Nhưng Lục Trác đạp ga và chiếc xe lao qua, một tay Lục Trác cầm vô lăng, một tay lau khuôn mặt ướt át không giải thích được. Không trách, thảo nào trong những năm qua anh chỉ gặp Cố Uyển Chi 3 lần, mỗi lần bà muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Nhìn anh với vẻ mặt vừa khổ sở vừa buồn bã, Lục Trác có cảm giác quan tâm mình, nhưng bà lướt qua, bóng lưng run lên, rõ ràng đang khóc. Nhưng Lục Trác ghét bà tự cho mình là đúng, hận bà bỏ rơi mình, lần nào đối mặt cũng lạnh lùng chế giễu, thậm chí còn không chịu cho bà cơ hội đi gặp mặt. Mỗi lần chưa nói được 3 câu liền lạnh lùng quay đầu bước đi. Tự cho mình là đúng là bởi vì cậu còn quá nhỏ, trí nhớ rối rắm, chính là Lục Kiến Hướng cố tình gây ra. Toàn bộ người thân của Lục gia, bao gồm cả Lục Hoán và những người khác biết chuyện ở bên trong, tất cả đều là đồng bọn. Thực sự để bản thân anh hận người yêu mình nhất nhiều năm như vậy. Lần cuối cùng mẹ anh đến, Lục Trác nhận thấy trên đỉnh đầu bà có tóc bạc. Cứ 3 năm một lần, dáng vẻ của bà rõ ràng trở nên già hơn. Bà yêu thương anh, bà yêu bản thân anh. Bà bị ném vào biệt thự khi cô đơn lạnh lẽo, Cố gia sa sút, bà cố gắng đem anh đi, chỉ là bà thất bại, không có nghĩa là bà không yêu thương anh. Lục Trác bỗng nhiên muốn cười vui vẻ, nhưng môi cong lên, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe. Và bản thân anh, 10 năm qua không hề quan tâm đến bà, bị sự thờ ơ và ác ý đâm chết người. Và khi bà bị Lục Kiến Hướng nhốt lại và dùng làm con bài cuối cùng để uy hiếp, khi không biết cuộc sống của anh có tốt hay không, bà vẫn nghĩ anh là người thừa kế vinh quang của gia tộc họ Lục và vẫn sống trong yêu thương. Anh thực sự bất tài, vô dụng, thật buồn cười. Lục Trác điên cuồng đạp ga, đèn các phương tiện xung quanh từ hai má chiếu vào với tốc độ cực nhanh.
Anh chạy nhanh đến một biệt thự. Nhiều năm như vậy anh luôn cho rằng mẹ anh đi nước ngoài, 3 năm mới trở lại một lần. Nhưng bây giờ Lục Kiến Hướng nói rằng bà đang ở Trung Quốc và vẫn bị nhốt. Như vậy lần nói chuyện lần trước có lẽ đã đề cập đến nơi đó. Máu anh chạy loạn xạ, mở cửa xe chạy lao xuống. Có thể không có, ở đây tối và không có ai cả. Anh lao vào biệt thự và nhìn xung quanh. Không có ở đây, lúc đó ở đâu đây? Lục Trác lo lắng, lại quay xe lại rồi khởi động. Không biết trời mưa to từ lúc nào, tiếng tanh tách khiến mọi thứ trở nên mờ mịt. Trong cơn mưa lớn khó có thể lái xe với tốc độ cao, và các xe khác phải giảm tốc độ. Cuối cùng chiếc xe của anh là chiếc duy nhất vượt đèn đỏ. Anh lần lượt tìm kiếm nhiều tài sản trong gia đình họ Lục, nhưng mà không có, hoàn toàn không có. Trước đây mỗi lần xông vào, Lục Trác đều tràn đầy hy vọng. Nhưng khi xông vào lại phát hiện không có ai ở đó, trái tim anh lại thẳng tắp rơi xuống. Còn nữa, hiện tại Lục Kiến Hướng đã nhốt bà lại, coi như là một con bài nặc danh để uy hiếp anh. Làm sao có thể để anh tìm được? Mình đúng là khốn nạn, suốt 10 năm lại chẳng hay biết gì. Anh không biết mình đã tìm kiếm bao lâu, tóc đen ẩm ướt, thân thể ướt đẫm, tim gan như tảng băng, càng ngày càng tuyệt vọng, vẻ mặt càng lúc càng lạnh, môi anh tái nhợt, tay nắm siết chặt, băng bó ở mắt cá chân bị thương đã ướt đẫm nước mưa, nó đã âm thầm sưng tấy. Lục Trác lau nước mưa trên mặt, mở cửa xe định đi lên, nhưng đột nhiên toàn thân nhẹ nhõm một hơi. Anh nhận ra mình sống nhiều năm như vậy đều là chuyện cười. Anh được đưa lên làm vị trí người thừa kế của Lục gia. Mấy năm đầu anh thực sự cho rằng mình là một đại thiếu gia lớn lên ngậm thìa vàng và không ai có thể sánh vai. Sau này anh dần nhận ra sự thờ ơ của cha, sự ruồng bỏ của mẹ. Anh cũng mơ hồ phát hiện ra đâu là người thừa kế thực sự, mà chỉ là mục tiêu sống. Ông nội đã định ra chức vụ đó, nhưng bố anh tìm mọi cách tước đi, rồi ông giữ lấy, dâng lên cho người con trai ông yêu mến. Khi Lục Hằng trở lại nước lần đầu tiên vào 3 năm trước, anh đã gửi một sấp ảnh uy hiếp anh ta cút trở lại. Anh nghĩ rằng chuyện này sẽ dừng lại và Lục Hằng sẽ không quay lại nữa. Thật không ngờ tới khi Lục Hằng trở lại nước lần thứ 2 vào 3 tuần trước, anh không do dự lên kế hoạch là một tai nạn xe hơi để hắn và cha anh tạm thời không thể đề xuất thay thế. Tuy nhiên, điều khó lường nhất là Lục Kiến Hướng sớm đã có đề phòng. Anh nắm giữ thứ hắn muốn nhất và dùng nó như con bài cuối cùng để uy hiếp bản thân. Nhưng anh không có gì cả. Con bài mặc cả của anh chẳng qua là sinh mệnh, cũng không tìm được tung tích. Nếu anh làm việc chăm chỉ, điều gì sẽ xảy ra với mẹ anh? Anh không thể chắc chắn rằng những gì Lục Kiến Hướng nói là thật hay là giả, nhưng anh không thể chấp nhận bất kỳ mạo hiểm nào. Lục Trác trở lại xe, hai tay vò tóc, toàn thân tràn đầy tuyệt vọng cùng cô đơn. Anh không biết mình đã ở đây bao lâu. Có lẽ đó là một cơn ác mộng uể oải, và khi tỉnh dậy, bầu trời vẫn còn tối và vẫn là đêm dài như thế này. Mỗi lần anh mơ đi mơ lại, sẽ luôn có những mảnh ký ức mơ hồ tràn vào tâm trí anh. Anh luôn nghĩ rằng trong mơ là có thật, nhưng sau khi tỉnh dậy từ giấc mơ, anh mới phát hiện ra rằng tất cả chỉ là do mình tưởng tượng ra. Bao gồm cả điều đó, việc Tạ Đường trong giấc mơ của anh cứu anh ra khỏi biển là một phỏng đoán vô lý và bất khả thi nhất. Cô hận chính mình, không bao giờ thích chính mình, bất kể tính mạng như thế nào cũng có thể cứu anh. Không ai trên thế giới này sẽ bỏ mạng để bảo vệ anh. Có lẽ mẹ anh sẽ là người duy nhất, nhưng anh không thể bảo vệ mẹ. Đôi mi đen của Lục Trác nặng nề run lên, ngón tay mảnh khảnh dừng lại trên màn hình một lúc lâu, cho đến khi anh nghĩ trời sắp hừng sáng, nhưng bầu trời vẫn còn tối mịt. Tạ Đường ngủ rất nhẹ. Nửa đêm điện thoại dưới gối đột nhiên rung lên. Cô ngủ mơ hồ vẫn chưa tỉnh nên lấy điện thoại ra như làm nhảm nói: "Alo." Đầu bên kia điện thoại không có tiếng động, chỉ có tiếng thở dốc nhưng vô cùng kìm nén. Tạ Đường nửa mê nửa tỉnh, nhắm mắt lại vô thức hỏi: "Ai vậy?" Nhưng không có câu trả lời, chỉ có tiếng thở dồn dập. Cũng không biết tại sao lúc này mí mắt vốn nặng nề đột nhiên tỉnh lại. Tạ Đường mở mắt ngồi dậy, vén tóc rối bù ra sau tai, bất giác hỏi: "Lục Trác." Mặc dù giọng điệu không chắc chắn, nhưng trong lòng cô gần như đã xác nhận anh. Tại sao? Tạ Đường không biết tại sao. Nó giống như là mặc dù bạn đã quyết định quên và xa lánh ai đó, nhưng bạn đã thực sự làm được, và bạn đã bình tĩnh và nhẹ nhõm hơn. Tuy nhiên có một số thói quen đã phát triển hơn 10 năm qua, đã ăn sâu vào đó, như những gốc rễ cứng đầu và những căn bệnh ung thư chết người,
không thể xóa bỏ được trừ khi rút ra khỏi ký ức. Hơn 10 năm cô dõi mắt theo Lục Trác, quen thuộc với mọi cử động, lời nói và thói quen nhỏ nhặt của anh, thậm chí cả tiếng thở gấp của anh. Thật buồn khi phải nói, nhưng chỉ có vậy. Mặc dù xem thường những thứ này, nhưng dù muốn quên hoàn toàn cũng không thể được. Những thứ đó đều là kiếp trước của cô, trừ khi hoàn toàn mất trí nhớ, cô mới không thể quên được. Sau khi Tạ Đường hỏi hai chữ này, đầu dây bên kia điện thoại liền nín thở, sau đó như chạy trốn vội vàng cúp điện thoại, chỉ còn lại một tiếng bíp dài. Lúc này Tạ Đường không ngủ được nữa, cô đứng dậy, chân trần bước xuống sàn, mở rèm cửa, liếc nhìn mưa to bên ngoài, nhưng tiếng mưa đã bị cắt đứt vì sàn cách âm, cửa sổ trần. Nhưng vừa rồi trên điện thoại, cô nghe rõ ràng tiếng mưa to đập vào nắp xe, lá rơi, đường nhựa, có nghĩa là Lục Trác đang ở bên ngoài. Tạ Đường ngồi xuống bên giường mà cảm thấy không ổn. Cô luôn cảm thấy Lục Trác đang xảy ra chuyện gì mà cô lại không biết. Kiếp trước sau khi bị tai nạn xe cộ trở về, trạng thái của hắn hình như có chút không đúng. Nhưng lúc đó chỉ dám nhìn từ xa, không lại gần hắn, hắn sẽ biết chuyện gì xảy ra. Vậy điều gì đã xảy ra với anh ta? Tạ Đường nhẹ nhàng hít một hơi, cảm thấy đau đầu, không khỏi xoa lông mày. Cô cảm thấy mình không nợ Lục Trác bất cứ thứ gì, cho dù có nợ anh ta, cô cũng đã trả hết trong trận sóng thần ở kiếp trước. Nhưng kiếp này hình như vẫn lặp đi lặp lại không rõ ràng. Cô đã buông tay, nhưng anh lại càng dính vào. Nhưng nếu có bất kỳ khó khăn trở ngại nào mà anh ấy không thể vượt qua, Tạ Đường, mặc dù Tạ Đường không thích anh, nhưng cũng không thể hoàn toàn không quan tâm. Rốt cuộc, trong lòng cô cũng biết một điều, thái độ của Từ Thiến, Lý Tử Hàng và cha cô đều là những thứ mà Lục Trác đã giúp cô trong kiếp này. Kể cả lần cuối cùng bị đẩy xuống khỏi khán đài, rõ ràng là anh vẫn chưa lành vết thương ở mắt cá chân, nhưng anh vẫn... Vì vậy, nếu có chuyện gì xảy ra, cô sẽ giúp đỡ, với tư cách là một lời cảm ơn. Tạ Đường giải tỏa tâm trạng khó hiểu phức tạp của mình, sau đó từ từ thở phào nhẹ nhõm. Từ khi tỉnh lại, cô không ngủ được nữa, đứng dậy, mặc quần áo vào chải đầu. Hôm nay cô còn có việc rất quan trọng, cô chuẩn bị gửi tài liệu cho giáo sư Uông. Nhân tiện giáo sư Uông sẽ tham gia một cuộc họp chủ yếu quan trọng, với tư cách là trợ lý của anh, cô đương nhiên phải tham gia. Đó là một nơi khu nghỉ mát ở gần biển. Tạ Đường có chút sợ hãi về biển, nhưng cô đã tính toán thời gian, bây giờ còn ít nhất một tháng trước khi có sóng thần, nên cô không phải lo lắng quá. Loài thảm họa thiên nhiên này chắc là thời gian sẽ không thay đổi. Ngoài ra, cô nhất quyết không ở gần biển, chỉ ở resort. Cô thu dọn cặp sách cầm ô. Khi trời còn sáng, cô mở cửa biệt thự đi ra ngoài. Cô định đến trường học trước để chuẩn bị một số tài liệu. Tài xế đã đợi sẵn ở trên xe. Nhìn mưa to bên ngoài, Tạ Đường do dự mà ngồi vào. Nhị tiểu thư, cô so với đại tiểu thư chăm chỉ hơn nhiều, không thua thiệt, mà thành tích cũng tốt hơn nhiều. Hôm nay sao lại dậy sớm vậy? Người lái xe họ Tạ hiếm khi chào hỏi. Tạ Đường nhàn nhạt nhìn đi chỗ khác, không để ý tới người lái xe đang nhiều chuyện. Tài xế có chút xấu hổ, sờ mũi, quay đầu khởi động xe. Sau khi rời khỏi nhà họ Tạ, có một con đường dài rợp bóng cây. Tạ Đường nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt dừng một chút, có chút ngạc nhiên. Tài xế hiển nhiên nhìn thấy, kinh ngạc nói: đó không phải là... Tạ Đường còn chưa kịp nói gì, tài xế đã vô thức dừng xe. Ngón tay Tạ Đường vô thức siết chặt chiếc ô trong tay. Xuyên qua lớp kính mưa dày đặc, cô nhìn thấy góc khuất, cái mà Lục Trác đã tặng búp bê thỏ của chính cô mấy tháng trước. Cô không chút do dự lạnh lùng từ chối. Lục Trác ôm gối ngồi ở chỗ đó, như là đang chờ mình, mà cũng ngồi ở đây cả đêm như vô thức. Sắc mặt tái nhợt, im lặng mím môi, toàn thân ướt đẫm không chút biểu cảm. Xa quá, lại bị cơn mưa lớn cắt ngang, không thể nhìn thấy ánh mắt u ám dưới mắt của anh. Nhưng Tạ Đường chưa bao giờ nhìn thấy một Lục Trác như vậy ở kiếp trước hay kiếp này. Khi Lục Trác xuất hiện ở trước mặt cô hoặc ở phía xa, đều là dáng vẻ cao cao tại thượng, lôi kéo sự thu hút, giống như một ngọn lửa kiêu ngạo trời sinh, tự cao tự đại. Nhưng giờ đây, cô bị bao phủ bởi sự mỏng manh và cô đơn mà cô chưa từng thấy trước đây. Có một quán cà phê trên phố với chữ Vegetarian trên bức tường trắng, rất nhỏ và hầu như không có ai lui tới vào những ngày mưa.
Tạ Đường xin ông chủ một chiếc khăn khô mềm, đưa cho người ướt sũng trước mặt. Lông mi Lục Trác đen nhánh run lên, đờ đẫn cầm lấy khăn để lên đầu chậm rãi lau, ngây ngốc nói: "Cảm ơn." 5 phút trước, Tạ Đường hỏi anh đã xảy ra chuyện gì. Cô nhìn thấy Lục Trác một bên, đúng là không thể tin được, nhưng anh vẫn im lặng không nói gì. Có lẽ đó là một số vấn đề riêng tư khó nói. Tất nhiên bây giờ lập trường của cô cũng không dễ để hỏi thêm nữa, vì vậy tốt nhất là nên im lặng. Ánh mắt cô nhìn vào ống quần bên phải của Lục Trác. Vết thương sắp lành trong vụ tai nạn ô tô lại bị rách ra, máu chảy ra, bị mưa làm ướt, đỏ một mảng đến mức không chịu nổi nữa. Bây giờ anh không phải là chàng thiếu niên tự cao tự đại như những gì cô đã nhớ, mà thực sự giống như là đã gặp phải đả kích lớn. Cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra? Tạ Đường không biết gì cả, Lục Trác không nói, cô chỉ có thể đoán. Cô im lặng một lúc, đột nhiên đứng dậy, cầm chiếc ô trong góc, mở cửa bước đi. Lục Trác vừa ngẩng đầu nhìn bóng lưng của cô, vẻ mặt đau xót, nhưng nỗi cô đơn lại nhiều hơn. Cứ như vậy rồi đi, trong một phút một giây, cô không muốn ở một chỗ cùng với anh. Anh nhắm mắt lại, cầm lấy khăn tắm ướt đẫm tóc vào trong tay, ép mình bình tĩnh lại, bình tĩnh trở nên mạnh mẽ hơn. Bây giờ không thể tìm thấy tung tích của mẹ, nhưng Lục Kiến Hướng không biết làm gì bà ấy. Thứ nhất, bà ấy là một con bài mặc cả để uy hiếp anh, điều này rất quan trọng. Thứ hai, vẫn còn những người cố gia ở nước ngoài, và Lục Kiến Hướng cũng sẽ không kiêu ngạo. Bà ấy vẫn an toàn, đang chờ đoàn tụ với anh. Máu Lục Trác dồn lên đỉnh đầu cả đêm cuối cùng cũng trở lại. Vì vậy bây giờ chỉ còn lại hai việc: là mẹ giao toàn bộ tài sản gia tộc khổng lồ cho nhà Lục, hay bỏ qua sự an nguy của bản thân và giành lấy những gì đáng lẽ thuộc về mình. Anh sẽ chọn người trước mà không do dự, chính là không cam lòng. Trong những năm qua, người được gọi là cha này coi anh và mẹ như một món đồ chơi. Đã đến lúc ông ta cũng nên nếm trải cảm giác khi mất đi thứ mà mình quan tâm nhất. Lục Trác cụp mắt xuống, siết chặt ngón tay. Các đốt ngón tay tái nhợt vô thức phát ra âm thanh giòn tan, cả người phát lạnh. Đối với Tạ Đường, cô hẳn là sẽ cảm thấy may mắn vì chính mình sẽ không bao giờ quấy rầy cô ấy nữa. Lục Trác khẽ giật giật khóe miệng, không biết có phải tự mình cười mình hay không. Nhưng vào lúc này, cửa kính lại nhẹ nhàng bị đẩy ra. Anh nghe thấy tiếng động, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Tạ Đường mang theo túi thuốc màu trắng, cô đã quay lại. Cô cất chiếc ô đi, dù có cầm ô nhưng ngoài trời mưa quá nhiều, mái tóc đen dài của cô vẫn bị ướt, một làn sương mờ ảo phủ trên vai. Cô ngước mắt nhìn anh rồi bước tới. Lục Trác sững sờ, ánh mắt rơi trên người cô, cổ họng đột nhiên khô khốc, lau mặt, điều chỉnh biểu cảm, cố gắng làm cho bản thân có vẻ thoải mái hơn một chút. "Không cần, tôi đi đây. Cảm ơn em." "Anh ngồi đi." Tạ Đường không nhìn anh, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt cá chân đang chảy máu của anh, nói nhỏ: "Nếu không xử lý kịp thời, nhất định sẽ bị viêm, hơn nữa còn làm chậm trễ mọi chuyện." Lục Trác nhìn cô. Cô mở túi ra nói tiếp: "Hơn nữa lần trước tôi bị tai nạn, cũng không phải là anh giúp hay sao?" Lục Trác ánh mắt mờ mịt. Anh ngồi xuống, Tạ Đường ngồi xổm trên mặt đất, nhẹ nhàng nhấc ống quần đã ướt đẫm nước lên. Khi nhìn thấy vết thương bên dưới, anh không khỏi hít một hơi, nhíu mày. Vết thương nhẹ trong một vụ tai nạn ô tô có thể là gì? Mắt cá chân bị thủy tinh đâm vào, còn bị gãy xương. Mặc dù xương gần như đã lành, nhưng vết thương lại bị nhiễm trùng hai lần. Điều này khiến nhẹ nhàng tháo băng vải ra, lộ ra màng thịt non đã trắng bệch vì nước mưa. Tạ Đường không có biểu hiện gì, nhưng ngón tay theo bản năng run lên một chút, cũng không dám làm gì. Quán cà phê yên tĩnh đến mức hô hấp có thể nghe. Lục Trác đột nhiên cười thầm. Tạ Đường cau mày. "Anh cười cái gì?" Lục Trác sững sờ nói. "Đường Đường, sớm biết vậy, tôi đã gãy chân sớm rồi xuất hiện trước mặt em." "Bệnh thần kinh." Tạ Đường không nhịn được nói. Thần kinh cô căng thẳng, cẩn thận xé miếng băng trên chân anh đang dính vào thịt. "Vậy anh vẫn còn tâm trạng đùa giỡn, chẳng lẽ không đau sao?" "Làm từ từ như thế này thực sự là rất đau." Tạ Đường cắn chặt môi dưới. "Tôi sẽ xé xuống, cố gắng chịu đựng, nhưng có thể là vẫn sẽ đau. Anh chịu đựng một chút, đừng kêu lên, ồn ào đến ông chủ." Lục Trác rất mệt mỏi kiệt sức,
khó có thể nhấc lên mi mắt. Nghe cô nói cái gì cũng không nhịn được nở nụ cười, chỉ là nụ cười cũng rất mệt. Anh ngả người ra sau cười. Được. Tạ Đường bình tĩnh lại, một tay nhúng miếng bông gòn có tẩm Idofo đã khử trùng xoa lên vết thương rớm máu và băng bó khớp tay kia, quyết tâm mà xoẹt xoẹt kéo xuống. Lần này mắt cá chân anh gần như da thịt không còn nguyên vẹn, vết máu nhanh chóng chảy ra. Tạ Đường rất hối hận, cô không nên chủ trương xử lý, cô nên đưa anh đến bệnh viện điều trị. Nhưng cô sợ anh sẽ không đến bệnh viện, cuối cùng càng chần chừ càng nghiêm trọng hơn, nhiễm trùng lần nữa thì toi. Cô vội vàng dùng bông để cầm máu, rồi nhanh chóng dùng tay lau nước mưa gì ở mắt cá chân cho anh, sau đó quấn một chiếc băng mới sạch và khô. Sau tất cả những điều này, cô gần như đổ mồ hôi từ đầu đến mũi của mình. Lục Trác ánh mắt trầm xuống nhìn cô, trái tim khẽ rung, không nhịn nói. Lúc trước trong mơ tôi thấy anh không nói một lời nào, Tạ Đường đột nhiên lên tiếng, cố gắng chuyển hướng chú ý để không quá đau, nên thản nhiên nói. Mơ gì? Lục Trác không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng giấc mơ đó hết lần này đến lần khác khiến anh ám ảnh gần như bị bệnh tim. Anh nhìn Tạ Đường, đột nhiên hỏi. Vì vậy anh nói với một giọng khàn. Nằm mơ thấy sóng thần, tôi đang linh đinh trên biển, sắp chết. Và sau đó, trước khi anh nói xong, vẻ mặt Tạ Đường đột nhiên căng thẳng, nhìn anh một cách kỳ lạ. Lục Trác hiểu lầm, cho rằng biểu hiện của Tạ Đường là tại sao anh lại phù phiếm như vậy, và cách anh tạo ra chủ đề một cách rất tình cờ. Cũng không ai tin được ai lại có cùng một giấc mơ như vậy. Lục Trác đã không thể làm gì khác là ngừng nói, đổi lời. Tôi chỉ tùy tiện nói, em đừng để ở trong lòng. Tạ Đường không biết nên nói cái gì, nhíu mày, quyết định mặc kệ. Chỉ là một giấc mơ thôi. Ừ, đúng vậy, chỉ là một giấc mơ. Lục Trác lẩm bẩm cười. Lục Trác im lặng rồi hỏi, em gần đây có khỏe không? Tạ Đường đứng dậy, bỏ miếng băng dính máu vào túi thuốc, ném vào thùng rác bên cạnh, sau đó nói, chân anh bị thương nên không được mắc mưa. Xin ông chủ cho mượn ô đi, kế bên có khách sạn. Trước tiên đi thay quần áo đi. Lục Trác gật đầu. Được rồi, cảm ơn. Tạ Đường nhìn Lục Trác vẻ mặt phức tạp, không biết nên nói cái gì, xoay người rời đi. Sau khi cô rời đi, Lục Trác thở ra một hơi mệt mỏi dựa vào tường, hai mắt khép hờ. Anh nghĩ Tạ Đường sẽ quay đi khi nhìn thấy anh, nhưng cô không làm vậy. Cô ở lại băng bó vết thương. Nhưng cùng lúc đó, Lục Trác tự đáy lòng cười nhạo chính mình. Anh biết rõ Tạ Đường chỉ là nhịn không được anh thảm hại như vậy, cũng chỉ là vì lần trước anh cứu cô khi bị đẩy ngã mà thôi, và không có lý do nào khác. Anh chỉ là một người đã bị từ chối vô số lần. Tạ Đường không thích anh, thật chẳng ra làm sao. Người cuối cùng Lục Trác muốn gặp lại là Tạ Đường. Nhưng không biết tại sao, giống như bản năng và tiềm thức, anh đi đến gần nhà cô. Nhưng bây giờ anh dường như không đủ tư cách để thích cô ấy. Lục Trác trong nháy mắt kiệt sức, cũng không có tâm trí suy nghĩ nhiều. Phải vui lên, anh xoa lông mày và nghĩ, còn rất nhiều việc đang chờ anh giải quyết. Tạ Đường trở lại xe, nhà Tạ Gia đã đợi cô ở góc phố. Cô im lặng. Cô cũng cảm thấy Lục Trác trong 2 tháng qua đã thay đổi rất nhiều. Ngoại trừ thân hình gầy gò và giữa hai hàng lông mày có thêm sự mệt mỏi, thì có vẻ như anh đã trưởng thành rất nhiều. Trong mắt còn có rất nhiều suy nghĩ nặng nề, và những suy nghĩ đó, cô biết anh trong 2 kiếp không thể hiểu chúng và không thể phát hiện ra chúng. Tạ Đường kiếp trước từng nhìn thấy tuổi trẻ hào hoa của Lục Trác, tuổi trẻ âm thầm và lạnh lùng của anh, nhưng dường như không biết tính cách của anh thay đổi từ lúc nào. Cô đã không gặp anh mấy năm, anh đã ra nước ngoài. Nghe tin nhà họ Lục có tin dữ, mãi về sau anh mới đến nhà Tạ Gia đính hôn với chị gái mình. Cô nghĩ rằng anh đã dần trở nên trưởng thành, nhưng cô chưa nghĩ đến việc sau này anh sẽ trở thành như thế nào vì một sự kiện nào đó hay một chuỗi sự kiện nào đó. Nghĩ đến đây, Tạ Đường đột nhiên dừng suy nghĩ ở trong lòng. Cô phát hiện ra rằng mặc dù kiếp trước cô thích Lục Trác, nhưng cô thực sự không biết anh nhiều như vậy. Cô thích anh vì anh đứng dưới ánh mặt trời, kiêu ngạo tự đại, và cô đứng trong bóng tối, nhỏ bé cố gắng tiếp cận anh. Thật ra cô biết sở thích của Lục Trác, nhưng cô không biết tại sao Lục Trác lại thích. Cô biết rằng gia tộc của Lục Trác rất nổi bật, nhưng cô không biết chính xác phe của Lục được hình thành như thế nào.
Cô biết rằng có Hướng Hoành và những người bạn khác bên cạnh Lục Trác, nhưng cô chỉ có thể nhìn anh từ hành lang tự tin và hòa nhập với bạn bè. Bằng cách này, những gì cô thích chỉ là một cái nhìn thoáng hạn hẹp. Tạ Đường đột nhiên không nhịn được nắm chặt ngón tay. Nếu như, chỉ cần nếu như, những gì đã xảy ra trong cuộc sống cuối cùng chỉ là một sự hiểu lầm. Không, nhưng cô nghĩ điều đó là không thể. Hiểu lầm nào có thể khiến Lục Trác hoàn toàn từ bỏ lời thề đó. Mà bây giờ Lục Trác rất chật vật, mặc dù cô có thể đoán được chuyện liên quan đến nhỏ Lục, nhưng anh không chủ động nói. Cô không thể nghĩ hiện tại anh đang trải qua chuyện gì. Cô đã không ngủ ngon, nhưng bây giờ trời mưa và cô bị đau đầu. Tạ Đường xoa xoa thái dương, nhất thời không nghĩ tới, liền kêu tài xế đưa cô đi học. Mà bên này, điện thoại của Lục Trác vang lên. Anh mệt mỏi mở mắt ra, liền nghe thấy Hướng Hoành nói với anh: "Anh Trác, anh mau tới đây. Tìm được rồi, hai tên đẩy em gái Tạ Đường trên khán đài."